chương 200, Thanh Long Yển Nguyệt Đao, đặc hiệu mở. Cao ngũ phẩm thạch đầu nhân, tùy tiện công kích đều có 60 vạn cân, quân thường tiếu không dám ngạnh kháng, chỉ có thể mượn nhờ quỷ tung bộ tránh né. Cũng may đại gia hỏa công kích không nhanh, có thể hữu kinh vô hiểm cẩn thận đọ sức. Nhưng thi triển quỷ tung bộ hội tiêu hao linh năng, lấy quân thường tiếu trong khí xoáy năng lực, thi triển một đoạn thời gian không có vấn đề, thời gian dài khẳng định nghỉ cơm. Hết lần này tới lần khác, lúc này tới nhất cái kiên trì 5 giờ thời hạn nhiệm vụ. Bình thường đi đường cái gì, tiếp tục thi triển quỷ tung bộ 5 giờ, vấn đề không tính quá lớn. Nhưng bây giờ là vì bảo mệnh A, à, khẳng định lại bao nhanh chạy bao nhanh, có thể tiếp tục 2 giờ liền như bước. Đây là cái gì, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hệ thống nói, thời hạn nhiệm vụ rất ít gặp, túc chủ nếu như hoàn thành, hội thu hoạch được phong phú ban thưởng Nhiệm vụ này ai có thể hoàn thành, quân thường tiếu gầm thét lên, hắn cũng rất muốn hoàn thành, thu hoạch được phong phú ban thưởng nhưng bây giờ cân nhắc càng nhiều hơn chính là, nên như thế nào chạy thoát. Nhiệm vụ, mình cũng bị mất, cái dám nhiệm vụ. Chờ chút, né tránh thạch đầu nhân oanh kích quân thường thiếu, đầu óc nhất chuyển mới nói, ta đem đại gia hỏa giải quyết hết, ngồi ở chỗ này 5 giờ chẳng phải ok rồi. Hệ thống, đây thật là giống như thần não mạch kín A. Quân thường thiếu nỉ non nói, tránh 5 giờ căn bản không có khả năng, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần đem gia hỏa này giải quyết hết. Tốt, cứ như vậy, xoát, quân thường tiếu mặt hướng giơ cánh tay lên thạch đầu nhân, mục quang lãnh lệ nói, thạch đầu quái, người thành công chọc giận ta. Ông, trong tay lưu quang lấp lóe hàn phong kiếm tế ra tới hô hô thạch đầu nhân vung vẩy to lớn cánh tay mang theo lực lượng kinh khủng oanh tới soát quân thường tiếu dẫm lên quỷ tung bộ tránh đi trọng quyền oanh kích sau đó cầm kiếm xông đi lên quát cửu thức điệp lãng kiếm soát 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 kiếm quang lấp lóe kiếm khí trồng lên quân thường tiếu xông đến thạch đầu nhân trước người lăng không mà lên chém ra kiếm pháp thức thứ 9, tấm lụa vô song kiếm khí trực tiếp đánh vào trên đùi không có hiệu quả ngay cả vết kiếm đều không có còn sót lại. Xoát, quân thường tiếu rơi xuống về sau, dẫm lên quỷ tung bộ hướng lui về phía sau, cái này mới miễn cưỡng tránh đi một cái khác đại thủ công kích. Ghê tởm, gia hỏa này quá cứng. Hệ thống nói, thạch hệ hung thú phòng ngự cực mạnh, sơ phẩm hàn phong kiếm khó mà dung chuyển. Minh Bạch, quân thường tiếu đem kiếm thu hồi, nói ý của ngươi là, hàn phong kiếm không được, thanh long yển nguyệt đao đi. Ai nói qua, não mạch kín có thể hay không đừng như thế nhảy. Ba, trong không gian giới chỉ, sơ phẩm lực tăng chi phù bị bóp nát. Cảm nhận được lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, quân thường thiếu khóe miệng dơ lên, cười nói, lực lượng của ta tính 8 vạn, năm gấp đôi cầm dưới, hẳn là có 48 vạn cân tả hữu, phối hợp thanh long yển nguyệt đao, giết nó cũng không tại nói hạ. Chờ một chút, hệ thống nói, năm thừa 8 không phải 36 sao. Quân thường thiếu không có vấn đề nói, quản hắn nhiều ít, lực lượng tăng lên là được rồi. Hệ thống dội nước lạnh nói, sơ phẩm lực tăng chi phù có hạn mức cao nhất giá trị, lấy túc chủ hiện tại cảnh giới, nhiều nhất tăng lên tới 30 vạn cân. 30 vạn, cũng bất quá tranh lệch hơn 10 vạn mà thôi, có thể tiếp nhận. Hệ thống im lặng nói, ngang cấp hạ đối kháng, tranh lệch 1-2 vạn cân cũng có thể cải biến thắng bại, tranh lệch hơn 10 vạn thế nhưng là tương đối lớn. Người ti em có thể không đả kích ta sao? Hô hô, thạch đầu nhân lần nữa công tới, bởi vì chậm chạp không có cầm xuống này nhân loại, để nó trực tiếp vung ra hai đôi cánh tay, cũng đem tả hữu có thể trốn lộ tuyến phong kín quân thường tiếu chính xác đoán ra, dẫm lên quỷ tung bộ vò tới trước, thuận lợi từ hai bàn tay to khoảng cách trong chạy tới. Xoát, chân phải dẫm địa, lăng không mà lên, ông, thân thể bay đến độ cao nhất định, quân thường tiếu hiện lên vùng đao hình, thanh long yển nguyệt đao tại trong hai tay hiện ra, trong nháy mắt bộc phát ra nghĩa bạc vân thiên chi khí. 30 vạn cân lực lượng toàn bộ quán trú tại trong đao, dùng đao nhận hội tụ cường thế phong mang. Ôn tử trảm hoa hùng, xoát, quân thường tiếu cầm đao đột nhiên chém xuống đi, trực tiếp chém vào thạch đầu nhân trên đùi, lập tức chuyển đến kim thạch tiếng va chạm, cũng tràn ra hỏa tinh đến. Không hổ là thần đổi sau quan nhị ra vũ khí, trực tiếp chém nứt nhất khối lớn thạch đầu. Xoát, quân thường tiếu thuận thế rơi xuống, cầm đao vây quanh thạch đầu nhân xoay quanh, âm thầm mừng lớn nói, 30 vạn cân lực lượng ra chỉ dưới, đao so trước kia nhẹ không ít. Giống, bị chém nứt nhất khối lớn thạch đầu, chẳng khác nào bị chém nứt nhất khối thịt lớn, thạch đầu nhân lập tức phát ra đau đớn mà phẫn nộ giống to. Nhân cơ hội này, Quay quanh phía sau quân thường tiếu trực tiếp vung đao hướng chân to chém tới. Chặt chân, chặt thân thể khẳng định không thể cho cho trầm trọng đả kích, đem chân chặt đứt, thân thể to lớn liền khó mà chống đỡ được. Chảm nhan lương, oanh, lưỡi đao trực tiếp chém vào trên cổ chân, chém ra một nửa mét sâu vết đao. Chu văn xú, oanh, qua năm quan chém sáu tướng, oanh, quân thường tiếu loại này tùy tiện kêu chiêu thức, lấy từ tam quốc diễn nghĩa trong quan nhị ra sự tích, thông kim bác cổ độc giả xin chớ lấy tam quốc chí làm so sánh. Dìm nước bảy quân, oanh rất ngắn thời gian quân thường tiếu chặt liên tiếp tứ đao toàn chém vào cổ chân vị trí trực tiếp chém ra nhất cái hơn 2 mét sâu vết lõm thạch đầu nhân cổ chân có hơn 3 mét rộng cũng không có trực tiếp chém đứt hô đúng vào lúc này cự quyền đánh xuống đến lực lượng trực tiếp tăng vọt đến 70 vạn cân dập xuống tới cuốn lên cuồng phong oanh mặt đất rung động sớm tránh thoát quân thường tiếu đứng tại vách đá cuối cùng cầm đao cười nhạo nói đại gia hỏa ta ở chỗ này đến nha đến nha giống thạch đầu nhân phẫn nộ gào thét, tiếp theo cất bước vượt qua tới. Sang rác, nhưng mà, một chân nâng lên, lọt vào bạo chặt chân lập tức tiếp nhận thân thể tất cả lực lượng, trong nháy mắt liền khó mà chống đỡ được đứt gãy. Chân cùng chân thoát ly, thạch đầu nhân thân thể lập tức mất cân bằng, giống như sơn phong đổ xuống. Âm ầm, to lớn đại thân thể ngã xuống đất, bốn phía vách núi đi theo đã run một cái. Cửa đường hầm trên vách núi đá, mượn nhờ tơ nhện gian nan bò lên tô tiểu mạt, nhất cái không có nắm vững, liền nghe ai nha, một tiếng rơi xuống dưới. Đạp đạp đạp, thừa dịp thạch đầu nhân ngã quỷ, quân thường cứu cầm đao liền muốn tiến lên. Nhưng là, một giây sau lại trợn tròn mắt, bởi vì tàn mát ở chung quanh thạch đầu bay qua, dựa sát vào đến đứt gãy trên đùi, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái chân to đến. Mẹ nhà hắn, còn có thể chữa trị tàn chi chân gãy a à. Hô hô, thạch đầu nhân lần nữa đứng thẳng lên, lõm trống không con mắt lấp lé hung quang, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Xoát, nó hai tay triển khai, ôm lấy bên người binh sĩ, đột nhiên đem nó xé rách ra nhất khối lớn tới. T, quân thường tiếu hít một hơi lãnh khí, bị tên kia rút ra nhất khối vách núi, quang chiều dài liền có 6-7 mét. Hô, thạch đầu nhân hai tay giơ vách đá hung hăng nện xuống đến. Quân thường tiếu thấy tình thế không ổn, co cẳng liền trượt. Âm ầm vừa chạy tới, vách đá đóng vai phụ nhi rơi xuống, không chỉ có chấn động đến mặt đất rung động, còn cuốn lên một trận cuồng phong, thổi hắn kém chút không có ổn định thân thể. Giống, thạch đầu nhân lần nữa vung lên vách đá, hướng phía chạy trốn quân thường tiếu đập tới. Âm âm, âm âm, càng không ngừng cuồng nện, tựa như là đang đánh chuột đất. Quân thường tiếu mặc dù một lát sẽ không bị nện vào, nhưng cầm thanh long yển nguyệt đao thi triển quỷ tung bộ, tốc độ không chỉ có ảnh hưởng, còn tiêu hao càng nhiều linh năng. Kéo không nổi, kéo không nổi, nhất định phải nhanh giải quyết hết những người này. Quân thường tiếu ở trong lòng quát, thanh long yển nguyệt đao đặc hiệu làm sao kích phát. Hệ thống nói, ý niệm dung nhập trong đao, câu thông tồn tại trong đó võ thánh chi hồn. Âm ầm, quân thường tiếu lần nữa né tránh, nhưng thân thể dừng ở khu vực an toàn, lấy mặt đao chống đỡ trên mặt đất, ánh mắt nổi lên căm giận mút trời. Đại gia hỏa, người bây giờ là thật chọc giận ta. Hô hô, đột nhiên, thanh long uyển nguyệt đao hiện ra khí lưu màu xanh, tràn ngập tại quân thường tiếu đằng sau, dần dần hội tụ ra nhất cái hư ảnh. Kia là cả người cao 2 3 mét người, ngọa tam lông mày, mắt phượng, năm túm râu dài, thanh bào nửa khỏa chiến giáp, tay cầm tựa như hư ảnh thanh long uyển nguyệt đao đứng ở phía trước quân thường tiếu, bị làm nổi tựa như một đứa bé. Xoát, hư ảnh trầm chậm, chậm nâng đao, thanh âm ngạo nghễ nói, ta chính là hán thọ đình hầu quan vân trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 201, Võ Thánh Chi Hồn, chém giết thạch đầu nhân. Quân thường tiếu đem ý niệm câu thông thanh long yển nguyệt đao bên trong, linh hồn trong nháy mắt tan đi vào. Kia là một mảnh không gian độc lập, bên trong dựng đứng một tôn sinh động như thật tượng đá, thấu phát nghĩa bạc vân thiên chi khí. Ngỏa tàm lông mày, mắt phược, năm túm dâu dài. Đây là, quan nhị ra, quân thường tiếu vội vàng ôm lấy lòng kính trọng thở dài mà bái. Xoát, quan nhị ra con người mở ra, lấp lóe quang mang, phảng phất trở xuống đã có được sinh mạng. Đương quân thường tiếu bái quan công lúc, ngoại giới thanh long yển nguyệt đao khuếch tán ra thanh sắc lưu quang, hội tụ xuất thân tư hùng vĩ hư ảnh. Đây là quan vũ, đây là võ thánh chi hồn, mặc dù không có thực thể, nhưng quanh thân lan tràn ra khí thế, lại làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Ta chính là hán thọ đình hầu quan vân trường, quan nhị ra dương đao, tiếng như hồng trung, ngôn ngữ càng là ngạo khí vô cùng. Cái này phải có võ tu ở đây, khẳng định sẽ bị rung động tâm linh. Nhưng trước mặt là đầu không hiểu phong tình to lớn thạch đầu nhân, nó không chỉ có không có mảy may kính sợ, ngược lại dơ lên vách núi hung hăng nện xuống đến, bộc phát lực lượng so lúc trước càng mạnh. Cái kia đáng giận nhân loại đột nhiên dừng lại, nhất định phải nắm lấy cơ hội oanh thành thịt muối. Hô hô, vách đá áp đỉnh mà đến, cuồng phong gào thét, đối mặt khí thế hung hung lực lượng cường đại, quân thường tiếu trong lòng tuyệt không hoảng, nắm chặt thanh long yển nguyệt đao, thân thể có chút cúi xuống đến, nói quan nhị ra, xin ban cho ta lực lượng. Xoát, võ thánh chi hồn ánh mắt lấp lóe tinh mang, khí lưu màu xanh bao phủ mà tới. Hô hô, trong khoảnh khắc, quân thường tiếu quanh thân tản mát ra khí lưu màu xanh, hai tay bên trong lực lượng cấp tốc tăng lên. Tăng lên nhiều ít, hắn không biết, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vung đao, đạp, quân thường thiếu một cước mở ra, thanh long yển nguyệt đao đột nhiên bổ về phía trên không, quá trình bên trong sau lưng quan nhị ra đồng dạng làm ra vung đao động tác. Hai người thời khắc đó, phảng phất hòa làm một thể. Hưu, một đạo cường thế vô cùng nguyệt nha hình thái bắn tới. Đao quang bay lượt, xẹt qua áp xuống tới vách núi, trong nháy mắt chém ra một đạo dài nhỏ màu xanh vết đao. Tạch tạch tạch, vách núi vỡ nát, trực tiếp vỡ ra, quân thường thiếu đứng ở nguyên địa, ánh mắt lấp lóe thanh mang, thần sắc ngạo nghễ vô cùng. Bị chặt thành hai nửa vách đá ẩm vang để tại hai bên trái phải, chấn mặt đất chấn động, bụi đất tứ dương. Một đao phía dưới, đem thạch đầu nhân ngưng tụ sức mạnh đánh xuống tới to lớn núi đá chặt đứt, đây tuyệt đối phi thường khủng bố. Nhưng mà, kinh khủng vừa mới bắt đầu, xoát, quân thường tiếu thả người nhảy lên một cái, thừa dịp thạch đầu nhân cánh tay còn không thu hồi đi, thanh long yển nguyệt đao lần nữa chém tới. Sau lưng quan nhị ra đồng dạng hiện lên vung đao hình, hai người cử chỉ đồng bộ hưu, 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 đao quang lấp lóe, thanh mang lóa mắt, cho đến lên tới chỗ cao nhất, quân thường tiếu nâng đao lần nữa chém ra đi, hú giải nói ta chính là hán thọ đình hầu quan vân trường là vậy. Hưu, cường thế thanh sắc lưu quang bắn tới, trực tiếp quét vào thạch đầu nhân trên đầu, tại xuyên qua sau dần dần mẫn diệt ở giữa thiên địa. Đạp, quân thường tiếu rơi trên mặt đất, thanh long yển nguyệt đao đương ngang trước người, phía sau quan nhị ra hư ảnh cũng là ngạo nghễ mà đứng vén lên năm tròm dâu dài quả nhiên là uy vũ bất phàm giống thạch đầu nhân bi ai gầm rú một tiếng, toàn bộ thân thể lập tức bày biện ra từng đạo màu xanh vết đao, cuối cùng bắt đầu đại diện tích băng liệt. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc, cao như núi nhỏ hung thú co quắp thành đống đá. Hô, quân thường tiếu thở ra một hơi, sau lưng quan nhị ra chi hồn dần dần tán loạn, hóa thành khí lưu màu xanh dung nhập thanh long yển nguyệt đao bên trong. Trực tiếp đem cao ngũ phẩm thạch đầu nhân chém giết, cái này đặc hiệu thật mạnh. Âm ầm, bị phong kín cửa đường hầm, địa hình bắt đầu chấn động, sau đó thời gian dần trôi qua phá tan, sau đó khôi phục vừa rồi bộ dáng. Ai nha, ai nha, thật vất vả vừa leo đến trên vách núi đá tô tiểu mặt, theo địa hình biến động, cùng đột nhiên lùi về, lần nữa từ phía trên khổ cực rất xuống. Phong kín lối vào mở ra, Lý Thanh Dương bọn người vội vã xông đi vào, liếc nhìn trưởng môn cầm đao mà đứng. Đám người vây lên trước, trưởng môn, tiêu tội kỷ nói, người không sao chứ, nói xong câu đó, liền ngậm miệng, bởi vì quân thường tiếu mặc dù cầm đao mà đứng, uy vũ bất phàm, nhưng nhìn thấy ngay mặt về sau, lại là trên mí mắt lật, miệng trong phun ra bọt mép, bộ dáng kia có thể nói tương đương thê thảm. Ai, hệ thống nỉ non nói, thanh long yển nguyệt đao đặc hiệu rất mạnh, lấy túc chủ hiện tại cảnh giới khẳng định phải bi kịch. Dựa vào võ thánh chi hồn tướng thạch đầu nhân chém giết, quân thường cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, cơ bắp cứng ngắc đứng ở nguyên địa, sau so quan nhị ra tượng đá còn muốn tượng đá. Sư huynh, trưởng môn đứng đấy đang làm gì? Theo ta thấy, hẳn là tại tu luyện tâm pháp, đại gia không muốn quấy nhiễu. Đứng đấy cũng có thể tu luyện, trưởng môn quá cường hãn vây quanh ở quân trưởng môn bên người đệ tử ánh mắt lần nữa nổi lên sùng bái a à, tô tiểu mạt nhìn xem đống kia thạch đầu kinh ngạc nhảy qua đi rất nhanh liền từ bên trong đào ra một viên thấu phát nặng nề tinh hạch nói sư huynh thạch đầu đống trong lại có khỏa tinh hạch đây không phải thạch đầu đống lý thanh dương vẻ mặt nghiêm túc nói đây cũng là thạch hệ hung thú a à, tô tiểu mạt dọa đến từ phía trên vội vàng nhảy xuống thạch hệ hung thú đây chính là giống như lôi hệ hy hữu tồn tại, khó trách vừa rồi cửa đường hầm khép lại, khó trách hội đất dung núi chuyển. Trên tảng đá có vết đao, nhất định là bị trưởng môn giết chết. Thiết cốt phái đệ tử nhau nhau nghị luận lên, giả dạ tinh thần âm thầm suy đoán nói, đầu này thạch hệ hung thú khẳng định mạnh hơn hỏa long thú, hắn có thể giết chết. Nghĩ đến tận đây, nhìn về phía quân thường thiếu nắm chắc thanh long yển nguyệt đao bên trên, kiên định nói, đao này phẩm chất, cũng đã đạt tới cực phẩm cấp độ. Quả nhiên, ta cái này trưởng môn rất có hàng. Sau một tiếng, quân thường thiếu cơ bắp từ cứng ngắc chuyển thành xốp, nhân cũng từ miệng sùi bọt mép bên trong khôi phục bình thường, sau đó ngồi tại thạch đầu nhân trên thi thể miệng lớn hơi thở bật hơi. Hai thanh đao đều rất mạnh, nhưng là, mang tới tác dụng phụ rất thao đàn A. Hệ thống nói, nan thu chi đao tác dụng phụ không thể tránh né, nếu như túc chủ nhục thân mạnh hơn, mở ra thanh long yển nguyệt đao đặc hiệu tác dụng phụ thì có thể phòng ngừa. Ngươi là đang cố ý nói ta yếu, quân thường tiếu nói, hệ thống im lặng, mình lời nói này ý là, chờ lực lượng tăng lên tới trình độ nhất định, lại dùng đặc hiệu liền sẽ không có tác dụng phụ, hắn nha hết lần này tới lần khác hiểu thành là đang cố ý tổn hại hắn. Quân thường tiếu kéo ra nhiệm vụ bảng, nhìn thấy đếm ngược còn có ba cái tiếng đồng hồ hơn, buồn bực nói còn không bằng cấp nhất cái đánh giết nhiệm vụ tới thuận tiện. Không có cách nào, nhất định phải đợi đến thời hạn, quân thường tiếu chỉ có thể mệnh đệ tử xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó ở chỗ này ở một đêm lên. Trong lúc đó, lấy ra trung phẩm trưởng môn cầu, đối một mảnh đất trống ném ra bên ngoài, cũng quát đi thôi, Pikachu. Thiêu trưởng môn cầu bay lượn mà đi, sắp lúc rơi xuống đất, thái cực đồ án lấp lóe quang mang, thể trạng 2-3 mét tử điện ấu hổ lập tức phơi bày ra. Giống, tử điện ấu hổ ngửa đầu gầm thét, lôi điện phun ra, uy phong lẫm liệt. Chỉ là, nhìn thấy thạch đầu nhân thi thể về sau, trong nháy mắt cuộc đuôi chạy đến chủ nhân phía sau cái mông, ánh mắt nổi lên nhân tính hóa cảnh giác. Quân thường tiếu dâng lên mặt sạm lại, xin nhờ, người thế nhưng là lôi hệ hổ thú, sao có thể nhát gan như vậy? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 202, Mệnh Trung chú định để cho ta đổi mới thương thành. Tử điện ấu thú không phải nhát gan, là thạch đầu nhân quá mạnh. Nếu như quân thường tiếu không ở phía sau mặt truy, nó căn bản sẽ không xông vào đối phương lãnh địa. Dần dần tỉnh táo lại, phát hiện kia đại gia hỏa đã chết, liền nghênh ngang từ chủ nhân sau lưng đi tới. Xoát, quân thường tiếu nhảy lên một cái, ngồi tại trên lưng hổ, sờ lên từ điện ấu hổ đầu cười nói từ hôm nay trở đi người chính là bản tọa ngự dụng tòa kỵ mắt thấy hổ thú một mặt dịu dàng ngoan ngoãn liền đại biểu trưởng môn đã đem nó hàng phục thiết cốt phái đệ tử lại khiếp sợ lại hâm mộ tại tinh vẫn đại lục có thể có một đầu khế ước thú là võ tu tha thiết ước mơ sự tình có một đầu hiếm thấy lôi hệ hung thú càng là không dám tưởng tượng trưởng môn thật sự là nghiêu nhân a à. qua à, lam nguyên tuyết sùng bái nói trưởng môn thật là uy phong quả nhiên tạo hình phong cách tử điện ấu hổ, rất hấp dẫn muội tử ánh mắt a. À. Nhưng là, Lục Thiên Thiên ngoại trừ, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục tham mộ cửu trọng băng phong trường. Trưởng môn, Tô Tiểu Mạt dựa đi tới, nhếch miệng cười nói, ta có thể sờ sờ à. Đang khi nói chuyện, thủ đã thăm dò qua, nhưng còn không có đụng chạm đến hổ lông, liền nghe xì 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 âm thanh truyền đến. Phù phù, Tô Tiểu Mạt ngã trên mặt đất, bị điện giật lông dựng đứng lên, co giật phun ra bọt mép. Thân là chủ nhân quân thường tiếu, có thể không nhìn từ điện ấu hổ lôi điện, ngoại nhân khẳng định không thể tùy ý chạm đến. Đi tới Lý Phi cùng điền thất, vội vàng bỏ đi chạm đến suy nghĩ. Mẹ của ta ơi, tô sư huynh bị điện giật quá thảm rồi. Xa xa giả dạ tinh thần âm thầm nói thầm, hắn vì sao nhanh như vậy cùng một đầu tử điện ấu hổ ký kết khế ước đâu. Dạ đế kiếp trước cũng có khế ước thú, là một đầu tên là Thanh Thiên Ngọc Điêu Phi cầm hệ thánh thú, về sau thân tử đạo tiêu, cũng liền cắt đứt liên lạc. Năm đó, vì hàng phục tên kia, giả tinh thần tại thanh nguyên chi khâu tới chiến 3 ngày 3 đêm mới đem đánh bại, hào phí 7749 ngày tài cưỡng ép ký kết khí ước. Ân, thời điểm đó dạ đế, cũng mới vừa bước vào võ thánh. Về sau, thanh thiên ngọc điêu trở thành hắn chuyên dụng tòa kỵ, chỉ cần võ tu nhìn thấy con thú này xuất hiện, tất nhiên sẽ trong nháy mắt ý thức được, tinh vẫn đại lục thập đại võ đế một trong tới. Ai, nhớ tới mình khế ước thú, giả tinh thần thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Thầm nghĩ, lão hỏa kế, ngươi còn tốt chứ? cao ngạo dạ đế kiếp trước không có vài người bằng hiếu chỉ có thanh thiên ngọc điêu bồi bản tả hiếu cũng chứng kiến hắn từ võ thánh bước vào võ đế sau khi sống lại nếu như đối với kiếp trước còn có điều quyến luyến cũng liền làm bạn mình ngàn năm khế ước thú linh hồn của ta không có diệt khế ước ấn ký ngay tại giả dạ tinh thần thầm nghĩ chỉ cần cảnh giới mạnh lên nhất định có thể cùng thanh thiên ngọc điêu bắt được liên lạc nhưng có nhất cái tiền đề khế ước thú nhất định phải còn sống còn sống nhất định còn sống ta giả dạ tinh thần khế ước thú làm sao lại tùy tiện vẫn lạc. Bóng đêm giáng lâm, đống lửa dâng lên, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, Lý Thanh Dương rất được trưởng môn chân truyền, giờ phút này ngay tại thuần thục lăn lộn thịt nướng. Quân thường tiếu ngồi xếp bằng dưới cây, vận chuyển dịch cân kinh, đi tới đại tiểu chu thiên, không ngừng thu lấy quanh mình thiên địa linh khí. Linh căn tăng lên tới cực phẩm về sau, thu lấy phương diện tốc độ sau ngày thường phải nhanh gấp 5-6 lần, không khỏi làm hắn âm thầm sợ hãi than nói, cái này không phải là chỉ cần tu luyện, liền ăn gấp 5 lần tụ khí đan a khó trách cao linh căn võ tu, sẽ bị các phái muốn đoạt lấy. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, túc chủ thu hoạch được 500 điểm cống hiến giá trị. Đinh, môn phái cống hiến trị, 1.400 phần 1.000. Đinh, môn phái cống hiến trị tràn ra. Nơi đây tỉnh lược, đinh, túc chủ hoàn thành thời hạn nhiệm vụ, ban thưởng cực phẩm tư chất cải tạo dịch một bình. 5 giờ đến, thời hạn nhiệm vụ hoàn thành. Quân thường tiếu nhếch miệng cười nói, lại cấp một bình cực phẩm tư chất cải tạo dịch, rất tốt, rất tốt soát kéo ra đã mua thương phẩm cột dự định lại mua hai bình tư chất cải tạo dịch nhưng mua một bình về sau cực phẩm tư chất cải tạo dịch hiện lên màu xám phía trên biểu hiện vật này hàng năm hạn mua ba bình ta đậu phộng tư chất cải tạo dịch làm sao còn hạn mua hệ thống nói cao cấp tư chất cải tạo dịch quá mức nghịch thiên vì không cho túc chủ chế tạo quá nhiều cực phẩm đệ tử đến phá hư tinh vẫn đại lục cân bằng cho nên nhất định phải tiến hành hạn mua hóa quân thường tiếu nói cho ta nhất cái hệ thống không phải liền là dùng để phá hư dị giới cân bằng sao linh lực hội tụ cùng hấp thu là một loại tốt tuần hoàn, nếu như xuất hiện quá nhiều cực phẩm linh căn, tăng tốc tài nguyên cướp đoạt, một khi hiện lên không người kế tục, khẳng định phải ra nhiễu loạn lớn. Hệ thống nói, quân thường tiếu trầm mặc, lúc đầu dự định lại mua một bình, bây giờ có hạn mua chỉ có thể coi như thôi. Như vậy, ban thưởng cùng mua hai bình tư chất cải tạo dịch cho ai đâu. Quân thường tiếu đầu tiên cân nhắc chính là nội môn đệ tử, nhưng cũng muốn từ tô tiểu mạt, lý phi, điền thất cùng giả tinh thần chúng tuyển lưỡng cái trước cấp tô tiểu mạt cùng giả dạ tinh thần đi sơ qua cân nhắc về sau trong lòng của hắn liền có lựa chọn tô tiểu mạt thực lực không tệ phương diện tốc độ cũng tương đối ưu tú thích hợp trước một bước bồi dưỡng giả dạ tinh thần mặc dù nhập môn so lý phi điền thất muộn nhưng ở tử vong cốc lịch luyện đã dùng thực lực đầy đủ đã chứng minh chính mình nhất là tại tiêu tội kỳ lọt vào hỏa long thú lúc công kích không để ý tự thân thụ thương tiến lên cứu viện vẻn vẹn điểm này liền có cho lý do nhìn xem dạ đế liền biết quân thường thiếu có hàng cho nên vô luận đi hạo khí môn vẫn là dã ngoại lịch luyện đều biểu hiện phi thường tích cực cơ duyên không phải đợi là tranh thủ lại đây đến quân thường tiếu đem hai người gọi qua đem tư chất cải tạo dịch ném qua đi đa tạ trưởng môn tô tiểu mạt kích động nói giả tinh thần biểu hiện bình tĩnh nhiều nhưng một mình đi vào nhất cái không ai địa phương liền vội vàng bận bịu mở ra uống hết không hề nghi ngờ hai người phục dụng tư chất cải tạo dịch về sau linh căn tư chất từ thượng phẩm bước vào cực phẩm cảnh giới cũng đều các tăng lên một cái cấp độ thật bất khả tư nghị, mặc dù đã uống qua nhiều lần, nhưng mỗi lần cảm nhận được tư chất tăng lên, dạ tinh thần trong ánh mắt vẫn là khó nén chấn kinh chi sắc. đừng cho rằng dạ đế tâm thái tranh lệch, bởi vì coi như đổi lại cái khác võ đế, biết được có thể trong nháy mắt tăng lên linh căn cấp độ dược dịch, khẳng định cũng sẽ kinh hãi không thôi. Xoát, trên mặt đất, nhất cái bị vót nhọn nhánh cây quay vòng lên, dừng lại sau chỉ tại viết có đổi mới hai chữ lên. ai, quân thường tiếu bất đắc dĩ nói, đây là mệnh trung chú định để cho ta đổi mới thương thành. Hệ thống, con hàng này trên mặt đất họa một vòng tròn, 9 phần 10 khu vực viết đổi mới, còn lại 1 phần 10 viết mua sắm cải tạo dịch. Nghĩ đổi mới thương thành, còn có thể hay không càng trực tiếp điểm. Không thể tham lam, liền soát 100 điểm đi. Quân thường tiếu trong lòng nghĩ như vậy, bắt đầu hạ kéo thương thành, sau đó liền vì mình nhịn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bởi vì liên tục dùng xong 500 điểm cống hiến giá trị, căn bản không có gì tốt đồ vật, tất cả đều là thường ngày vật dụng. 500A, 10 bình tư chất cải tạo hết rồi quân thường tiếu lòng đang dỉ máu, cũng gầm thét lên, người hắn meo làm sao không ngăn ta. Hệ thống, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ lãng phí thu hoạch được 100 điểm thành tựu giá trị, cũng đạt được xương hào hoa phí tiểu vương tử. Đinh, cống hiến trị, 700 phần 1 nghìn. Đinh, kiểm chắc đến xương hào, tự động vì túc chủ xứng đôi, tường tình mời xem xét số liệu bảng. Quân thường tiếu khóe miệng co giật, nguyên lai, like, tiêu hết đại lượng cống hiến trị, còn có thể hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Nhưng xương hào là cái quỷ gì? quân thường tiếu vội vàng kéo ra số liệu bảng, liền thấy, môn phái trưởng môn, quân thường tiếu, đằng sau chống giống nhiều hoa phí tiểu vương tử hậu tố. Điểm tại danh từ bên trên, xuất hiện nhất cái cỡ nhỏ thuộc tính tấm, viết. Túc chủ, quân thường tiếu, may mắn giá trị, 1. Sương hào, hoa phí tiểu vương tử, sương hào thuộc tính, may mắn giá trị cộng 1. Hệ thống nói, môn phái hệ thống tăng lên tới cấp 3, mở ra túc chủ may mắn giá trị xem xét công năng, may mắn giá trị càng cao, đổi mới thương thành sau xuất hiện tốt thương phẩm thì càng nhiều. Ngoả tào, quân thường thiếu phát điên nói, không có cái này xương hào thêm một điểm, ta may mắn giá trị chẳng phải không điểm sao. Cho nên, hệ thống nói, không điểm may mắn giá trị, có thể xoát ra súng bắn tỉa cùng thanh long yển nguyệt đao đến, túc chủ đời trước nhất định cứu vớt qua hệ ngân hà. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 203, mặt đánh xương lên sao, tốn hao 500 điểm cống hiến giá trị, cùng võ đạo có liên quan thương phẩm nhất cái không có mua đến, lại hoàn thành nhất cái ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được nhất cái xương hào. Cái này sóng không lỗ, tuyệt đối không lỗ cọng lông. Lại nhìn một lần vận may của mình giá trị, quân thường tiếu như muốn phát điên. Loại này chỉ số bình thường tình huống đều là lấy 100 không giới hạn, mình chỉ có một điểm, tuyệt đối khổ cực trí cực. Hệ thống nói, không giới hạn có lẽ là 1.000, có lẽ là 10.000 đâu. Người có thể lăn sao, quân thường tiếu nói, hoàn thành đối túc chủ tâm linh đả kích về sau, hệ thống rất thoải mái không nói thêm gì nữa. Ai, Quân Thường thiếu thở dài một tiếng, bất quá, nghĩ đến mình tại không điểm may mắn giá trị dưới, xoát ra súng bắn tỉa cùng thanh long yển nguyệt đao, người hay là đính Âu tức giận. Thế giới này rất tốt đẹp, không thể cam chịu, tâm tính, tâm tính trọng yếu nhất, tự an ủi mình về sau, tâm tình đạt được buông lỏng, nằm tại trong lều vải mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngày thứ hai, tính toán thời gian đi vào tử vong cốc cửu thiên, Quân Thường thiếu nói, lên đường trở về môn phái. Nếu như không phải có nhất cái trung phẩm trưởng môn cầu không có sử dụng hắn hôm qua liền quay trở về dù sao ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì chúng đệ tử thu hồi lều vải bắt đầu rút lui hướng cửa vào trong khoảng thời gian này phần lớn miệng hồ lô bị thiết cốt phái thanh lý qua cho nên trở về lúc cũng phá lệ an toàn xác thực nói kinh bọn hắn nháo trò tử vong cốc không có dọa người như vậy tán tu cùng thế lực khắp nơi đến rèn luyện thám hiểm trên cơ bản rất khó giết tới cái gì có giá trị hung thú tử vong cốc lối vào mặt chữ quốc trung niên nhân cùng mấy tên tán tu tụ tập cùng một chỗ Bọn hắn tại cực nóng chi địa nhặt nhạnh chỗ tốt lúc, quân thường thiếu mang đệ tử đi trước, cho nên tạm thời mất liên lạc. Không có thiết cốt phái, đám tán tu không dám đi địa phương khác, cân nhắc sau liền trở về lối vào chờ đợi. Huy ca, một tên võ tu nói, cũng chờ cả ngày, quân trưởng môn bọn hắn khả năng đã trước một bước rời đi. Ai, gọi Tống Huy trung niên nhân thở dài, nói chúng ta ra ngoài. Hắn muốn rời đi trước, cảm tạ một phen quân trưởng môn, bây giờ không nhìn thấy nhân cũng chỉ có thể coi như thôi mấy tên tán tu hướng cửa đường hầm bước đi rất mau ra tử vong cốc hô đứng ở bên ngoài tống huy bọn người hít vào một hơi thật dài đi theo thiết cốt phái tiến đến là tại cược cũng có không thèm đếm xỉa ý nghĩ nhưng người nào lại sẽ nghĩ tới có thể bình yên vô sự còn sống ra tống huy bọn hắn ra chật chật không nghĩ tới cũng đều còn sống thiết cốt phái đâu còn cần nói khẳng định bị hỏa long thú tiêu diệt lâm trận chạy trốn kia bộ phận tán tu không có rời đi tại cốc bên ngoài một mực chờ dù sao muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng liên tình huống trước mắt đã nhận định thiết cốt phái đoàn diệt tống huy nghe được bọn hắn nghị luận trong nháy mắt minh bạch quân trưởng môn không mang đệ tử từ trong cốc gia tống lão đệ một tên tán tu đi tới cười nói thiết cốt phái nhất định phải muốn chết Người còn kiên trì đến cuối cùng có thể còn sống ra đúng là không dễ nha tống huy cười nói trương lão ca không thể theo tới cuối cùng thật tổn thất nặng nề gọi trương bân võ tu nói chỉ giáo cho Tống Huy cười nói, quân trưởng môn cùng các đệ tử của hắn tiêu diệt hỏa long thú, chúng ta cũng đi theo được ích lợi không nhỏ. Trương Bân thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, diệt đi hỏa long thú. Tống lão đệ, cũng đừng nói giỡn, đằng sau đám tán tu cười theo, không có cao cấp bậc võ tông, diệt đi cao ngũ phẩm hỏa diễm hung thú, căn bản không có khả năng. Tống Huy không còn đi giải thích, bởi vì hắn biết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mình khẳng định cũng sẽ đi chất vấn. Bây giờ có thể để đám người tin tưởng, cũng chỉ có chờ quân trưởng môn ra, biết được thiết cốt phái còn tại bên trong không có rời đi tống huy cùng mấy tên tán tu lựa chọn chờ đợi ẩn ẩn chờ mong trương bân bọn người nhìn thấy bọn hắn biểu hiện trên mặt sẽ có bao nhiêu đặc sắc đương nhiên ở trong đó còn có rất nhiều không có đi theo vào tán tu bọn hắn còn tại chiêu mộ thành viên chờ góp đủ nhất định nhân số sau tiến nhập tử vong cốc lịch luyện trương bân cười nói tống lão đệ ngươi làm sao không đi nha chờ thiết cốt phái ra tống huy nói trương bân lắc đầu nói bọn hắn nếu có thể ra sao lại tại các người đằng sau theo ta thấy hiện tại chết sớm tại hỏa long thú lãnh địa giống nhưng vào lúc này tử vong cốc bên trong truyền đến một tiếng gầm rú cả kinh mọi người sắc mặt đại biến là tiếng hổ gầm giống như tại cửa đường hầm truyền đến chẳng lẽ có cường đại hổ thú muốn từ tử vong cốc lao ra hưu một đạo tử sắc lưu quang từ trong cốc sông tới giống ổn định thân thể tử điện ấu thú ngửa đầu gầm thét tử sắc kia lôi dẫn bùng lên quả nhiên là uy phong lẫm liệt thấy rõ hình thái cùng lôi điện về sau, đám tán tu cùng nhau trừng to mắt. Bọn hắn kinh ngạc không phải hổ thú, kinh ngạc chính là, trên lưng hổ vậy mà ngồi một người. Người này không phải người khác, chính là thiết cốt phái trưởng môn quân thường tiếu. Một nháy mắt, cốc bên ngoài trở nên vô cùng an tĩnh, hội tụ ở chỗ này mấy chục tên tán tu, hơn 10 đôi con mắt toàn bộ trừng lớn, ánh mắt nổi lên mãnh liệt chấn kinh. Chính quân thường tiếu ra, bọn hắn cũng sẽ rất kinh ngạc, dù sao ở trong lòng thiết cốt phái đã bị diệt. Bây giờ không chỉ có ra, còn cưỡi một đầu uy phong lấm lấm hổ thú, mang tới rung động cùng xung kích, tự nhiên khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Tống Huy mấy người cũng mộng dựng lên, bọn hắn vạn phần không hiểu, quân trưởng môn làm sao lại cưỡi một đầu hổ thú ra đâu. Hẳn là, là vừa bắt giữ khế ước thú, Trương Bân mấy người cũng đang nghĩ, càng nghĩ trong lòng rung động càng mãnh liệt. Đầu năm nay, có thể có nhất cái khế ước thú, tuyệt đối là phong quang vô cùng sự tình a. À. Một tên đối hung thú loại hơi có nghiên cứu tán tu, âm thanh run rẩy nói cái này đây là lôi thuộc tính tử điện ấu hổ. Cái gì, đám người kinh hãi mặt đều biến hình, lôi thuộc tính hung thú, tại tinh vẫn đại lục phi thường hiếm thấy, mà lại tính khí nóng này, quân trưởng môn có thể đem hàng phục, đây quả thực kinh khủng như vậy a à? a à, quân thường tiếu nhìn về phía Tống Huy, kinh ngạc nói các ngươi cũng ra rồi. Cưới tử điện ấu hổ cùng người khác chào hỏi, cái này bức trang siêu cấp hoàn mỹ. Đáng tiếc hệ thống không có trang bức giá trị, nếu không lại là cộng 99.999. Tống Huy lấy lại tinh thần, vội vàng nói, thật vạn phần cảm tạ quân trưởng môn, mang bọn ta tại tử vong cốc nhặt nhạnh chỗ tốt. Quân thường thiếu nói, các người giao tiền nhặt nhạnh chỗ tốt, thứ này cũng ngang với sinh ý, không cần cảm tạ. Không giống một ít người, dừng một chút, nhìn lướt qua đám kia không có đi theo vào tán tu, cười nhạo nói, ngay cả nhặt nhạnh chỗ tốt đảm lượng đều không, chú định cả một đời tầm thường vô vi. Cầu ổn không có gì sai, nhưng ở cao võ thế giới, nghĩ trở nên mạnh hơn, nhất định phải minh bạch cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý, nếu không về sau khẳng định không có gì đại thành tựu. Hàng phục tử điện ấu hổ về sau, quân thường thiếu liền muốn cưỡi đi ra ngoài trang bức. Trước một bước từ tử vong cốc ra, đem mấy chục tên tán tu khiếp sợ khó mà phục thêm, cũng coi như đã được như nguyện. Người sống nếu như không trang bức, còn có cái gì niềm vui thú có thể nói? Không bao lâu, Lý Thanh Dương bọn người từ trong cốc đi tới, nhìn thấy thiết cốt phái đi vào 25 tên đệ tử, ra vẫn là 25 tên đệ tử, đám tán tu biểu hiện trên mặt lần nữa cứng ngắc. Gặp Trương Bân trên mặt bọn họ kia đặc sắc biểu lộ, Tống Huy bọn người mừng thầm không thôi. Không phải cho rằng thiết cốt phái diệt sạch, các vị, mặt đánh sưng lên sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 204, Hắc ưng đường quy củ. Tại cốc bên ngoài tán tu, đều nhận định thiết cốt phái bị hỏa long thú toàn diệt, kết quả người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ra tới. Mặt mũi này đánh, có thể nói sảng khoái. Quân trưởng môn cũng biết, bọn hắn có không ít người đang nhìn mình cho cười, cưỡi tử điện ấu thú ra tới, tuy có trang bức chi ngại, nhưng càng nhiều vẫn là tại vô hình đánh bọn hắn mặt, làm sơ chỉnh đốn. Quân thường thiếu cất cao giọng nói, dẹp đường hồi phủ. Vâng, chúng đệ tử tề thanh quát, tại đám tán tu trên mặt cơ bắp ngưng kết dưới, quân trưởng môn cưỡi hổ thú mang đệ tử rời đi. Một chuyến này thu hoạch tương đối khá, tâm tình tự nhiên cũng là vui sướng vô cùng, nhân cũng là thật vui vẻ. Quân trưởng môn, đằng sau tống huy mang theo mấy tên đuổi đi theo. Quân thường tiếu nói, có việc. Tống Huy chắp tay nói, quân trưởng môn, chúng ta muốn gia nhập thiết cốt tranh tranh phái, không biết có thể thu lưu. Tại chứng kiến thiết cốt phái cường thế về sau, người thông minh đều biết, môn phái này tiềm lực to lớn, nếu như có thể sớm gia nhập, đây tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Quân thường tiếu nói, gia nhập ta thiết cốt phái, không phải là không thể được. Trong lòng mọi người vui mừng, nhưng là, quân thường tiếu lại bổ sung, đem các người nhặt đồ vật, giao cho bản tỏa, cũng coi là nhập môn phí hết. A, à, đám người trợn tròn mắt bỏ ra hai ngàn ở phía sau nhặt lâu như vậy lậu đem đồ vật toàn giáo cho hắn không phải tương đương với toi công bận rộn sao quân trưởng môn người yêu cầu này quá hà khắc rồi một tên võ tu nói cáo từ có võ giả chắp tay rời đi phiến khắc thời gian tám tên tán tu đi chỉ còn lại tống huy cùng hai gã khác võ giả không có gia tộc và môn phái dựa vào tiền tài đối rất nhiều võ giả tới nói thậm chí so mệnh đều trọng yếu quân trưởng môn tống huy ánh mắt kiên quyết nói ta giao nói, đem hai cái không gian giới chỉ đưa tới. Hắn cũng rất để ý tiền, dù sao có thể dùng đến mua tài nguyên, nhưng trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là nhận định thiết cốt phái mới là giá trị cao hơn tài nguyên. Đi theo tiến vào tử vong cốc là đang đánh cược, tan hết tiền tài nhập thiết cốt phái đồng dạng đang đánh cược. Chúng ta cũng giao, hai người khác cũng đồng ý, cũng đem chiếc nhẫn giao ra. Quân thường tiếu nói, đi thôi, đi theo hồi thiết cốt phái làm nhập môn thủ tục. Đi sát hỏa long thú lúc, tống huy ba người liền từng biểu thị nguyện ý hiệp trợ, xem xét chính là có ơn tất báo hạng người. Bây giờ lại nguyện ý giao tiền, đã nói lên thật tán đồng thiết cốt phái, hắn đương nhiên sẽ không không thu, dù sao còn kém 500 cái danh ngạch đâu. Về phần không bỏ được giao tiền mà rời đi tán tu, bọn hắn coi như quỷ cầu, cũng sẽ không chiêu vào môn hạ. Đi không bao lâu, quân thường tiếu dừng ở một chỗ dòng suối nhỏ trước, để các đệ tử nghỉ ngơi tại chỗ. Tử vong cốc bên trong hung thú trải rộng, mùi thối ngút trời, bây giờ ra tới khẳng định phải hảo hảo thanh lý thanh lý. Bởi vì Lục Thiên Thiên cùng Lam Nguyên Tuyết đi một bên khác, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỷ bọn người không cố kỵ gì hai tay để trần nhảy vào dòng suối nhỏ trực tiếp tẩy. Quân thường tiếu cũng tẩy, hoàn đổi một thân sạch sẽ trưởng môn đồng phục, cả người lần nữa trở nên ngọc thụ lâm phong. Tiểu mạt, tiểu phi, hắn hô, đi tìm củi lửa, chuẩn bị đồ nướng. Có thể từ tử vong cốc ra tới, hoàn kiếm nhất cái chậu đầy bát đầy, nhất định phải ăn mừng một trận. Vâng, đổi một thân sạch sẽ đồng phục về sau, tổ tiểu mạt cùng Lý Phi trong rừng lục soát đến lục lọi, mặc dù còn không có làm nhập môn thủ tục, nhưng Tống Huy cùng hai gã khác võ giả bắt đầu thử dung nhập môn phái, hỗ trợ treo lên ra tay tới. Thậm chí, Hoàn Sung làm thịt nướng sư phó, làm lâu dài tại giã ngoại sinh tồn ba người, đang nướng thịt phía trên khẳng định có điểm kỹ thuật. Hô hô, hỏa diễm dâng lên, thịt nướng xoay chuyển, xoát, xoát, nhưng mà, liền trước mặt mọi người nhân ăn khí thế ngất trời, núi rừng bên trong đột nhiên vây quanh một đám người. Bọn hắn người mặc màu đen trang phục, ngược ấn có ưng chữ, cầm đầu là một tên thân cao mã đại trung niên nhân hai con người lấp lóe tinh mang xem xét thực lực liền không thể coi thường nhìn thấy người đến ngực ưng chữ tống huy biến sắc vội vàng dựa đi tới thấp giọng nói trưởng môn đây là hắc ưng đường nhân hắc ưng đường lý thanh dương sắc mặt cũng thay đổi quân thường tiếu thấy thế nói rất lợi hại phải không lý thanh dương ngưng trọng nói trưởng môn cái này hắc ưng đường là sát phách hoa anh quận nhất cái thất lưu tà phái tà phái quân thường tiếu kinh ngạc không thôi xuyên qua đến nay hắn nhiều ít đối tinh vẫn đại lục có hiểu biết biết môn phái thế lực có chính tả phân chia như là hạo khí môn trường đao môn đều lấy chính phái tự cho mình là tà phái thì tương đối ít thấy tác phong làm việc thượng cũng phi thường tàn nhẫn thanh dương quận có bách tông liên minh cho nên không có tả phái thế lực nhưng đại gia cũng đều mặt ngoài chính phái kỳ thực thầm làm sự tình khả năng còn không bằng tả phái hoa anh quận khác biệt nơi này không có liên minh tổ chức quan phủ so như bài trí môn phái dã man phát triển xuất hiện không ít lấy tà phái tự cho mình là thế lực. Nói đơn giản, tại Hoa Anh quận, tà phái hợp pháp hóa, được xưng là tà phái thế lực, tương đối tốt đấu, hiếu chiến. Giảng đạo lý, kia là không tồn tại, một lời không hợp rút đau đối chặt, thậm chí sát cả nhà đều là bình thường thao tác. Chật chật, quân thường thiếu thầm nghĩ, không nghĩ tới tại cái này hoang sơn giã lĩnh, gặp nhất cái tà phái thế lực. Tiểu tử, kia thân hình cao lớn trung niên nhân lạnh lùng nói, ngươi chính là thiết cốt phái trưởng môn, không sai quân thường tiếu cắn một cái thịt nói có gì chỉ giáo hàng xóm quận tà phái thế lực đều nghe nói qua nhà mình môn phái trên mặt vô cùng có ánh sáng a à. nghe nói người mới từ tử vong cốc ra tới trung niên nhân thanh âm nhất trực rất băng lãnh phù hợp tà phái tác phong nếu như tại trên trán khắc lên thế lực tà ác bốn chữ kia liền càng hoàn mỹ đúng thế quân thường tiếu nói xong xong tống huy trong lòng sụp đổ vô cùng hắc ưng đường cái này tà phái thế lực nhân khoảng cách thanh dương quận tử vong cốc rất gần mỗi cách một đoạn thời gian liền biết đến rèn luyện, chuyện thích làm nhất chính là ăn cướp người khác. Hôm nay từ phía sau đuổi theo, khẳng định vừa đi từ vong cốc, từ khác tán tu trong miệng biết được thiết cốt phái tiến vào trong cốc sự tình. Đoán không sai, cái này danh hắc ưng đường phó đường chủ, ngay tại vừa không lâu mang đệ tử đến tử vong cốc lịch luyện, chuyện thứ nhất chính là sắp tán tu nhóm khống chế, sau đó đe dọa bọn hắn giao ra tài vật. Có ít người sợ chết, không chỉ có giao ra tiền tài, còn đem thiết cốt phái sự tình chấn động rất xuống ra tới đã có môn phái vào cốc xuất cốc, khẳng định rất béo tốt. Cho nên, tên kia phó đường chủ lập tức mang đệ tử đuổi theo, cuối cùng tại mảnh này dừng đem thiết cốt phái vây lại. Đây chính là tà phái, làm việc thượng cùng cường đạo không có gì khác biệt. Đổi lại lấy chính phái tự cho mình là thế lực, cho dù có lòng muốn đi ăn cướp, chắc chắn sẽ không làm không kiêng nể gì như thế. Quân trưởng môn đúng không? Bộ kia đường chủ thản nhiên nói, đã các ngươi tiến vào tử vong cốc, khẳng định thu hoạch không ít tinh hạch cùng gia cốt, sao không lấy ra cùng ta hắc ưng đường phân một phần quân thường tiếu kém chút đem miệng trong thịt phun ra ngoài hắn nhếch miệng cười nói ta thiết cốt phái liều sống liều chết lấy được đồ vật tại sao muốn cùng các người phân đâu đây là ta hắc ưng đường quy củ phó đường chủ âm thanh lạnh lùng nói thật có lỗi quân thường tiếu nói đó là người hắc ưng đường quy củ ta thiết cốt phái quy củ là không thể cùng ngu xuẩn chia đồ vật bởi vì sẽ bị truyền nhiễm tiểu tử bộ kia đường chủ mắt lộ ra hung quang nói người đây là tại muốn chết bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 205, Toàn Giết, đường phó đường chủ nói ra, người đây là tại muốn chết, mấy chục danh hắc ưng đường đệ tử lập tức xông tới. Thực lực bọn hắn phần lớn tại võ đồ cấp độ, nhìn tuổi tác bất quá 17-18 Lý Thanh Dương bọn người, trên mặt đều dơ lên xem thường tới. Một đám lông còn chưa mọc đủ tiểu hài, hoàn toàn có thể tùy ý giết chết. Lý Thanh Dương bọn người đem thịt nướng để xuống đất, đem miệng trong thịt nhai nát nuốt xuống, sau đó quơ đầu cùng bả vai. Kinh tử vong cốc lịch luyện, bọn hắn đối với đánh nhau không có chút nào kiêng kỵ. Huống chi, cái này hắc ưng đường đệ tử nhân số mặc dù có hơn 60, nhưng từ khí tức nhìn, bình quân tu vi bất quá hai ba phẩm, còn không bằng xích viêm lang chúng cường hung hãn. Phó đường chủ thản nhiên nói, quân trưởng môn, đây cũng là người môn phái còn sót lại hơn 20 tên đệ tử đi. Còn lại, quân thường tiếu khó hiểu nói, có ý tứ gì? Phó đường chủ lạnh lẽo âm u cười nói, ý của ta là, đi một chuyến tử vong cốc tử không ít đệ tử, còn lại tái tử quang, người thiết cốt phái chẳng khác nào diệt môn. Quân thường thiếu minh bạch, hắn nhất định cho là mình mang rất nhiều đệ tử đi tử vong cốc lịch luyện, còn lại đệ tử là người sống sót. Không sai, chính là cho rằng như vậy. Phó đường chủ đương thời vội vã đuổi theo ăn cướp, chỉ là hỏi thăm môn phái đẳng cấp, không có cẩn thận hỏi thăm tiến vào tử vong cốc nhân số. Nhất cái bát lưu môn phái tiến vào tử vong cốc, ít nhất được mang trăm tên đệ tử, lấy mệnh đến cùng hung thú chém giết. Cũng tỉ như hắn đi, lần lịch lãm này mang hơn 60 danh võ đồ đệ tử, trên đường đã nghĩ kỹ, có thể còn sống ra tới một nửa, liền phi thường may mắn. Ân, thiết cốt phái mang trên dưới 100 nhân, còn sống ra tới 230 danh, vận khí cũng coi như có thể. Hắc ưng đường phó đường chủ cưỡng ép não bổ chi lực, so dạ đế hoàn cường hãn. Dạng này cũng tốt, nếu như biết thiết cốt phái 25 người đầy biên đi vào, lại đầy biên ra tới, khẳng định sẽ phải gánh chịu trầm trọng đả kích làm sao quân thường tiếu sờ lên cái mũi nói nghe ngươi lời này ý tứ muốn đem bản tọa đệ tử toàn giết chết phó đường chủ âm trầm cười nói nếu như quân trưởng môn phối hợp đem trong cốc có được đồ vật giao ra khẳng định hội bọn hắn an toàn về nhà Người đang uy hiếp bản tọa quân thường tiếu sắc mặt trầm xuống phó đường chủ nói có thể cho rằng như vậy tà phái chính là có nhất cái tốt đẹp nhất chỗ làm chuyện xấu tuyệt không ẩn tàng tuyệt không dối trá chính là như thế sáng sáng trưng nghe được không quân thường tiếu nói hắc ưng đường muốn giết các ngươi phốc ha ha tô tiểu mạt ôm bụng cười lên nói trưởng môn bọn gia hỏa này còn không bằng tử vong cốc hung thú có cái gì năng lực giết chúng ta đúng đấy chính là lý phi cười nói ngay cả hung thú cũng không bằng quá đề cao bản thân ngay cả hung thú cũng không bằng mấy chữ này phi thường trói tai phó đường chủ sắc mặt dần dần âm trầm xuống ánh mắt nổi lên sát ý càng thêm mãnh liệt Hà đường chủ, một tên hắc ưng đường đệ tử lạnh lẽo âm u nói, cái này thiết cốt phái đệ tử phách lối vô cùng, không bằng trực tiếp động thủ toàn giết đi cho rồi. Hà đường chủ thản nhiên nói, quân trưởng môn đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách bản đường chủ không khách khí. Giang giác, giang giác, hắc ưng đường đệ tử nhao nhao nắm tay, nghiêng đầu đi tới, càng đem trong không gian giới chỉ binh khí tế ra tới. Khả năng giết người nhiều, quanh thân tản ra khí tức có chút khiếp người. Quân trưởng môn, hà đường chủ híp mắt, cười nói, nếu như lúc này đem đồ vật giao ra, bản đường chủ còn có thể tha cho ngươi cùng đệ tử một cái mạng. Đồ vật không có, muốn mạng một đầu, quân thường tiếu nói, hừ, hà đường chủ nâng tay lên, ánh mắt lạnh lẽo âm u nói, toàn giết sạch. Phốc, kiếm quang lấp lóe, tiên huyết vẩy ra, hà đường chủ khẽ giật mình, ta mang tới thủ hạ động tác vẫn rất nhanh, nhưng là, đường nhìn sang, phát hiện nhà mình một tên đệ tử ánh mắt tan dã đứng ở nguyên địa, cái cổ đã bị lợi kiếm vạch phá. Xuất thủ là giả tinh thần, hắn đem kiếm thu hồi thổi rớt mũi kiếm hội tụ giọt máu thản nhiên nói rác rưởi sư đệ sư huynh mắt thấy đồng môn bị sát khắc cưng đường đệ tử giận tím mặt chợt đem linh lực rót vào trong binh khí không để ý tới mục tiêu là ai hướng về phía thiết cốt phái đệ tử liền chặt đi keng keng lý thanh dương cùng tiêu tội kỷ bọn người rút kiếm mà ra nhanh chóng triển khai nghênh chiến cùng đánh trả tống huy cùng hai gã khác võ giả cũng lộ ra ngay binh khí Bọn hắn hiện tại cùng thiết cốt phái đệ tử thân phận còn kém nhất cái nhập môn biểu khoảng cách, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Từ nhân số tới nói, hắc ưng đường tuyệt đối chiếm ưu Nhưng là, đường song phương nhân mã giao thủ với nhau, thiết cốt phái đệ tử chỗ biểu hiện ra cường hãn, để bọn hắn từng cái khiếp sợ không thôi. Phốc, phốc, kiếm quang lấp lóe máu bắn tung tóe hà đường chủ con mắt càng trừng càng lớn, ánh mắt đều nhanh đụng tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, mình hơn 60 tên đệ tử, liền bị thiết cốt phái giết chết hơn 20 danh. Quá trình đơn giản là, xuất kiếm, giết chết, tái xuất kiếm, tái giết chết. Nhất cái bát lưu môn phái, như thế nào mạnh như vậy? Mình hoa mắt, hà đường chủ vội vàng nháy nháy mắt, nhưng mà, liền cái này khe hở, lại có hơn 10 tên đệ tử như cỏ rác một dạng bị giết chết. Đệ tử ở phía sau điên cuồng giết chóc, quân thường tiếu từ đầu đến cuối đưa lưng về phía không thấy, hắn biết, hắc ưng đường lại nhiều hơn 60 cái, cũng không đủ lý thanh dương bọn người giết thật, so xích viêm lang, không, so địa viêm lang còn muốn đồ ăn. Ghê tởm, hà đường chủ muốn rách cả mí mắt, đỉnh phong võ sư tu vi trong nháy mắt bộc phát, ngưng tụ bạo liệt lực lượng đánh phía quân thường tiếu. Hô, một quyền này đánh tới, lực kinh chỉ ít có 6 vạn. Nhưng là, bạo liệt nắm đấm vừa mới oanh tới, lại bị quân thường tiếu đơn trưởng bắt lấy. Vẫn là hời hợt bắt lấy, ngươi, hà đường chủ thần sắc ngạc nhiên. Một quyền của mình đánh vào da hỏa này trên bàn tay, vậy mà không có mảy may dung chuyển quân thường tiếu nói đừng vội nhìn cho thật kỹ có thể không vội sao lại nhìn tiếp mang tới mấy chục tên đệ tử đều sắp bị giết sạch hà đường chủ cố gắng giúp thủ nhưng này ra hỏa năm ngón tay tựa như cái kìm để hắn vô luận như thế nào bộc phát đều khó mà tránh thoát phốc phốc hắc ưng đường đệ tử vẫn bị thiết cốt phái đổ sát nhất là giả tinh thần thập bước giết một người ngàn dặm không lưu hành một đám hai ba phẩm võ đồ dám cùng diệt đi xích viêm lang bầy thậm chí tật phong lang bầy đoàn đội chém giết kia thật là ông cụ thắt cổ chán sống. Đáng tiếc, Hắc ưng đường không biết thiết cốt phái lúc trước hung hãn chiến tích. Chờ bọn hắn ý thức được, bọn này lông còn chưa mọc đủ thiếu niên phi thường khủng bố, dọa đến vội vàng đào thoát. Rất sáng suốt, nhưng là, quân thường thiếu nói, toàn giết, giọng điệu này ngữ điệu, cùng đường chủ mới vừa nói, toàn giết, giống nhau như đúc. Xoát, xoát, Lý Thanh Dương bọn người bước nhanh đuổi kịp, hàn phong kiếm cùng bá vương khí một trận chào hỏi, chạy trốn hơn 20 tên đệ tử bị xóa bỏ. Đến tận đây, hắc ưng đường hơn 60 tên đệ tử toàn diệt, duy chỉ có còn lại bị quân thường tiếu trói buộc hà đường chủ, ánh mắt nổi lên ngập trời kinh hãi. Mang đệ tử đi tử vong cốc lịch luyện, hoàn hy vọng có thể còn sống ra tới một nửa, kết quả bĩu môi không tiến vào, liền bị. Diệt sạch, cho đến hiện tại, hà đường chủ mới ý thức tới, thiết cốt phái không phải loại lương thiện, mình đá vào trên miếng sắt. Uy, quân thường tiếu cười nói, thủ hạ của ngươi chết hết. Tiếu dung nhìn qua người vật vô hại, nhưng ở hà đường chủ trong mắt, lại là vô cùng âm trầm làm người ta sợ hãi, tựa như ma quỷ tại sông mình mỉm cười. Quân, quân trưởng môn, hắn vội vàng nói ta cảm thấy lấy đây là một cái hiểu lầm. Xoát, quân thường tiếu dơ lên đe giật ego, đè vào hắn trên chán, ánh mắt lạnh lẽo âm u nói, nhớ kỹ, đời sau còn có thể làm nhân, trước khi ra cửa đem con mắt đánh bóng điểm, đừng có lại trêu chọc ta thiết cốt tranh tranh phái. Bành, đạn bắn ra, xuyên qua đầu lâu, phù phù, hắc ưng đường phó đường chủ thẳng tắp ngã xuống, ánh mắt dần dần tan rã. Đúng thế, hắn đá trúng thiết bản, cái này tấm sắt không chỉ có cứng rắn, phong cách làm việc cũng phi thường quả quyết, có thể cùng tả phái tương để tịnh luận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 206, gia nhập thiết cốt phái, cả đời sáng suốt nhất lựa chọn. Hắc ưng đường hà đường chủ đuổi theo, chỉ vì một cái mục đích, ngăn lại thiết cốt phái, để bọn hắn giao ra tại tử vong cốc lấy được đồ vật. Loại chuyện này rất phổ biến, làm qua cũng không chỉ một hai lần, vô luận môn phái vẫn là người đoàn đội, đều bị chiếu cố qua. Đương nhiên, đụng phải điểm cứng rắn, hắc ưng đường không dám trêu chọc. Tỷ như lần trước tần minh chủ mang đệ tử đi lịch luyện, bọn hắn mặc dù nhận được tin tức, nhưng cũng làm bộ không biết. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, đây là sinh tồn chi đạo. Đáng tiếc, hắc ưng đường phó đường chủ, lần này bóp sai quả hồng, liên đới mình cùng hơn 60 tên đệ tử toàn bộ bị diệt mất. Nếu như đổi lại tự xưng là chính phái thế lực, khả năng còn có thể để lại người sống, bằng hết lần này tới lần khác chọc thiết cốt phái, cũng chỉ có thể tập thể đi địa ngục hát lành lạnh. Quân trưởng môn sẽ không chủ động đi gây chuyện thị phi. Nhưng là, nếu có nhân chọc mình, hoàn lên sát tâm, nhất định phải lấy đồng dạng thủ đoạn trả lại. Chính là bá đạo như vậy, chính là hung hãn như vậy. Xoát người, quân thường thiếu khô tay nói, thiết cốt phái đệ tử bắt đầu thiểm bao, rất nhanh tìm ra hơn 60 mai cỡ nhỏ không gian giới chỉ. Loại này chiếc nhẫn, chỉ cần có chút tài lực môn phái, đều sẽ nhân thủ một viên, có thể thịnh nạp làm số không nhiều đồ vật. Thiết cốt phái liền có chút ý tứ, bởi vì quân trưởng môn không có mua sắm qua không gian giới chỉ, có không gian giới chỉ đệ tử, phần lớn từ giải quyết sát thủ chỗ nào lấy được. Cho nên, thiểm bao vẫn là có cần phải, chỉ ít có thể tiết kiệm một chút chi tiêu. Trưởng môn, Lý Thanh Dương trải qua kiểm kê, nói, hết thảy có 3 vạn lượng ngân phiếu, cùng một chút đẳng cấp thấp dược liệu. Thật nghèo, quân thường tiếu nói. Chết đi hà đường chủ nếu như trên hoàng tuyền lộ nghe được hai chữ này, khẳng định hội gào thét con mẹ nó chứ nếu là giàu có, sẽ còn dẫn người ăn cướp các người sao. Trưởng môn, những thi thể này, chất đống, thiêu hủy, vâng, hô hô, đại hỏa đốt cháy, thi thể hóa thành cho tàn. Bởi vì nơi này chết rất nhiều nhân, tràn ngập mùi máu tươi, quân thường tiếu không tâm tình đi ăn đồ nướng, mang đệ tử lên đường rời đi. Trên đường, Tống Huy cùng hai gã khác võ giả đang tự hỏi, mình gia nhập thiết cốt phái là chính là tà đâu. Ngươi nói tả đi, tại tử vong cốc có thể khoan nhượng tán tu đi theo nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngươi nói chính đi, vừa rồi sát hắc ưng đường thế nhưng là không có chút nào nhân từ nương tay a. À. Nhất là trưởng môn, dơ lên kỳ quái chi vật, bành nhất thanh xóa bỏ hà đường chủ, tuyệt đối sát phạt quả đoán, tuyệt đối lôi lệ phong hành. Ba người càng nghĩ càng không rõ, bất quá, vô luận thiết cốt phái là chính là ta, đều sẽ kiên định gia nhập. Ngày thứ hai, quân thường tiếu ra tốc đi đường, tại lúc trạng vạn tối mang đám người trở lại thiết cốt phái như thường ngày, vừa tiến vào môn phái, các đệ tử liền vây quanh, tranh nhau chen lấn hỏi thăm lịch luyện tình huống. Bọn hắn mặc dù không có đi cùng, tâm đi theo. Tu luyện kết thúc về sau, đều sẽ ngồi cùng một chỗ thảo luận trưởng môn cùng các sư huynh như thế nào cùng hung thú chém giết. Náo bổ ra tới hình tượng, so giang hồ tái kiến viết tiểu thuyết hoàn đặc sắc. Khụ khụ, Tô Tiểu Mạt đứng tại trung ương diễn võ trường, thấm giọng một cái, tựa như giảng thư nhân đạo việc này nói rất dài dòng, lại nghe ta chậm rãi kể lại chúng đệ tử chăm chú nghe, ánh mắt lấp lóe phấn khởi. Quân thường tiếu đem Tống Huy ba người đưa đến đại điện, lấp thượng nhập môn biểu đắp lên con dấu. Đinh, môn phái thành viên, 503 phần 1 nghìn. Đinh, môn phái điểm cống hiến, 703 phần 1 nghìn. Hai gã khác võ giả, một cái gọi nhạc kiêu, một cái gọi cận lãng. Hai người giống như Tống Huy, tuổi tác tại hơn 30 tuổi ra mặt, thực lực tất cả đều là nhất phẩm võ sư. Quân thường tiếu cảm khái nói, không có gia tộc và thế lực cung cấp tài nguyên, các người có thể đột phá đến võ sư cấp độ, thực sự đáng quý. Tống Huy khổ sở nói, trưởng môn, chúng ta có thể có hôm nay đại thành, đều là từ trên con đường tử vong liều ra tới. Này thoại nói ra tán tu gian nan cùng lòng chua sót. Quân thường tiếu nói, cho nên từ hôm nay trở đi, các người chỉ cần tận tâm tận lực vì môn phái, hết thảy tài nguyên bản tọa cung cấp. Thiết cốt phái đều là lòng mang mơ ước thiếu niên, mặc dù chiều khí phồn thịnh, nhưng thiếu khuyết một phần trầm ổn. Tuyển nhận có sinh từ lịch luyện lão tướng, vẫn là có cần phải. Trưởng môn xin yên tâm, ba người đồng nói, chúng ta chắc chắn sẽ đối với môn phái tận tâm tận lực, dù là lên núi đao, xuống biển lửa cũng ở đây không tiếc. Điểm này quân thường tiếu tin tưởng, bởi vì từ đi theo tiến vào tử vong cốc, càng giống nhập môn khảo hạch. Những người khác lần lượt rời đi, bọn hắn có thể theo tới cuối cùng cũng tìm nơi nương tựa mình, trung thành thượng khẳng định không có vấn đề. Đây là bản môn đặc thù đan dược, các người cầm đi phục dụng đi. Quân thường tiếu ném qua đi ba viên tố thể đan, thiết cốt phái không có đại tông môn có nội tình, cũng không có khổng lồ võ đạo tài nguyên, nhưng nhập môn đệ tử một người nhất khỏa tố thể đan, chính là đặc hữu đặc sắc. Trưởng môn, đây là, Tống Huy nói, quân thường tiếu nói, một loại có thể tăng cường thể chất đan dược, ăn trăm lợi mà không có một hại. Minh Bạch, Tống Huy đem đan dược nuốt vào, nhạc kiêu cùng tuyển lãng cũng đem đan dược ném vào trong miệng. Lúc này, dù là trưởng môn cho là nhất khỏa độc đan, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì cân nhắc. Đan dược vào miệng tức hóa, hình thành tinh thuần năng lượng, uẩn dục kinh mạch cùng cơ bắp, có thể dùng ba người tinh thần vì đó dùng một cái. Một lát sau, năng lượng hao hết, cơ thể của bọn hắn, kinh mạch, huyết dịch cùng lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng, ánh mắt lóe ra mãnh liệt chấn kinh. Ông trời ơi, Tống Huy khó mà tự kiềm chế cả kinh nói, lực lượng của ta giống như tăng lên rất nhiều. Rất nhiều, tăng phúc một vạn cân tả hiếu, nhạc kiêu cùng cận lãng đồng dạng cũng là như thế, ba người tư chất bình thường, cũng không có gì thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Đã tới nhất phẩm võ sư, lực lượng tại hai vạn năm cân tả hiếu, chỉ có thể coi là thấp nhất chỉ số tăng lên giả. Phục dụng tố thể đan về sau, nhục thân lực lượng đạt được cải tiến, trong nháy mắt nhắc nhở đến 3 vạn năm tả hiếu đã tính trung đẳng cấp độ. Yêu tú võ sư, nhất phẩm cấp độ có thể đạt tới 4 vạn năm tả hữu. Đình tiêm cấp thiên tài có thể đạt tới 5 vạn năm tả hiếu Thiên, chúng ta ăn chính là tiên đan linh dược sao? Tống Huy bọn người mộng so lúc, quân thường thiếu cấp cho ngã chạm, bạo liệt quyền bí tịch, nói thanh dương, cho bọn hắn an bài gian phòng, cấp cho đồng phục cùng môn quy sổ tay. Vâng, Lý Thanh Dương dẫn bọn hắn đi vào nội viện, vì đó an bài xương phòng. Ba người tiến vào cấp cao đại khí cao cấp gian phòng, ánh mắt càng là khó nén chấn kinh chi sắc. Ngoại viện kiến trúc cùng đại điện đã đầy đủ rung động, không nghĩ tới nội viện càng xa hoa, cái này muốn nói lục lưu môn phái, ba người cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Huy ca, ba người ngồi tại trong một cái phòng, nhạc kiêu kích động nói cái này thiết cốt phái thật lợi hại. Cận lãng cả kinh nói, phục dụng nhất khỏa đan dược, liền có thể tăng lên rất nhiều lực lượng, đơn giản nằm mơ đều mộng không đến a à. tống huy vô cùng phấn khởi nói chúng ta gia nhập thiết cốt phái tuyệt đối là cả đời lựa chọn sáng suốt nhất ý nghĩ thế này tại lật xem ngã chạm cùng bạo liệt quyền sau càng thêm kiên định bởi vì chỉ nói linh lực hình võ kỹ đều là vô giới chi bảo cho trưởng môn không gian giới chỉ giá trị hết mấy vạn thật có lỗi bọn hắn hoàn toàn không quan tâm nếu như lại cho một lần lựa chọn coi như mấy chục vạn cũng sẽ không chút do so dự giao ra chỉ vì có thể gia nhập thiết cốt phái Lúc trước bởi vì đau lòng tiền tài rời đi tán tu, các người đơn giản thật quá ngu xuẩn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 207, chúng ta lê đường chủ rất khiếp sợ. Đại điện bên trong, quân thường tiếu phẩm một miệng trà, từ từ nói, gần nhất môn phái không có việc gì đi. Hết thảy bình thường, Lê Lạc Thu cười nói, trong khoảng thời gian này nàng một mực tại quản lý môn phái, đừng nhìn sát thủ xuất thân, quản lý cũng coi như sinh động. Quân thường tiếu đem chén trà buông xuống, nói bên ngoài có tin tức gì. Lê Lạc Thu nói tần hạo nhiên trở về. Tiêu ra đâu, quân thường tiếu cũng không quan tâm hạo khí môn, càng để ý tiêu ra động tính. Lê Lạc Thu nói tiêu ra trong khoảng thời gian này rất điệu thấp, chỉ sợ ngay tại sức đầu mẻ chán xử lý gia tộc sản nghiệp. Quân thường tiếu xoa ngón tay, nói cùng ngài ra đoạn mất sinh ý qua lại, khoáng mạch lại đổ sụp, đủ bọn hắn uống một bình. Còn có tin tức khác sao? Có. Lê Lạc Thu nói, ngài ra sẽ ở nửa tháng sau tổ chức một tràng đấu giá hội, rất nhiều quận thế lực lần lượt đi vào Hồ Dương Thành, đấu giá quy cách so dĩ vãng đều lớn. Hy vọng lần này có thể đấu giá giá tốt đi, quân thường thiếu nỉ non nói, hợp tác với ngài ra tới đấu giá đan dược, là trước mắt hắn chủ yếu thu nhập nơi phát ra, tự nhiên hy vọng càng cao càng tốt. Đúng rồi, Lê Lạc Thu tay lấy ra thiệp mời, nói, ngài gia chủ vài ngày trước tự mình đưa tới thiệp mời, thành mời trưởng môn đi tham gia đấu giá hội. Tham gia làm gì, cùng bọn hắn đi cạnh tranh đan dược sao? Quân thường thiếu tiếp nhận thiệp mời, lắc đầu cười một tiếng. Lê Lạc Thu nói, theo ta thấy, ngài gia chủ ý nghĩ là muốn cho trưởng môn tham gia náo nhiệt, nghe nói tới mấy cái ngũ lưu tông môn cao tầng đâu. Thật sao, quân thường thiếu một bên nói, một bên mở ra thiệp mời, bên trong có một chương thư mời, còn có một chương bạch kim tấm thẻ. Lê Lạc Thu cả kinh nói, ngài gia phòng đấu giá cao cấp nhất bài kim thẻ khách quý. Bạch kim thẻ khách quý, quân thường thiếu nói, Lê Lạc Thu giải thích nói, ngài ra đối ngoại phát hành đại biểu ba loại khác biệt thân phận thẻ, phổ thông vì thanh đồng thẻ, thứ yếu vì hoàng kim thẻ, cao cấp nhất là bạch kim thẻ. Chẳng phải cùng ngân hàng VIP người sử dụng A, lại nói, ngài ra có phải hay không chơi qua lon hoặc vương giả vinh quang, ba tấm thẻ cùng bài vị đẳng cấp cùng loại. Tiện tay đem bạch kim thẻ ném lên bàn, quân thường tiếu không có chút nào hứng thú mà nói, bản tọa rất bận rộn, làm sao lại đi tham gia đấu giá hội. Lê Lạc Thu, loại này bạch kim thẻ phi thường thưa thớt, có mặt mũi đại nhân vật mới có thể thu hoạch được, trưởng môn vậy mà tùy ý vứt bỏ. Nhiều chú ý tiêu ra, có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức hồi báo. Quân thường tiếu nói, ừm, um, chính sự nói xong về sau, Lê Lạc Thu hai tay đặt ở trên bàn trà, dùng bàn tay kéo lấy cằm thon thon, cười nói, trưởng môn, cùng ta nói một chút tại tử vong cốc lịch luyện tình huống chứ sao. Quân thường tiếu nói, cũng liền giết một đầu hỏa long thú, không có gì tốt giảng. Lê Lạc Thu ngạc nhiên nói, cao ngũ phẩm hỏa long thú. Đúng thế, quân thường tiếu nói người cũng đã được nghe nói tử vong cốc hai đại bá chủ một trong chính là hỏa long thú lê lạc thu nói hai đại bá chủ quân thường tiếu nói một cái khác là cái gì lê lạc thu nghĩ nghĩ nói một cái khác là hiếm thấy thạch hệ thạch đầu nhân thạch đầu nhân quân thường tiếu nói có phải hay không toàn thân từ đá trồng chất mà thành chỉ ít có cao bảy tám trượng đại quái vật không sai lê lạc thu nói quân thường tiếu nỉ non nói nguyên lai ta giết chết kia đại quái vật là thạch đầu nhân là tử vong cốc hai đại bá chủ một trong. Lê Lạc Thu khó có thể tin nói, trưởng môn đem thạch đầu nhân cũng cho giết. Quân thường tiếu nói, ta bắt sư tử điện ấu thú lúc, trong lúc vô tình xâm nhập địa bàn của nó, bị vây ở bên trong, chỉ có thể đem nó giết chết. Nói rất là dễ dàng, nhưng Lê Lạc Thu thì lòng tràn đầy nghi ngờ nói, thạch đầu nhân có thể mạnh hơn hỏa long thú nhiều, lấy trưởng môn tu vi, có thể giết chết loại này thạch hệ hung thú. Xoát, quân thường tiếu phất tay, lấy ra nhất khỏa tinh hạch nói, đây chính là kia thạch đầu nhân tinh hạch tinh hạch lập tức tản mát ra nặng nề khí tức, để Lê Lạc Thu trong nháy mắt phán định, hẳn là thạch hệ tinh hạch tạm chờ cấp không thấp. Thiên, trưởng môn mạnh mẽ như vậy, giết chết hỏa long thú, hoàn giết chết thạch đầu nhân. Lê Lạc Thu tâm linh bị rung động thật sâu, chờ chút, nàng chợt nhớ tới cái gì, cả kinh nói, trưởng môn, người mới vừa nói vì cái gì, trong lúc vô tình xâm nhập thạch đầu nhân địa bàn. Tử điện ấu thú, quân thường tiếu nói, Lê Lạc Thu trực tiếp đứng lên, cả kinh nói, tử vong có còn có hiếm thấy lôi hệ hung thú. Đúng nha, Quân thường tiếu nói, bản tọa sau khi thấy, ngay lập tức đi bắt giữ, sau đó. Dừng một chút, nói, đúng, phí hết rất lớn kình mới đưa nó hàng phục, không nói dựa vào trưởng môn cầu trực tiếp bắt giữ thành công, dù sao quá mức kinh thế hãi tục. Nhưng mà, quân trưởng môn cũng không biết, coi như phí hết rất lớn kinh, cũng đem chúng ta mỹ lệ xinh đẹp lê đường chủ chấn động đến thân thể đều run rẩy lên. Nàng trừng mắt thu thủy mắt to, nói trưởng môn đem tử điện ấu hổ hàng phục. Ừm, quân thường tiếu nói, con hàng này từ bắt đầu đàm luận tử vong cốc, ngôn ngữ liền 10 phần tùy ý, lại đem Lê Lạc Thu chấn tâm thần hoảng hốt. Giết chết hai đại bá chủ, có thể tiếp nhận, nhưng hàng phục một đầu lôi hệ tử điện ấu hổ, không khỏi quá kinh thế hãi tục đi. Không tin sao, quân thường tiếu nói, đi, ta đi đem nó gọi ra đến, để ngươi nhìn xem. Nói, đi ra đại điện, Lê Lạc Thu vội vàng theo sau, nghĩ thầm, chẳng lẽ trưởng môn thật hàng phục tử điện ấu hổ. Trên diễn võ trường, Tô Tiểu Mạt nghe tại nước bọt bay loạn giảng giải như thế nào giết chết hỏa long thú. Trải qua lúc đầu cũng không phải đặc biệt phức tạp, nhưng ở hắn giảng giải dưới, lập tức trở nên lại trầm bổng chập trùng, lại phong hồi lộ truyền. Mấy trăm tên đệ tử nghe được trái tim khi thì treo lên, khi thì ra tóc, tựa như làm xe cáp treo. Chật chật, xa xa điền thất nói, Tô Sư Huynh không đi làm giảng thư nhân, thực sự khuất tài. Đúng nha, Lý Phi khóe miệng co giật nói, nghe hắn kiểu nói này, ta cũng bắt đầu hoài nghi, mình có hay không tham dự săn giết hỏa long thú. Tô Tiểu Mạt tiếp tục giảng, giảng gọi là nhất cái sinh động như thật. Mà đem hỏa long thú thiên trương vừa kể xong, trưởng môn cùng lê đường chủ từ đại điện đi tới. Đừng nói nhảm, quân thường thiếu phất phất tay, nói, đi một chút, đem diễn vũ tràng cho bản tọa nhường lại. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Tô Tiểu Mạt nói xong, vội vàng tránh ra, mấy trăm tên đệ tử cũng lui xuống đi, vây quanh ở diễn vũ tràng ngoại xoát quân thường tiếu đem trưởng môn cầu lấy ra sau đó cười nói đã đều ở đây vậy bản tọa liền để các ngươi gặp một lần có chút hiếm thấy tử điện ấu hổ đi tử điện ấu hổ rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau biểu thị mờ mịt khụ khụ tô tiểu mà thấm giọng một cái cất cao giọng nói trưởng môn giết chết hỏa long thú về sau lại hàng phục một đầu có chút hiếm thấy lôi hệ hung thú toàn thân phun trào tử sắc lôi điện quả nhiên là uy phong lẫm liệt ông trời của ta lôi hệ hung thú đây chính là phi thường hy hữu hung thú a trưởng môn vậy mà hàng phục, chúng đệ tử một mặt sùng bái, cũng nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Xoát, tại vạn chúng chú mục dưới, quân trưởng môn nâng tay lên, đột nhiên vung hướng trung ương diễn võ trường, quát to, ra đi, tử điện ấu hổ thú. Bành, trưởng môn cầu bay lượn mà đi, ở giữa không trung lấp lóe quang mang, chợt nhìn thấy một đầu hung thú xuất hiện trên diễn vũ tràng. Kia là có thật to lỗ tai, thật dài cái mũi vật nhỏ. Rát, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, Lê Lạc Thu cùng chúng đệ tử trừng tròng mắt nhìn xem, nghĩ thầm, cái này chẳng lẽ lại là. Hống hống, tiểu gia hỏa kêu hai lần, kết quả là, đám người kiên định ý nghĩ trong lòng, đây chính là một đầu tiểu dã chư. Quân thường tiếu bảo trì vung ra đi động tác, cả người trong nháy mắt hóa đá, trong lòng ngao gào to, ta ti em cầm nhầm trưởng môn cầu. Trưởng môn, Lê Lạc Thu xoay đầu lại, im lặng nói, ngươi là cho là chúng ta chưa thấy qua heo, lại hoặc là chưa thấy qua hổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 208, môn phái lịch luyện tháp, đầu kia thịt hồ hồ tiểu ra hỏa, nhìn qua cùng heo tương tự, chưa hẳn chính là heo. Nhưng cũng tuyệt không có khả năng là hồ, cho nên khi trưởng môn đem nó triệu hoán đi ra, Lê Lạc Thu lập tức có một loại trí thông minh chịu nhục cảm giác. Sư huynh, vật nhỏ này là heo a ta nhìn cũng rất giống, ta mặc dù chưa thấy qua hổ, nhưng ta cũng biết phải cùng mèo tương tự a Chúng đệ tử nghị luận lên, cầm nhầm trưởng môn cầu quân thường tiếu, trong nháy mắt xấu hổ đến cực hạn. Không đã nghĩ trang cái bước sao, thế nào khó như vậy. Trở về, quân thường tiếu hướng về phía lợn rừng đeo kỳ hô, hưu, trưởng môn cầu thái cực đồ án lấp lóe quang mang, trong nháy mắt đem thịt hồ hồ tiểu ra hỏa thu vào đi. Thấy rõ ràng, quân thường tiếu đem một cái khác trưởng môn cầu lấy ra, nói, lần này mới thật sự là tử điện ấu hổ. Xoát, đột nhiên vung ra, nói, ra đi, tử điện ấu hổ thú. Lê Lạc Thu lườm hắn một cái vốn đang vô cùng phấn khởi đệ tử, bởi vì trưởng môn gọi ra một con lợn, hứng thú lập tức đại giảm. Bành, trưởng môn cầu phun ra quang mang, giống, hùng tráng uy vô tử điện ấu hổ thú lập trên diễn vũ tràng, ngửa đầu giống to, quanh thân tử sắc lôi điện bộc phát, bức cách trong nháy mắt tăng lên. Lúc đầu không có coi ra gì lê là thu cùng chúng đệ tử, nhìn thấy đầu kia gần cao một trượng biêu hãn hung thú, con mắt dần dần trừng lớn, miệng cũng dần dần mở ra. Tử sắc nếp nhân, huyết bồn đại khẩu, sắc bén răng. Cái này, tuyệt đối là hổ thú ông trời ơi thật là lôi hệ hổ thú a à. thật quá uy vũ chúng đệ tử nhìn tâm thần rung động trong ánh mắt sùng bái càng thêm mãnh liệt Xoát, quân thường tiếu nhanh chân đi đi tiêu sái cưỡi trên tử điện ấu hổ cho lê lạc thu một khía cảnh sát cười nói ta đầu này khế ước thú không sai a à? gọi ra tiểu giã chưa để hắn rất xấu hổ cũng may tử điện ấu hổ vì đó cứu danh dự cái này bức vẫn là mang theo điểm tiếc nuối giả vờ đêm tối tiến đến quân thường tiếu tu luyện một đoạn thời gian sau đó ngồi trong thư phòng, bắt đầu chăm chú suy nghĩ về sau sự tình. Trang bước đơn giản tại bồn tẻ trong sinh hoạt thêm điểm đồ gia vị, hắn chân chính muốn cân nhắc, vẫn là như thế nào để môn phái mạnh lên. Huống chi, khoảng cách đi Thánh Tuyền tông khiêu chiến, cũng chỉ còn lại hơn 9 tháng. Thanh dương bọn hắn có thể đột phá đến võ sư sao? Quân Thường thiếu nỉ non nói, hắn thấy, Hạo khí môn có võ sư cấp đệ tử, Thánh Tuyền tông tất nhiên sẽ không thiếu, đẳng cấp cũng sẽ không thấp. Dưới mắt, Quân Thường thiếu nỉ non nói, vẫn là để bọn hắn đột phá võ sư, trở nên càng mạnh mới được. Mà lại, cảnh giới muốn tăng lên, lịch luyện cũng không có thể thiếu. Từ đầu đến cuối tại môn phái tu luyện, dù là có tài nguyên cung cấp, trung quy là nhà ấm trong trưởng thành hoa cỏ, chịu không được mưa to gió lớn tàn phá, nhất định phải tiến hành sinh tử lịch luyện. Quân thường tiếu có dạng này cách nghĩ, ở chỗ từ tử vong cốc sau khi ra ngoài, các đệ tử sát hắc ưng đường đệ tử, biểu hiện ra cái chủng loại kia lạnh lùng cùng quả quyết. Không sai, hệ thống nói, vũ tu cường đại, tài nguyên không thể thiếu, lịch luyện cũng không có thể thiếu. Quân thường tiếu nỉ non nói, cho nên, như thế nào thu hoạch càng nhiều tài nguyên, như thế nào để bọn hắn lịch luyện là quan trọng nhất. Tài nguyên phương diện, có thể ỉ vào ngụy lão bồi dưỡng dược liệu, bởi vì so trên thị trường chất lượng cao hơn. Ngải ra đưa tới phẩm chất cao dược liệu, cần 2 tháng mới có thể thành tài, tính toán thời gian hẳn là cũng nhanh. Về phần lịch luyện, quân thường tiếu nâng cầm lên nói, có thể để đệ tử tự hành tổ chức, đi dã ngoại hoặc hung hiểm chi địa lịch luyện, hệ thống nói cùng hung thú chém giết chỉ có thể tăng lên cỗ này chơi liều cùng võ giả giao đấu mới có thể càng toàn diện tăng lên có đạo lý quân thường tiếu sờ lên cái cầm, nói có thể để bọn hắn đi thêm tham gia tham gia các loại tranh tài cùng cường đại võ tu giao thủ đến để thăng năng lực thực chiến không cần phiền toái như vậy hệ thống nói trong thương thành có một loại tên là môn phái lịch luyện tháp thương phẩm túc chủ cùng đệ tử chân không bước ra khỏi nhà liền có thể trong nhà lịch luyện môn phái lịch luyện tháp quân thường tiếu khẽ giật mình, nói, hảo soát sao? Hệ thống nói, môn phái kiến thiết đạt tới cấp 3 về sau, trên lý luận tới nói, muốn so súng ngắm, thần phẩm võ kỹ lại càng dễ đổi mới ra tới. Nghe được câu này về sau, quân thường thiếu trực phiên mí mắt. Tại tử vong cốc đổi mới mấy chục lần, thần phẩm băng hệ võ kỹ đều soát ra tới, cũng không gặp môn phái lịch luyện tháp. Còn không biết xấu hổ nói sao thần phẩm võ kỹ dễ dàng soát. Hệ thống im lặng nói, so lịch luyện tháp còn khó soát thần phẩm võ kỹ đều soát ra tới, túc chủ có cái gì không vừa lòng. Đúng thế, quân thường thiếu khẽ giật mình nói, ta còn có cái gì không vừa lòng. Xoát, kéo ra số liệu bảng, điểm tại sơ giai thương thành bên trên. May mắn giá trị tăng lên tới một điểm về sau, hắn liền có nghĩ tái đổi mới suy nghĩ, lần này cũng là cho nhất cái quang minh chính đại lý do. Hưu, hạ kéo thương thành, tân thương phẩm phơi bày ra, quân thường thiếu nhìn ngay lập tức đến, hàng thứ nhất chung có cái tên là thông dụng hình khuếch trương cho băng đạn, thương phẩm. Ấn mở tường tình, giới thiệu vì có thể phân phối tại súng ống nâng lên thăng đạn dung nạp số lượng, giá cả cũng vẻn vẹn cần 20 điểm công hiến giá trị. Cái đồ chơi này rất không tệ, quân thường thiếu mua lưỡng cái, tiếp tục quan sát trong thương thành thương phẩm, lại phát hiện một bản tên là kết ấn cháo phòng ngự hình võ kỹ. Này kỹ phẩm chất tại thượng phẩm sơ giai, đánh ra kết ấn, lấy linh lực trước người hình thành lồng phòng ngự, giá cả là 50 điểm điểm cống hiến. Môn phái không có phòng ngự hình võ kỹ, quân thường thiếu không chút do dự mua lại, cũng phục chế 1000 bản. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ từ thương thành mua sắm phòng ngự hình võ kỹ, tự động xứng đôi vì môn phái công pháp. Hiện tại thiết cốt phái, có thể cung cấp đệ tử tu luyện môn phái công pháp có dịch cân kinh, ngã chảm, bạo liệt quyền, khai sơn trưởng cùng kết giới cháo. Tính cả nan tu lăng kiếm thần quyết cùng tế vũ lâu quỷ tung bộ. Tâm pháp, thân pháp, kiếm pháp, trưởng pháp, quyền pháp, linh lực hình võ kỹ, phòng ngự hình võ kỹ đều có. Những này hoàn vô pháp cùng đại môn bài động một tí mấy chục trên trăm loại tâm pháp đánh đồng, nhưng bởi vì phần lớn là hệ thống võ kỹ, một loại liền có thể đỉnh bọn hắn rất nhiều loại. Nhiều một điểm may mắn giá trị, đổi mới ra tới thương phẩm chính là không giống. Quân Thường Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục hạ kéo thương thành. Kết quả, khóc, bởi vì liên tiếp đổi mới 4 lần, hao phí 80 điểm cống hiến giá trị, hữu dụng nhất cái không có đổi mới ra tới. Cái này một điểm may mắn giá trị, có ích lợi gì? Quân Thường Tiếu phát điên không thôi, nhưng vẫn là tái đổi mới một lần. Thương phẩm đổi mới về sau, dẫn vào tầm mắt kiện thứ nhất thương phẩm bên trên khắc có tiểu tháp đồ án, phía dưới viết môn phái lịch luyện tháp, năm chữ. Ha ha ha, sốt cục soát ra tới, quân thường tiếu vội vàng ấn mở tường tình, nội dung là Vật phẩm, môn phái lịch luyện tháp, giới thiệu, một loại võ giả lịch luyện tu hành bảo tháp, tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng có tương ứng lịch luyện đặc sắc, môn phái kiến thiết càng cao, lịch luyện cường độ càng cao. ưu điểm, áp dụng môn phái thành viên tiến vào lịch luyện, có thể tiến hành toàn phương vị võ đạo bồi dưỡng khuyết điểm tiến vào lịch luyện tháp chi nhân hội lấy linh hồn hình thái bắt đầu lịch luyện sau khi thất bại tuy không có gây nên nhân tử vong nhưng hội suy yếu một đoạn thời gian giá cả 200 điểm cống hiến giá trị đinh túc chủ tiêu phí 200 điểm cống hiến giá trị thu hoạch được môn phái lịch luyện tháp nhân một đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ đinh môn phái điểm cống hiến 303 phần 1000 bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 209, chúc bọn hắn hảo vận A. À. Hao phí mấy trăm điểm điểm cống hiến, quân thường tiếu đem môn phái lịch luyện tháp đổi mới ra tới. Đại giới mặc dù lớn, nhưng còn có khuếch trương cho băng đạn cùng phòng ngự võ kỹ, lưỡng cái thương phẩm đơn độc soát ra tới, chỉ ít lại phải tốn hao mấy trăm điểm. Quân trưởng môn nghĩ như vậy, lập tức liền cảm thấy, không lỗ ổn chám. Muốn đồ vật đã có, khẳng định lấy ra. Hệ thống nói, lịch luyện tháp quy cách cùng bình thường 9 tầng tháp tương tự, cho nên đề nghị túc chủ an trí tại chống trải khu vực nha quân thường tiếu bắt đầu suy nghĩ an trí ở phía trên địa phương cuối cùng tuyển định phía sau núi dù sao sớm muộn muốn khai thác đem lịch luyện tháp an trí ở nơi đó cũng rất phù hợp ngày thứ hai quân thường tiếu trước kia đi vào phía sau núi tìm cái tương đối lý tưởng vị trí đem lịch luyện tháp lấy ra chín tầng tiểu tháp chế tác phi thường tinh xảo nhưng quân trưởng môn lại im lặng nói đây chính là người nói cùng bình thường chín tầng tháp tương tự hệ thống nói đặt ở trên mặt đất hội kích phát bình thường hình thái nha quân thường tiếu đem tiểu tháp bày ở trên đất trống sau đó tránh ra thật xa sơ qua lịch luyện tháp rất nhỏ lay động mỗi một cái tháp tầng mỗi một cái tháp miệng đều có lưu quang quanh quẩn sau đó cấp tốc to lớn hóa sau một lát nhất tòa bề rộng chừng 20 mươi m dài ước chừng trăm m chín tầng tháp cao hiện ra trong tầm mắt ta đi quân thường tiếu ngửa đầu nhìn lại cả kinh nói thật cao a à, mau nhìn đó là cái gì giống như nhất tòa tháp kỳ quái hôm qua còn giống như không làm sao đột nhiên liền có. Đi vào ngoại viện, đang chuẩn bị thông lệ thể dục buổi sáng đệ tử, phát hiện đại điện đằng sau trống giống nhiều nhất cái thẳng tắp lịch luyện tháp. Nhị sư huynh, tô tiểu mặt ngạc nhiên nói, đây là người tìm công tượng xây. Không có nha, Lý Thanh Dương cũng là một mặt mộng bức, đi, đi xem một chút, các đệ tử không có đi làm thể dục buổi sáng, như ong vỡ tổ tràn vào phía sau núi, cuối cùng đứng ở thấu phát rộng rãi khí thế lịch luyện tháp tiền. Cảm thụ kia nặng nề khí tức, giả dạ tinh thần tâm thần chấn động nói cái này tháp là trí bảo. Không hổ dạ đế, chuyên nghiệp, lịch luyện tháp cửa tháp đóng chặt, trên cửa phát họa lấy văn tuyến, nhìn qua rất huyền diệu, cũng rất quỷ dị. Hưu, nhưng vào lúc này, tầng thứ nhất tháp sáng lên, nặng nề thanh âm truyền đến, quân thường tiếu, khiêu chiến lịch luyện tháp tầng thứ nhất. Trưởng môn tiến vào, các đệ tử vội vàng ngẩng đầu, hy vọng từ tầng thứ nhất cửa sổ nhìn thấy trưởng môn, kết quả chỉ gặp lưu quang lấp lóe, cái gì cũng không nhìn thấy lịch luyện tháp, dạ tinh thần thầm nghĩ, chẳng lẽ cùng loại đại tông môn sân thí luyện, có thể vì đệ tử cung cấp lịch luyện. Không sai, có như thế nhất cái ý tứ, lục thiên thiên cũng tới, nàng tựa ở dưới cây, thầm nghĩ, hẳn là cùng thái huyền thánh tông cực hàn lịch luyện trận tương tự. Bởi vì thấy rõ trong tháp tình huống, các đệ tử chỉ có thể ở bên ngoài chờ đãi. Đại khái nửa canh giờ, trong tháp lưu quang yếu hóa, nặng nề thanh âm vang lên lần nữa, quân thường tiếu, phiêu chiến thành công. Trường môn uy vũ, trường môn uy vũ, các đệ tử mặc dù không biết, trưởng môn đến cùng tại khiêu chiến cái gì, nhưng chỉ cần thành công, khẳng định phải vì đó gieo hò. Kết, nhưng vào lúc này, đóng chặt cửa tháp mở ra, quân thường tiếu vịn môn, hai chân run lên từ bên trong đi tới, biểu hiện trên mặt cực kỳ ngoạn mục. Tiêu tội kỳ vội vàng chạy tới, nâng nói, trưởng môn, người không sao chứ. Quân thường tiếu cố gắng nhắc thủ biến mất cái chán mồ hôi, khóe miệng co giật nói thật. Thật thì em chua thoải mái, trưởng môn, tô tiểu mặt dựa đi tới nói, cái này tháp là cái gì a à? muốn biết quân thường tiểu yếu ớt nói các ngươi có thể đi vào nhìn một chút có thể vào không tô tiểu mạt vui mừng thừa dịp cửa tháp còn không có đóng thượng liền chui đi vào lý thanh dương lý phi cùng liền thất bọn hắn theo sát phía sau dù sao lịch luyện tháp lịch luyện hai chữ thực sự quá hấp dẫn nhân giả dạ tinh thần cùng lục thiên thiên cân nhắc sơ qua cũng đi theo vào trưởng môn đem trưởng môn nâng đến đá bên cạnh tiêu tội kỳ gãi gãi đầu nói ta cũng tiến vào quân thường tiếu phất phất tay nói đi thôi đi thôi xoát, tiêu tội kỳ nhanh chóng chạy vào đi, sợ chậm không có vị trí. Lê Lạc Thu đi tới, nhiều hứng thú mà nói cái này lịch luyện tháp giống như không đơn giản nha. Thật không đơn giản, quân thường tiếu thở hồn hển nói. Lê Lạc Thu cười nói, trưởng môn đi vào đều bị lịch luyện thành dạng này, bọn hắn đi vào về sau chỉ sợ càng bi kịch. Quân thường tiếu nói, lịch luyện tháp, lịch luyện tháp, nếu như không hung hăng lịch luyện, vậy liền không có ý nghĩa. Lê Lạc Thu lắc đầu, âm thầm vì tiến vào đệ tử cầu nguyện, hy vọng ra tới lúc có thể có chút nhân dạng. Két, cửa tháp đột nhiên đóng cửa, rộng lớn khi thế khuếch tán mà ra. Thanh âm hùng hậu tại hậu viện nhộn nhạo, lịch luyện tháp mở ra. Nội bộ, cửa tháp quan bế thời khắc đó, nguyên bản u ám hoàn cảnh, lập tức trở nên sáng trưng. Lý Thanh Dương chờ mấy chục tên đệ tử nhìn ngay lập tức đến, phía trước nơi hẻo lánh trong, có thông hướng phía trên cầu thang. Đi, đám người cất bước mà đi, phát sát thân thể khó mà động đậy mảy may, liền tựa như bị lực lượng nào đó trói buộc cái này tình huống như thế nào sư huynh ta làm sao không động được các đệ tử kinh hô lên không bao lâu linh hồn tựa như gặp trọng kích lập tức ngắn ngủi tính mất đi tư duy chờ tỉnh táo lại phát hiện đã đứng ở cầu thang miệng vị trí đám người thần sắc lập tức ngốc trệ mới vừa rồi còn ở phía sau xa như vậy làm sao một chút lại tới hai nhị sư huynh tô tiểu mạt âm thanh run rẩy mà nói thân thể ngươi làm sao trong suốt phát sáng nói đến đây im bặt mà dừng bởi vì hắn ý thức được mình cũng hiện lên trong suốt phát sáng trạng xác thực nói đứng tại cầu thang miệng các đệ tử đều hiện lên loại trạng thái này mau nhìn đằng sau lý phi cả kinh nói đám người đồng loạt quay đầu vừa rồi vị trí đứng đấy rất nhiều đồng môn trong đó còn có mình thân thể hiện lên cứng ngắc hóa cái này lý thanh dương bọn người mộng dựng lên lấy một cái góc độ khác nhìn thấy mình không thể nghi ngờ phi thường kinh dị mà lại mình rõ ràng đứng tại cửa tháp chỗ làm sao lại hiện lên trong suốt lưu quang trạng đứng ở chỗ này đại gia càng nghĩ càng tê cả ra đầu hẳn là gặp quỷ dạ tinh thần trao mày nói chúng ta bây giờ là linh hồn thể linh hồn thể đám người càng mộng dựng lên dạ tinh thần nói không có đoán sai cái này lịch luyện tháp là đem thân thể trói buộc bằng vào chúng ta linh hồn đến tiến hành lịch luyện như thế nhất giải thích đại gia lập tức minh bạch đứng ở phía sau chính là nhục thân mình bây giờ là linh hồn hình thái cái này vẫn là rất kinh dị a à. Tô Tiểu Mạt mặc kệ nhục thân cùng linh hồn, mở ra tiểu chân ngắn hướng cầu thang leo lên đi. Thiết cốt phái đệ tử vội vàng theo sau, hưu, ngoại giới, khi bọn hắn như ong vỡ tổ phun lên lịch luyện tháp tầng thứ nhất, lưu quang lập tức lóe lên, cũng truyền đến nặng nề thanh âm, 53 tên đệ tử tập thể khiêu chiến lịch luyện tháp tầng thứ nhất. Muốn bắt đầu, Quân Thường Tiếu hồi tưởng lại vừa rồi kinh nghiệm của mình, cuộc sống lập tức thấu phát ý lạnh, nhưng cũng nhếch miệng cười nói, các bảo bối là thời điểm biểu diễn các ngươi chân chính kỹ thuật. Cái này mỉm cười, thỏa thỏa cười trên nỗi đau của người khác. Lê Lạc Thu thấy thế, lắc đầu nói, chúc bọn hắn hảo vận đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 210, tầng thứ nhất lịch luyện, lịch luyện tháp tầng thứ nhất, nơi này cũng không phải là cái gì tháp lâu kiến trúc, mà là một mảnh cùng loại hư vô mở ảo chi địa. Đương Lý Thanh Dương bọn người lấy linh hồn thể hiện ra, thấy rõ nội bộ hết thảy, cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Lịch luyện tháp hết thảy 9 tầng, mỗi tầng đều giống như nhất cái không gian độc lập, bởi vì lịch luyện phong cách khác biệt, huyễn hóa ra tràng cảnh cũng khác biệt. Xác thực nói, mỗi cái tháp lâu đều hàm ẩn huyền cơ, chưa hẳn từ ngoại giới nhìn chỉ có 20 mét. Lý Thanh Dương bọn người dẫm tại một cái hình tròn trên bệ đá. Nhị sư huynh, tô tiểu mạt quan sát đến bốn phía nói, nơi này thấu phát khí tức khá là quái dị nha. Lý Thanh Dương ngưng trọng nói, nếu là lịch luyện tháp, khẳng định sẽ có nguy hiểm, đại gia nhất định phải cẩn thận. Ừm, đám người vội vàng tới gần, nhưng cũng biến thành cẩn thận. Nhưng vào lúc này, nặng nề thanh âm vang lên, 53 tên đệ tử, tập thể khiêu chiến lịch luyện tháp tầng thứ nhất. Bắt đầu, dạ tinh thần thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, trưởng môn khiêu chiến thành công, cực kỳ chật vật từ bên trong đi tới, hắn khẳng định không dám khinh thường. Tất cả mọi người nghiêm túc, làm xong lịch luyện chuẩn bị. Oanh, cao chừng vài mét bệ đá đột nhiên hạ xuống, cuối cùng cùng mặt đất ngang hàng. Hô hô, quỷ dị gió thổi đi qua, thấu phát nặng nề khí tức đi, Lý Thanh Dương trước một bước mà đi, đồng thời điều động trong khí xoáy linh năng, làm được toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiêu tội kỳ cùng tô tiểu mạt mấy người cũng đem linh lực bộc phát, một khi có đột phát tình huống xuất hiện, có thể kịp thời đáp lại. Bầu không khí trở nên nghiêm túc lên, theo mỗi đi một bước, thiết cốt phái đệ tử tinh thần cũng đi theo căng cứng. Hô hô, nhưng vào lúc này, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng, tựa như cuồn cuộn nước sông từ cuối cùng cuốn tới. Xoát, xoát, tiêu tội kỳ cùng Lý Ngọc Hoa trước tiên tế ra kiên thiết thuẫn, Mặc dù là linh hồn thể, nhưng không gian giới chỉ thậm chí đồ vật bên trong cũng bị linh hồn hóa, có thể trực tiếp sử dụng. Bất quá, tế ra tấm chắn cũng hiện lên lưu quang hóa. Có máy chiếu 3D y tứ, vây tại một chỗ, Lý Thanh Dương đem kiên thiết thuẫn tế ra thời điểm uống. Xoát, xoát, hơn 50 tên đệ tử dựa vào, trốn ở mấy tên sư huynh sau lưng. Hô hô, khí lãng cuốn tới, ngay từ đầu hoàn nhìn xem giống băng đằng nước sông, rất nhanh lại hóa thành kinh đào hải lãng vượt trên tới. Dựa vào tấm chắn, căn bản ngăn không được. Tô Tiểu Mạt khóe miệng co giật nói, sư huynh, không ổn nha. Tránh, Lý Thanh Dương nói, vừa dứt lời, tựa như dâng lên cao mấy chục mét kinh đào hải lãng hung hăng áp xuống tới. Đây không phải là thủy, cũng không phải lực lượng, tựa như sương mù một dạng từ đám người quanh thân lộng hành quấy rối mà đi. Cái này, Lý Thanh Dương khóe miệng giật một cái, mình cùng các sư đệ biểu hiện như lâm đại địch, kết quả chỉ là một đoàn khí lãng, cái này có chút lúng túng. Làm ta sợ muốn chết, Tô Tiểu Mạt vỗ ngực từ tấm chắn đằng sau đi tới, nhưng sắc mặt đột nhiên ngốc trệ, bởi vì giơ chân lên đến rơi xuống đất, lộ ra phi thường chậm chạp. Nhị sư huynh, hắn cả kinh nói, thân thể của ta hảo cứng ngắc. Ta cũng vậy, Lý Phi chậm chậm đi tới, dạng như vậy giống đang nhảy máy móc múa. Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỷ bọn người riêng phần mình tản ra, đồng dạng động tác cứng ngắc, bước đi liên tục khó khăn. Chậm chạp chi lực, giả dạ tinh thần sắc mặt nghiêm túc nói, đời trước của hắn, biết có một loại lực lượng, có thể thả chậm võ giả tốc độ, Chờ chút, không chỉ là chậm chạp, đám người dần dần cảm nhận được, như có một cỗ vô hình lực lượng đè ở trên người, dần dần tăng thêm. Đây là, giả dạ tinh thần trầm giọng nói, trọng lực. Bên ngoài, quân thường tiếu nói, tầng thứ nhất lịch luyện là nhục thân trọng lực khảo nghiệm, hội căn cứ võ tu thực lực, tiến hành khác biệt trình độ tăng thêm, ta những bảo bối này các đệ tử, có thể vượt qua nửa canh giờ sao. Hệ thống nói, nhận hạn chế môn phái kiến thiết, tầng thứ nhất trọng lực hệ thống bất quá gấp 10 mà thôi, bọn hắn phục dụng tố tạo đan cùng cơ nhục tố tạo phòng tố tạo, hẳn là có thể kháng đi qua. Nói như vậy, lịch luyện tháp tầng thứ nhất trọng lực chính là tố tạo phòng thăng cấp bản rồi. Quân Thường thiếu nỉ non nói, hệ thống nói có thể cho rằng như vậy, đương nhiên, lại bổ sung, nửa canh giờ chỉ là quá quan tiêu chuẩn, chỉ có tiếp tục thời gian dài hơn mới có thể làm đến tốt hơn nhục thân rèn luyện. Ta minh bạch, Quân Thường thiếu nói, hắn mặc dù chỉ rèn luyện nhất giờ, nhưng cũng cảm nhận được nhục thân có rõ ràng biến hóa. Nếu như không phải có việc, khẳng định sẽ ở bên trong tu luyện mấy giờ hệ thống nói, đừng tìm lấy cỡ, ngươi chính là gánh không được, mệt tinh bị lực tẫn mới ra ngoài. Ngươi một ngày không đả kích ta, có phải hay không toàn thân khó chịu? Đúng, đi ngươi đại gia, lịch luyện tháp tầng thứ nhất, hơn 50 tên đệ tử vốn đang có thể chậm chạp hành động, theo gấp 10 trọng lực triệt để bộc phát, từng cái đứng ở nguyên địa, thần sắc hiện lên giữ tận hình. Bọn hắn hiện tại cảm giác là, trên vai tựa như khiêng nhất toàn nặng nề đại sơn, thân thể cơ bắp cũng bị lực lượng nào đó điên cuồng đè ép, quả nhiên là cực kỳ thống khổ nhị sư huynh tô tiểu mặt sắc mặt càng thêm dữ tợn lưng có chút cúi xuống thống khổ nói được thật nặng lý thanh dương cũng không chịu nổi nhưng chỉ là sắc mặt dữ tợn thân thể còn có thể thẳng tắp nói cái này hẳn là tầng thứ nhất lịch luyện mọi mọi người đều chịu đựng đính là có thể chịu đựng dù sao tiến đến đệ tử trừ lục thiên thiên ngoại đều trải qua tố tạo phòng tố tạo chỉ là trọng lực mang tới áp lực so dùng loạn quyền cuồng nện nghiêm trọng nhiều bọn hắn lo lắng khiêng không dài Nhắc tới cũng kỳ, lục thiên thiên không có trải qua tố tạo phòng tố tạo, tiếp nhận gấp 10 trọng lực nhưng cũng có thể đứng thẳng người. Đó là bởi vì nữ nhân này đem linh năng hội tụ quanh thân, đang cùng trọng lực chống lại. Lịch luyện tháp tầng thứ nhất hệ thống trọng lực, căn cứ mỗi tên đệ tử Tu Vi đến tiến hành gấp 10 trọng lực tăng ép, cho nên Tu Vi càng mạnh, tiếp nhận trọng lực liền càng cao. Lục thiên thiên thực lực không rõ, chắc chắn sẽ không yếu, cho nên cùng trọng lực chống lại hơn 10 phút, cái chán cũng bắt đầu hội tụ mồ hôi. Nàng cái này không tệ, nhìn xem Lý Thanh Dương cùng Tô Tiểu Mạt bọn người, hơn 10 phút chống được đến, từng cái mồ hôi đầm đìa, thần sắc dữ tợn, xem xét liền rất sảng khoái. Có nhân biểu hiện rất bình tĩnh, nhất cái là Tiêu Tội Kỳ, nhất cái là giả Tinh Thần. Tiêu Tội Kỳ nhục thân nhất trực liền rất mạnh, tiếp nhận hơn 10 phút trọng lực rèn luyện, cũng vẻn vẹn biểu lộ khẽ biến. Giả Tinh Thần nhục thân mặc dù không có rèn luyện đến cực hạn, nhưng con hàng này bật hách vận chuyển thái huyền chân kinh, có thể tạm thời cùng gấp 10 trọng lực so chiêu một chút. Cứ như vậy, 53 tên đệ tử đều bị đặt ở tầng thứ nhất. Ngoại trừ số rất ít người bất ngờ, đại bộ phận bị ép bắt đầu cúi người. Thời gian tiếp tục đi, 30 phút về sau, những cái kia nhập môn muộn, nhục thân tố tạo kém xa sư huynh đệ tử, đã ngồi xổm xuống, sắc mặt dữ tợn cực hạn. Không được, phù phù, thôi bất kiện gánh không được, trực tiếp bị ép nằm dạp trên mặt đất, linh hồn thể, bành, nhất thanh bạo tạc, trong nháy mắt tiêu thất tại tầng thứ nhất. Thôi bất kiện, khiêu chiến thất bại, bành, bành, Vài phút thời gian bên trong, lần lượt có mấy tên đệ tử khó có thể chịu đựng gấp 10 trọng lực ngã trên mặt đất, thân thể bạo tạc đào thải. Bọn hắn cũng không chết, mà là linh hồn trở về bản thể. Bất quá, một lần nữa trưởng khống nhục thân về sau, thuận thế co quắp trên mặt đất lật lên mí mắt, phun bọt mép, thân thể kịch liệt co quắp. Bốn chữ hình dung khít khao nhất vô cùng thê thảm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 211, còn sống, thật tốt đệ tử có thể tùy ý tiến vào lịch luyện tháp đi khiêu chiến, nhưng nếu như khiêu chiến thất bại, sẽ có trừng phạt. Tỷ như thôi bất kiện bọn người, bọn hắn giờ phút này có quắp trên mặt đất miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, kinh lịch lấy nhục thân cùng trên linh hồn song trọng trừng phạt. Tư vị kia, khẳng định không dễ chịu. Ai, nghe được lần lượt có đệ tử bị đào thải, quân thường thiếu lắc đầu, nói, những đệ tử này vẫn là khuyết thiếu rèn luyện, nhất định phải hung hăng luyện, điên cuồng luyện. Hắn đã nghĩ kỹ, sau đó, môn phái đệ tử nhất định phải toàn bộ đạt tới thông qua tầng thứ nhất trọng lực khảo nghiệm nửa canh giờ. Hệ thống nói, khó khăn, khó khăn, mới có tính khiêu chiến. Quân thường tiếu nói, nhưng vào lúc này, nặng nề thanh âm vang lên lần nữa, Lý Thượng Thiên, khiêu chiến thất bại. Tên đệ tử này cùng Long Tử Dương bọn người cùng một chỗ nhập môn, về sau được an bài cho tế vũ đường, chủ tu thân pháp, nhục thân thượng hơi yếu một chút. Nói thật, đã rất tốt, cái này muốn đổi làm môn phái khác đệ tử, đi vào thập phút liền phải đào thải một mảng lớn thời gian tiếp tục đi, rất nhanh đạt đến 40 phút. Trong lúc đó, lần lượt có đệ tử bị đào thải, tầng thứ nhất còn thừa nhân số vì 33 danh. Những đệ tử này, phần lớn là nhóm đầu tiên nhập môn, nhục thân tố tạo thượng mạnh phi thường, cho nên còn có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Đương nhiên, nhóm thứ hai nhập môn Long Tử Dương cùng Lý Ngọc Hoa còn tại ngạnh kháng. Lý Ngọc Hoa trải qua tiêu tội kỳ huấn luyện đặc thù, còn có thể chống đỡ xuống dưới, nhưng Long Tử Dương đã là nỏ mạnh hết đà. Không được, không thể đổ hạ, ta muốn chống đỡ xuống dưới, ta phải trở nên mạnh hơn. Cường đại nghị lực trèo chống Long Tử Dương, để hắn từ đầu đến cuối đẻ nén hàm răng, hiện lên nửa ngồi hình, lộ ra bên ngoài cơ bắp gân xanh tuôn ra. Thời gian một chút xíu đi, từ 40 phút bước vào hơn 50 phút, khoảng cách khiêu chiến thành công, cũng chỉ sai vài phút mà thôi. Long Tử Dương cùng Lý Ngọc Hoa còn tại đau khổ trèo chống, còn tại bảo vệ nhóm thứ hai nhập môn đệ tử tôn nghiêm. Về phần Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỷ bọn người, khẳng định cũng có thể chống đỡ xuống dưới, bất quá, trọng lực mang tới tra tấn, xa xa mạnh hơn tố tạo phòng. Nhịn xuống, nhịn xuống, làm ở đây duy nhất nữ đệ tử, lục thiên thiên còn tại kiên trì, nhưng lông mày nhíu chặt, thừa nhận trọng lực mang tới thống khổ lộng hành quấy rối Giả dạ tinh thần cũng không chịu nổi, nhưng làm võ đế, sao lại thua ở chỉ là gấp 10 trọng lực hạ. Vạm vỡ nhất không ai qua được tiêu tội kỷ, bởi vì toàn trường 33 tên đệ tử chung, chỉ có hắn có thể thẳng tắp thân thể, đi dùng nhục thân cùng trọng lực chống lại. Nói đùa, thiết cốt phái đệ nhất trùm ten cơ, há lại chỉ là hư danh. Tới đi, tới đi, để bão tố tới mãnh liệt hơn đi, tiêu tội kỳ thần sắc dư tận ở trong lòng gầm thét, muốn đem nhục thân rèn luyện cực hạn suy nghĩ cũng càng thêm mãnh liệt. Đinh, sơ qua, vài phút đi đến, tầng thứ nhất chuyển đến tiếng vang lanh lành, sau đó vang lên nặng nề thanh âm, 33 tên đệ tử, khiêu chiến thành công. Hiu, một nháy mắt, hư vô mờ mịt chi địa phía trước, bầy biện ra hướng tầng thứ hai cầu thang. Khiêu chiến thành công đệ tử, có thể tiến về tầng thứ hai, muốn giữ lại đệ tử, có thể tiếp tục tiếp nhận trọng lực lịch luyện, nghĩ đi xuống đệ tử có thể ở trong lòng mặc niệm rời đi. Nặng nề thanh âm vang lên bên tai mọi người, phù phù, phù phù, vừa dứt lời, ngạnh kháng một canh giờ long tử dương, Lý Ngọc Hoa bọn người thở dài một hơi, cùng nhau bị đặt ở trên mặt đất, trong lòng ngao gào to, không chơi, ta muốn rời khỏi. Hưu, hưu, trong khoảnh khắc, đám người linh hồn thể tiêu tán, trở về bản thể, thân thể lập tức lắc lư, mặc dù không giống tôi bất kiện như vậy ngã xuống đất sùi bọt mép, nhưng kinh lịch nhất giờ gấp 10 trọng lực, toàn thân bùn rùn, hai chân tựa như rót thủy ngân, căn bản không nhấc lên nổi. Một khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, trưởng môn khiêu chiến sau khi thành công vì là gì thảm như vậy. Không phải các đệ tử đều từ bỏ, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỳ bọn hắn còn tại ngạnh kháng trọng lực, dù sao, đây là rèn luyện thân thể cơ hội tốt. Lục Thiên Thiên cũng không có thượng tầng hai cùng rời đi dự định. Cứ như vậy, bảy tên nội môn đệ tử tiếp tục tại tầng thứ nhất tiếp nhận nhục thân rèn luyện lý phi cùng điền thất hai người tiếp nhận nửa giờ thực sự khiêng không hạ mặc niệm rời đi bị truyền tống ra ngoài tô tiểu mạt mạnh hơn bọn họ điểm nhưng chỉ nhiều thập phút liền rời đi ba người vịn môn hai chân run rẩy lần lượt đi ra sau đó tựa như bùn nhão nằm trên đồng cỏ cố gắng hô hấp lấy không khí mới mẻ để bọn hắn dâng lên một cái ý niệm trong đầu còn sống thật tốt ngồi ở bên cạnh quân thường tiếu cười nói thoải mái sao Ba người kém chút nhịn không được khóc lên, thật là đáng sợ, quá kinh khủng, đánh chết cũng không thể tái đi vào chơi. Lê Lạc Thu nỉ non nói, còn thừa lại Lục Thiên Thiên cùng Lý Thanh Dương bốn người bọn họ, không biết lại có thể thành chống bao lâu đâu. Quân Thường Tiếu nói, càng lâu càng tốt, đúng thế, gấp 10 trọng lực lịch luyện, mặc dù rất khủng bố, nhưng chống càng lâu, không thể nghi ngờ đối nhục thân có mạnh hơn rèn luyện. Thân ở tầng thứ nhất bốn người cũng biết, còn tại cắn chặt răng đau khổ gượng chống. Không bao lâu, thời gian đạt tới 2 giờ. Lý Thanh Dương cùng giả tinh thần đầu đầy mồ hôi, từng đầu gân xanh hiển lộ ra, bộ mặt có thể nói dữ tợn. Lục Thiên Thiên chân mày nhíu càng chặt, nhưng lại trèo chống 20 phút sau, liền dâng lên rời đi suy nghĩ, linh hồn trở về bản thể. Như thế đến nay, lịch luyện tháp tầng thứ nhất chỉ còn lại Lý Thanh Dương, tiêu tội kỳ cùng giả tinh thần. Ba người cho dù mọi loại thống khổ, lại không từ bỏ suy nghĩ. Rất nhanh, 3 giờ đi qua, gấp 10 áp lực tựa như vô cùng tận, Lý Thanh Dương cùng giả tinh thần đã hiện lên nửa mùi hình, dạng như vậy tựa như cõng nhất tòa Thái Sơn. Tiêu tội kỳ cũng khom người xuống, nhưng hai chân còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, không có hiện ra nửa mùi hình. Cứ như vậy, lại qua nhất giờ, Lý Thanh Dương cùng giả tinh thần rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được, tuần tự dâng lên rời đi suy nghĩ. Hai người khiêu chiến thời gian, dừng lại tại 4 giờ, dùng tinh vẫn đại lục thời gian tính vì hai canh giờ. Hô, Lý Thanh Dương vịn môn trước một bước đi tới, hai chân run rẩy kịch liệt, ẩn ẩn có sắp ngã xuống khả năng. Nhưng, ghê tởm, dạ tinh thần cũng đỡ môn ra tới, trong lòng không cam lòng thầm nghĩ, bản đế nếu vẫn kiếp trước thân thể, hoàn toàn có thể đỉnh lấy trọng lực ở bên trong bước đi như bay. Còn thừa lại tội kỳ một người, quân thường thiếu nỉ non nói, có thể chống đến ăn cơm chưa sao. Lịch luyện tháp tầng thứ nhất, chỉ còn lại tiêu tội kỳ một người. Hắn giờ phút này hai chân uốn lượn, thân thể cũng cong xuống đến, nhưng vẫn đang cắn răng ngượng trống, cả khuôn mặt vặn vẹo đến dọa người. Nhưng là, nhục thân trung quy có cực hạn, tại ngạnh kháng sau hai canh giờ dưới, rốt cục đạt tới cực hạn, chỉ có thể dâng lên rời đi suy nghĩ, sau đó linh hồn trở về bản thể. Đệ tử khiêu chiến kết thúc, tiêu tội kỳ lấy hai canh giờ dưới, trở thành lịch luyện tháp tầng thứ nhất người giữ kỷ lục. Nặng nề thanh âm vang lên, quân thường thiếu thần sắc kinh ngạc nói, ta vừa rồi người chọn đầu tiên chiến thành công, làm sao không có ghi chép. Hệ thống nói, túc chủ tiếp nhận nhất giờ, lại không tiếp tục khiêu chiến, lại nói, đây là khích lệ đệ tử khác dùng ghi chép, người nhất cái trưởng môn đi theo xem náo nhiệt gì. Cũng thế, quân thường tiếu nói, ta đường đường đứng đầu một phái, để ý loại này ghi chép làm gì chứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 212, lịch luyện qua đi, tăng lên rõ rệt. Hơn 50 tên đệ tử tiến vào lịch luyện tháp, khiêu chiến thành công hơn 30 người, ngạnh kháng đến sau cùng là tiêu tội kỷ, cũng đem ghi chép dừng lại tại hai canh giờ rưỡi. Cái này rất bình thường, từ gia nhập môn phái đến nay, tiêu tội kỷ đi chính là cường hóa nhục thân lộ tuyến, tại lịch luyện nhục thân tầng thứ nhất, cười đến cuối cùng hợp tình hợp lý. Về phần tầng thứ hai lịch luyện, khiêu chiến thành công đệ tử không ai đi lên, bởi vì gượng chống gấp 10 trọng lực về sau, từng cái tinh bị lực tấn. Lịch luyện tháp tầng thứ nhất vì nhục thân rèn luyện, huyễn hóa ra cùng loại linh hồn hình thái, trên thực tế chính là dựa theo đệ tử thân thể tiến hành trăm trăm đến mô phỏng. Trọng lực áp chế xuống, nhục thân mang tới thống khổ, trở về bản thể về sau, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được. Như vậy, vì là gì để này chủng loại dường như linh hồn hình thái, đi thay thế chân chính nhục thân rèn luyện. Bởi vì không phải các đệ tử đều có cực mạnh nhục thân, nếu như lấy bản tôn chi thể đi chống lại gấp 10 trọng lực, rất có thể sẽ trực tiếp bị ép vẫn lạc. Về phần tầng 2, 3 tầng lịch luyện, lịch luyện phương thức khác biệt, khẳng định càng thêm hung hiểm vạn phần. Ngô phỏng đệ tử thân thể, lấy linh hồn hình thái đi lịch luyện, dù là khiêu chiến thất bại, cũng đơn giản chính là bị phạt. Đây chính là Lịch Luyện Tháp, một loại có thể để đệ tử phòng ngừa thương vong, đồng thời lại có thể làm được toàn phương vị rèn luyện chỗ tu luyện. Hô, ngoài tháp, Lý Thanh Dương bọn người nằm trên đồng cỏ thở hào hển, cũng có một loại thân thể không thuộc về mình cảm giác. Gấp 10 trọng lực lịch luyện, sao tố tạo phòng thoải mái nhiều. Khiêu chiến thất bại đệ tử, cũng bị tự động đưa ra đến, nằm trên đồng cỏ vẫn là trên mí mắt lật, toàn thân kịch liệt run rẩy. Lịch luyện tháp trong khiêu chiến thất bại mặc dù sẽ không tử vong, nhưng mang tới trừng phạt thì tương đương với tử một lần. Về phần loại này tác dụng phụ, cũng sẽ tiếp tục cả ngày. Hôm sau, quân thường thiếu sớm rời giường, thân thể cảm giác mệt mỏi tiêu tán, nhưng cũng biến thành tinh thần chấn hưng. Hắn nguyên địa nhảy mấy cái nói, cảm giác nhẹ không ít. Đi vào huấn luyện phòng, mang theo linh năng hữu quyền trùng điệp đánh vào máy khảo nghiệm thược, hiện ra lực lượng trị số vì 9 vạn cân. Quân thường tiếu nói, so với hôm qua tăng lên hơn 100 cân lấy hắn tu vi hiện tại cùng nhục thân cường độ, tiến vào tố tạo phòng tố tạo cả ngày, lực lượng tăng lên cơ hồ không có. Tại lịch luyện tháp lịch luyện một giờ, tăng lên 100 cân, tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Hệ thống nói, túc chủ tăng lên không chỉ là lực lượng, còn có nhục thân cường độ, kiên trì bền bỉ lịch luyện xuống dưới, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Quân thường tiếu nói, cái này lịch luyện tháp coi là thật không sai, coi như đem điểm cống hiến toàn soát hết, cũng là ổn chám không lỗ. Lúc trước là cưỡng ép tự an ủi mình, hiện tại là thật cảm thấy giá trị, tiếp nhận càng nhiều thời gian lý thanh dương bọn người sau khi đứng lên đều có người nhẹ như yến cảm giác lực lượng cũng đều khác biệt trình độ đề cao ha 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 lý thượng thiên cùng hai giống như in trên diễn vũ trang nhảy tới nhảy lui nói ta cảm giác ta lập tức nhanh lên thiên rất nhiều lịch luyện qua đệ tử tiến về huấn luyện phòng khảo thí nhìn thấy lực lượng sau khi tăng lên đều mừng rỡ như điên kia lịch luyện tháp đơn giản biêu hãn đi 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 lịch luyện nếm đến ngon ngọt đệ tử tốt vết sẹo quên đau vội vàng đến hậu sơn nhất là tô tiểu mạt cùng lý phi ba người hôm qua nghĩ đến đánh chết đều không chơi kết quả chạy sau so ngoại môn đệ tử đều nhanh bọn hắn có ý tứ là đánh chết đều không chơi chỉ cần đánh không chết vậy liền chơi nhưng mà khi bọn hắn đi vào phía sau núi lịch luyện tháp tầng thứ nhất lưu quang lấp lóe hiển nhiên có nhân nhanh một bước tiến vào ai lý thanh dương tiêu tội Kỳ, giả dạ tinh thần ba người sau khi đứng lên đều không có đi khảo thí liền cảm nhận được nhục thân cường độ cùng lực lượng có tăng lên không nói hai lời tới trước lịch luyện đi một chút, đi vào, két, cửa tháp tự hành mở ra, tô tiểu mạt không chút do so dự đi vào, thân thể dừng lại, lấy mô phỏng ra hình thái leo lên tầng thứ nhất. Điên thất cùng Lý Phi theo sát phía sau, tô tiểu mạt, khiêu chiến lịch luyện tháp tầng thứ nhất. Điên thất, khiêu chiến lịch luyện tháp tầng thứ nhất, Lý Phi, khiêu chiến, đương ba người đứng tại hư vô mờ mịt chi địa, nặng nề thanh âm vang lên, gấp 10 trọng lực trong nháy mắt ép thân, bắt đầu hoàn toàn mới chua thoải mái hành trình. Thôi bất kiện, Lý Thượng Thiên bọn người lần lượt đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tầng thứ nhất liền hội tụ hơn 70 tên đệ tử. Trong đó, có lần thứ nhất tiến hành lịch luyện, đột nhiên tiếp nhận gấp 10 trọng lực, biểu hiện trên mặt lập tức đặc sắc. Bành, vài phút sau, lần lượt có hai tên đệ tử đào thải. Bọn hắn là tân nhập môn đệ tử, không hoàn toàn thích ứng tố tạo phòng tố tạo, liền chạy đến tiến hành trọng lực lịch luyện, khẳng định trực tiếp quy. Ngồi tại ngoài tháp trên tảng đá quân thường thiếu, nỉ non nói, lịch luyện vài phút, suy yếu cả ngày, cái này không phải là lãng phí thời gian a hệ thống nói cho nên túc chủ cần chế định tiến vào lịch luyện tháp yêu cầu ừm quân thường thiếu bắt đầu suy nghĩ kết hợp thôi bất kiện cùng lý thượng thiên đám người biểu hiện cuối cùng quyết định không có ở tố tạo phòng kinh lịch 2 tháng tố tạo đệ tử cấm chỉ nhập lịch luyện tháp hơn nửa canh giờ thân ở lịch luyện tháp hơn 60 tên đệ tử lại bị đào thải hơn phân nửa bất quá lần thứ hai khiêu chiến thất bại đệ tử tại về thời gian muốn so hôm qua chống đỡ lâu một chút điểm điều này nói rõ có tiến bộ trước một bước lịch luyện lý thanh dương ba người thuận lợi vượt qua nửa canh giờ, lần nữa khiêu chiến thành công. Thành công không có nghĩa là kết thúc, bởi vì bọn hắn muốn truy cầu cực hạn nhục thân rèn luyện, cho nên vẫn tại ngạnh kháng gấp 10 trọng lực. Tô Tiểu mặt cùng Điền Thất mấy người cũng tại khiêu chiến cực hạn, hy vọng có thể chống càng lâu. Chỉ cần tiếp tục đệ tử, không ai quan tâm khiêu chiến thành công, chỉ để ý có thể lịch luyện càng lâu, lại hoặc là đi khiêu chiến tiêu tội kỷ lập nên ghi chép. Lịch luyện tháp ghi chép công năng, chính là tại khích lệ đệ tử đi nỗ lực bính bác. Chỉ bất quá, Tô Tiểu mặt bọn người ở tại nhục thân tố tạo thượng, kém sát tiêu tội kỳ điên cuồng, ngạnh kháng một canh giờ sau, khó có thể chịu đựng tự động rời đi. Tầng thứ nhất lại còn lại Lý Thanh Dương, tiêu tội kỳ cùng giả tinh thần ba người. Không thể thua, nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Đình lấy gấp 10 trọng lực giả tinh thần, nắm chặt nắm đấm, trên mặt gân xanh tuôn ra. Làm một tên võ đế, khẳng định có không chịu thua ngông nghênh. Đáng tiếc, đoạt xá trung quy chỉ là đốn củi thiếu niên, nhục thân tố tạo thượng lại so tiêu tội kỳ muộn thật lâu, cuối cùng cùng Lý Thanh Dương cùng một chỗ thua trận. Hai người so với hôm qua nhiều chống đỡ 10 phút, tiến bộ hay là vô cùng rõ rệt. Hô, hô, Lý Thanh Dương cùng giả tinh thần vịn môn đi ra, lần nữa ngồi phịch ở trên đồng cỏ, lần nữa cảm nhận được thân thể không thuộc về mình hương vị. Tiêu tội kỳ còn tại kiên trì, rất nhanh đạt tới 5 giờ, đuổi ngang hôm qua mình sáng tạo ghi chép. Cái này không thể kết thúc, nhất định phải phá tân cao. Chỉ là, gượng chống hơn 10 phút sau, khó có thể chịu đựng trọng lực bất đắc dĩ lui về. Kỳ quái, nhìn thấy tiêu tội kỳ lảo đảo đi ra, quân thường tiếu khó hiểu nói, tội kỳ so với hôm qua chống đỡ thời gian muốn dài, làm sao không có sáng tạo tân ghi chép. Hệ thống nói, tân ghi chép muốn tăng lên nửa canh giờ mới có thể được công nhận. Thì ra là như vậy, quân thường tiếu minh bạch, muốn cho lịch luyện tháp tán thành tân ghi chép, nhất định phải ngạnh kháng đến 3 canh giờ. Cái này không thể nghi ngờ có chút độ khó, mà tiêu tội kỳ lưu lại ghi chép, dù là chính hắn muốn đánh vỡ, cũng không phải một hai ngày có thể làm được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 213, không thể khinh thường lục thiên thiên. Ngày thứ hai, các đệ tử làm qua thể dục buổi sáng về sau, quân thường thiếu tuyên bố, không có ở tố tạo phòng tố tạo 2 tháng đệ tử, cấm chỉ nhập lịch luyện tháp. Không thể thừa nhận tầng thứ nhất trọng lực, đi vào liền quỳ, không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian. Trưởng môn, Lý Thanh Dương nói, huấn luyện phòng tố tạo phòng không nhiều, mấy trăm tên đệ tử an bài không đến, Trước kia còn là trên dưới 100 tên đệ tử thời điểm, tố tạo phòng liền có chút hút hàng, bây giờ 500 tên đệ tử, khẳng định càng khổ cực. Quân thường thiếu trầm tư sơ qua, đi vào huấn luyện phòng, mùa thập đài cơ nhục tố tạo phòng, cũng mệnh lệnh hạ xuống, tố tạo qua 2 tháng trở lên đệ tử, không cần lại đi vào tố tạo. Dạng này, vấn đề liền giải quyết, mặc dù vẫn là rất hút hàng, nhưng ít ra có thể để đệ tử mỗi ngày đi vào tu luyện một đoạn thời gian. Bởi vì linh lực trận tiếp tục tiêu hao, cùng vừa tốn hao mất 200 điểm, quân thường thiếu hiện tại điểm cống hiến chỉ còn lại 100 điểm. Rất bi kịch, rất không có cảm giác an toàn, bất quá, có thể để cho đệ tử mạnh lên, hướng mạnh nhất tông môn rảo bước tiến lên, dù là toàn tiêu hết cũng sẽ không đau lòng vì. Môn phái còn có 497 cái trống chỗ, chưa đầy lại có thể kiếm không ít điểm cống hiến. Quân thường thiếu nỉ non nói, trong lòng của hắn đã có lần nữa mở sân môn, chiều đệ tử dự định. Cứ như vậy, nhục thân không mạnh đệ tử, trước lấy tố tạo phòng tố tạo làm chủ, đạt tới yêu cầu đệ tử tiến vào lịch luyện tháp lịch luyện. Đương nhiên, quân thường thiếu cũng sẽ không nhàn rỗi. Sau khi ăn cơm tối xong, hội một mình tiến vào lịch luyện tháp tầng thứ nhất, triển khai nhục thân thượng chua thoải mái lịch luyện. Tại sao muốn đến tối? Bởi vì đệ tử đều lịch luyện qua, mình đi tiếp nhận trọng lực tạo thành thần sắc dữ tợn, sẽ không bị bọn hắn nhìn thấy. Thân là đứng đầu một phái, muốn thường xuyên bảo trì uy nghiêm. Hai lần lịch luyện, quân thường thiếu rất chân thành, không chỉ có khiêu chiến thành công, hoàn ngượng chống hơn hai canh giờ tại nhục thân cường độ thượng hắn cũng không yếu tại tiêu tội kỳ dù sao mua tố tạo cơ về sau cũng là thường xuyên tố tạo suốt cả đêm hô đây sao trải rộng đêm dưới quân thường tiếu nằm trên đồng cỏ gấp rút hô hấp sắc mặt dần dần triển khai đây là hắn lần thứ ba đi vào lịch luyện gượng chống ba canh giờ mặc dù phá mất ghi chép nhưng bởi vì trưởng môn thân phận cho nên lịch luyện tháp không cho thừa nhận được rồi được rồi ghi chép là cho đệ tử một loại khích lệ mình không cần thiết để ý ừm nhưng vào lúc này quân thường thiếu phát hiện một bộ áo trắng lục thiên thiên trong đêm tối xuất hiện, sau đó đứng tại cửa tháp tiền. Nữ nhân này làm sao không ban ngày lịch luyện, chẳng lẽ phải gìn giữ nhất cái băng lãnh mỹ nữ hẳn là có phong độ sao? Lục thiên thiên phát hiện trưởng môn, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền đứng dậy tiến vào lịch luyện tháp. Hưu, tầng thứ nhất lưu quang lấp lóe, chiếu sáng chung quanh. Nặng nề thanh âm vang lên, lục thiên thiên, khiêu chiến lịch luyện tháp tầng thứ nhất. Quân Thường Tiếu nỉ non nói, nàng không có đi qua Tố Tạo phòng Tố Tạo. Lần thứ nhất có thể chống đỡ mấy giờ, đã tốt vô cùng. Lần này có thể chống đỡ bao lâu? Két từ không gian giới chỉ lấy ra lúc trước mua sắm máy móc đồng hồ bấm dây, bắt đầu vì Lục Thiên Thiên tính toán thời gian. Khoan hãy nói, đổi mới thương thành mua sắm một chút nhìn như vô dụng thương phẩm, có đôi khi thật có thể thể hiện một chút như vậy giá trị tới. Sau một tiếng, nặng nề thanh âm vang lên lần nữa. Lục Thiên Thiên, phiêu chiến thành công. Quân Thường Tiếu không ngoài ý muốn để ý là nữ nhân này có thể hay không đạt tới hai canh giờ rưỡi. Thời gian tiếp tục đi, toàn thân mệt mỏi quân thường tiếu buồn ngủ đột kích, cuối cùng nằm tại bãi cỏ ngủ thiếp đi, trong tay cầm đồng hồ bấm dây thì không ngừng nhảy lên. 4 giờ sau, lịch luyện tháp bên trong truyền đến thanh âm, đệ tử khiêu chiến kết thúc, Lục Thiên Thiên lấy 3 canh giờ, trở thành lịch luyện tháp tầng thứ nhất người giữ kỷ lục. Lần thứ hai lịch luyện, vậy mà phá hết tiêu tội kỳ sáng tạo ghi chép. Đáng tiếc, quân trưởng môn quá mệt mỏi, ngủ như cùng chết heo, căn bản không nghe thấy thanh âm cửa tháp mở ra, lục thiên thiên sắc mặt tái nhợt đi tới. nếu như quân thường tiếu nhìn thấy, lại phải kinh ngạc không thôi, bởi vì gượng chống sau ba canh giờ, nàng lại còn có sức lực hành tẩu. cái này lịch luyện tháp nhục thân lịch luyện, sau so cực hàn lịch luyện trận mạnh hơn không ít. lục thiên thiên nỉ non cũng nhìn thấy nơi xa tiếng ngáy mà lên trưởng môn, treo chống suy yếu thân thể hướng nội viện đi. bất quá đi không có mấy bước dừng lại, sau đó trở về quân thường tiếu trước mặt, trong con người vẫn là băng lãnh một mảnh. Hừng đông về sau, quân thường tiếu đột nhiên mở to mắt, nói ta lại ngủ thiếp đi. Ừm, chuẩn bị, phát hiện trên thân nắp có tấm thảm, di lưu nhàn nhạt mùi thơm. Quân trưởng môn trong nháy mắt đánh giá ra, cái này không chỉ có là nữ nhân mùi thơm, vẫn là lục thiên thiên. Là một lớn tuổi độc thân cầu, vậy mà có thể từ mùi thơm chung đánh giá ra là ai, quả nhiên thiên phú dị bẩm a. Đem tấm thảm chồng quân thường tiếu nỉ non nói, còn biết quan tâm chính mình cái này trưởng môn, quả nhiên nhân lạnh tâm không lạnh đâu. Lại nói, nữ nhân kia chống bao lâu quân thường tiếu vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía lịch luyện tháp chỉ thấy tầng thứ nhất phía trên viết có người giữ kỷ lục lục thiên thiên thời gian ba canh giờ giát thân sắc sững người nữ nhân kia phá hết ghi chép làm qua thể dục buổi sáng ăn xong điểm tâm về sau lý thanh dương bọn người tiếp tục đến lịch luyện tháp lịch luyện khi thấy tầng thứ nhất ghi chép bị lục thiên thiên phá mất từng cái ngây ra như phỗng ông trời ơi tô tiểu mặt cả kinh nói hôm qua đều không gặp đại sư tỷ tiến đến lúc nào đem tiêu sư đệ ghi chép phá hết. Tiêu tội kỳ gãi gãi đầu, bội phục nói, đại sư tỷ thật lợi hại. Hắn hôm qua lần thứ ba lịch luyện, chỉ so với lần thứ hai nhiều chống đỡ hơn 20 phút, dựa theo loại nhịp điệu này, đạt tới ba canh giờ chỉ ít cần mấy ngày. Nữ nhân kia quả nhiên không đơn giản, giả tinh thần thầm nghĩ, tại tử vong cốc thi triển ra băng hệ thuộc tính, liền để hắn rất kinh ngạc, bây giờ ngạnh kháng ba canh giờ, thực lực không thể khinh thường. Lục thiên thiên thân là nữ lưu hạng người, chiếm cứ lịch luyện tháp tầng thứ nhất ghi chép, để rất nhiều nữ đệ tử mừng rỡ không thôi. Các nàng lúc đầu có chút không dám tiến vào, nhưng ở đại sư tỷ ghi chép khích lệ một chút, cuối cùng bước vào lịch luyện tháp. Lập chí muốn trở thành võ giả, chứng minh ai nói nữ tử không bằng nam lăng nguyên tuyết cũng tiến vào, mặc dù không thể khiêu chiến thành công, nhưng ít ra có dũng khí. Cứ như vậy, theo lục thiên thiên ghi chép sinh ra, nam đệ tử không chịu thua, càng thêm điên cuồng lịch luyện, nữ đệ tử nhận cổ vũ cũng lớn mật tu luyện. Toàn bộ thiết cốt phái, tu võ chi phong càng thêm nồng đậm. Đứng tại lịch luyện tháp ngoại, nhìn xem các đệ tử ra ra vào vào, thấu phát một cỗ ta muốn trở nên mạnh hơn, khí thế, quân thường tiếu hiện ra vui mừng mỉm cười tới. Ban đêm, hắn không tiến vào lịch luyện, đang chờ lục thiên thiên. Quả nhiên, đại khái tại lúc rạng sáng, nữ nhân kia khoan thai tới chậm. Uy, ngồi tại trên tảng đá quân thường tiếu, hô, đã chế thế như vậy không đi ngủ cảm giác, còn tới lịch luyện. Lục thiên thiên nói, trưởng môn không phải cũng không ngủ a à quân thường tiếu đem tấm thảm lấy ra nói đây cũng là ngươi a à. trưởng môn đưa ta nhất cái vòng tay ta đưa trưởng môn nhất cái tấm thảm lục thiên thiên nói quân thường tiếu im lặng nói bản tọa đưa thế nhưng là băng hệ vòng tay người đưa nhất cái tấm thảm lúc này tặng cũng quá giá rẻ đi lục thiên thiên trầm mặc tại tử vong cốc mang lên băng hệ vòng tay thời khắc đó nàng liền ý thức được trưởng môn đưa vòng tay ẩn chứa băng hệ chi lực có thể tăng lên mình băng hệ cường độ nếu không không có khả năng phong ấn hỏa long thú 4 năm hơi thở thời gian. Lục Thiên Tiên nói, lịch luyện tháp hẳn là một loại cao cấp bậc trí bảo, trưởng môn có thể phân ra nam nữ lịch luyện khu sao. Quân thường tiếu làm sơ cân nhắc, nói có thể là có thể. Bất quá, hắn đi tới nói, hôm nay trước tiên cần phải cùng bản tọa đi vào chung lịch luyện. Lục Thiên Tiên lông mày hơi nhíu, quân thường tiếu nói, bản tọa chỉ là muốn nhìn một chút, người cái này đại đệ tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào nhục thân, có thể phá mất ghi chép. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 214, quân thường tiếu suy luận, lịch luyện tháp tầng thứ nhất, quân thường tiếu sắc mặt dữ tợn đang chịu đựng gấp 10 trọng lực. Hắn tiến đến đã hai canh giờ, mặc dù so hai lần trước nếu có thể thích ứng điểm, nhưng tư vị vẫn là không dễ chịu. Tương phản, đứng ở bên cạnh lục thiên thiên, cho mày, cái chán treo mồ hôi, nhưng nhìn lại nhẹ nhõm nhiều. Một khắc này, quân thường tiếu rốt cuộc minh bạch, nàng vì là gì đối tố tạo phòng không hứng thú, nguyên lai nhục thân đã rất mạnh, không cần thiết lại đi tố tạo. Tuổi không lớn lắm, tu vi cao thâm, còn có đặc thù băng hệ, cái này đại đệ tử coi là thật không đơn giản nha. Thiên thiên, quân thường tiếu đỉnh lấy trọng lực, khó nhọc nói, ngươi. Đến cùng lai lịch gì? Lục thiên thiên nói, ta không lai lịch, không lai lịch, có quỷ mới tin, quân thường tiếu nói, ngươi có được thánh phẩm linh căn, còn có băng hệ thuộc tính, hẳn là xuất thân đại gia tộc đi, Lục thiên thiên thần sắc khẽ giật mình, thầm nghĩ, hắn làm sao biết ta linh căn. Mua sắm huyễn quang mực cảnh về sau, trong môn phái trừ chu hồng bên ngoài, chỉ có quân trưởng môn có muốn hay không nhìn, không có không biết. Đương nhiên, quân thường tiếu lại nói, có lẽ đến từ đại tông môn đi. Nghe được, đại tông môn, ba chữ, lục thiên thiên ánh mắt hơi có lắc lư. Mặc dù nữ nhân này rất tốt che giấu đi qua, nhưng vẫn là bị quân thường tiếu bắt được, thế là thầm nghĩ, xem ra, nữ nhân này thật đến từ đại tông môn. Thánh phẩm linh căn, tuyệt đối tam lưu tông môn cất bước, nàng nếu là đại tông môn trong người, tại sao lại đi vào thanh dương quận, gia nhập mình cái này bất nhập lưu môn phái đâu. Một khắc này, hôm cùng cô nan phụ thể, quân trưởng môn bắt đầu tiến hành đốt não suy luận, cuối cùng cho ra kết luận là mình quá đẹp trai, trong lúc vô tình bị nàng phát hiện, không tiếc thoát ly đại tông môn cũng muốn đầu nhập vào thiết cốt phái. Suy luận rất có logic, cũng rất kín đáo, ai có thể lấy ra mau bệnh đến đâu. Lục Thiên Thiên nói, ta sửa tình, trưởng môn vẫn là không muốn biết cho thỏa đáng. Quân thường Tiếu nói, người hẳn là tại đại tông môn làm sự tình gì, chỉ có thể bị ép rời đi, gia nhập thiết cốt phái cũng là vì tị nạn. Chính mình nói rất rõ ràng, hắn còn muốn suy đoán. Gặp nữ nhân này trầm mặc, quân thường Tiếu nói, xem ra, bản tọa đoán 89 phần 10. Lục thiên thiên không nói nữa, đem tâm thần đặt ở chống lại trọng lực bên trên. Quân thường Tiếu nói, một ngày là ta thiết cốt phái đệ tử, cả một đời là ta thiết cốt phái đệ tử, nếu có cửu gia tìm tới cửa, bản tọa sẽ vì ngươi làm chủ. Lục Thiên Thiên nhìn xem hắn, nói: "Nếu như ta cừu ra là võ hoàng, là võ thánh, trưởng môn có thể vì ta làm chủ sao?" "Võ hoàng, võ thánh, nữ nhân này cừu ra mạnh như vậy, Lục Thiên Thiên nói, trưởng môn vẫn là đem tâm tư đặt ở phát triển môn phái lên đi, ta sửa tình, chính ta hội xử lý." "Lục Thiên Thiên, nghe cho kỹ, quân thường tiếu đem hơi uốn lượn thân thể nhô lên đến, nói: "Cừu ra của ngươi dù là cao cao tại thượng võ đế, thân là thiết cốt phái trưởng môn, cũng đều vì ngươi làm chủ." Lời nói này âm vang hữu lực, nói phi thường cường thế. Nhưng ở gấp 10 trọng lực dưới, vốn hẳn nên rất nghiêm nghị mặt, lại vẫn hiện lên giữ tận hình. Lục thiên thiên ngạc nhiên, phù phù, bởi vì nói chuyện phân tâm, quân đại trưởng môn ngã trên mặt đất, linh hồn thể sắp vỡ nát lúc, vội vàng dâng lên rời đi suy nghĩ. Lục thiên thiên đứng ở tầng thứ nhất, bên tai quanh quẩn trưởng môn mới vừa nói câu nói kia. Sơ qua, khóe miệng lần đầu tiên hiển hiện một vòng mỉm cười, cái này băng sơn nữ nhân, lại cười vốn là tướng mạo bất phàm lục thiên thiên, cười lên dáng vẻ coi là thật có thể dùng nhất tiếu khuynh thành, lại cười khuynh nhân quốc để hình dung. Đáng tiếc, vị môn đi ra quân trưởng môn không thể mắt thấy. Hôm sau, tại quân thường tiếu ý niệm thao túng dưới, lịch luyện tháp tầng thứ nhất bị chia cắt thành hai cái khu vực. Nhất cái cho nam đệ tử lịch luyện, nhất cái cho nữ đệ tử lịch luyện. Nữ đệ tử khu tu luyện, quân trưởng môn hoàn cố ý phân chia ra hơn 20 cái không gian độc lập, để các nàng có thể đơn độc huấn luyện. Không có cách, nữ hài tử hoặc nhiều hoặc ít sẽ để ý trang dung, tiếp nhận trọng lực mang tới không tốt hình tượng bị nhìn thấy, khẳng định sẽ ảnh hưởng trạng thái. Quả nhiên, tách ra về sau, sớm nhất một nhóm gia nhập môn phái nữ đệ tử, tại độc lập khu vực bên trong, không có kỵ gì đi tiếp nhận gấp 10 trọng lực, lần lượt có nhân thuận lợi khiêu chiến thành công. Lăng nguyên Tuyết tiến bộ cũng rất rõ ràng, từ thoạt đầu hơn 30 phút tăng lên tới 50 điểm nhiều phút, khoảng cách khiêu chiến thành công cũng sắp. Không có bị đặc thù yêu đãi các nam đệ tử, hoàn toàn như trước đây đứng tại tầng thứ nhất, sắc mặt dữ tợn như là như ma quỷ tại gượng trống. Cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm tiểu thịt tươi, chỉ cần có thể để nhục thân cùng lực lượng đạt được tăng lên, coi như mỗi ngày vặn trông ngóng khuôn mặt bọn hắn cũng vui vẻ. Có lịch luyện tháp về sau, Lý Thanh Dương bọn người tạm thời từ bỏ tu luyện linh lực, lấy rèn luyện thân thể làm chủ, dù sao cơ sở đánh vững chắc, đối về sau võ đạo hội có sự giúp đỡ to lớn. Đời trước thua thiệt qua giả tinh thần, càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên chỉ cần ngày thứ hai khôi phục lại, liền biết ngựa không dừng vó đi lịch luyện nhục thân. Một thế này, chỉ cần đánh thật kiên cố nhục thân, đại thành võ đế về sau, phá toái hư không chắc chắn dễ như trở bàn tay. Đình lấy gấp 10 trọng lực dạ đế, ánh mắt lấp lóe mãnh liệt quang trạch, cũng cuối cùng chống đỡ lấy hắn, chịu tới hai canh giờ rưỡi. Còn chưa đủ, còn có ba canh giờ chờ lấy đi siêu việt. 10 ngày sau, thiết cốt phái đệ tử kinh lịch lịch luyện tháp tầng thứ nhất thí luyện về sau, đại đa số có thể làm được gượng chống nửa canh giờ nhất là Lý Thanh Dương mấy tên nội môn đệ tử, vượt qua nửa canh giờ cũng vẻn vẹn nhíu mày. Thời gian dài lịch luyện, để bọn hắn đã rất tốt thích ứng gấp 10 trọng lực, nhưng muốn có cao hơn tăng lên, chỉ có không ngừng đột phá cực hạn. Lý Thanh Dương, giả tinh thần cùng tiêu tội kỳ triệt để mê luyến gấp 10 trọng lực, tâm vô bằng đốc rèn luyện thân thể. Tô Tiểu Mạt cùng Lý Phi bọn người đuổi theo vô vô vọng, cân nhắc muốn hay không leo lên tầng thứ hai. Trước kia bọn hắn liền có đi suy nghĩ, nhưng làm sao tiếp nhận sau nửa canh giờ, đã là tinh bì lực tấn, căn bản là không có cách đỉnh lấy gấp 10 trọng lực đi đến cầu thang tiền. Hiện tại mặc dù cũng rất thống khổ, chỉ ít có thể gian nan nhấc chân lên. Đi, Tô Tiểu Mạt nói, đi. Tầng thứ hai, đạp, hắn cùng Lý Phi, điền thất hắn gian dơ lên cước, ngạnh kháng gấp 10 trọng lực đi qua, cũng cuối cùng thông qua cầu thang leo lên tầng thứ hai. Còn tại tầng thứ nhất đau khổ dẫy dụa các đệ tử, ánh mắt dâng lên hâm mộ, cũng thầm nghĩ, mình cũng phải nỗ lực, tranh thủ cùng các sư huynh, leo lên tầng thứ hai hưu lịch luyện tháp tầng thứ hai lấp lóe quang mang tô tiểu mạt khiêu chiến lịch luyện tháp tầng thứ hai lý phi khiêu chiến Điền thất khiêu chiến nhưng mà không có qua vài phút nặng nề thanh âm lại lần nữa vang lên tô tiểu mạt lý phi điền thất khiêu chiến thất bại két hưu 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 cửa tháp mở ra tô tiểu mạt lý phi cùng điền thất bị trực tiếp ném đi ra ba người trên mí mắt lật miệng sùi bọt mép thân thể kịch liệt run rẩy chừng trị bi thảm trình độ xa xa cao hơn đã từng thất bại thôi bất kiện bọn người. T, đang chuẩn bị đi vào rèn luyện thân thể đệ tử, nhìn thấy ba tên sư huynh bộ kia hình dạng, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Tầng thứ hai này, khẳng định kinh khủng để nhân giận sôi a. À. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 215, thủ ngải gia chủ chi mời, đi mở rộng tầm mắt. Lịch luyện tháp tác dụng là toàn phương vị lịch luyện, Tầng thứ nhất lấy trọng lực đè ép nhục thân, từ đó làm được cực hạn rèn luyện. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần lịch luyện nhục thân, còn nói không lên hoàn mỹ, bởi vì gân cốt đồng dạng cần lịch luyện. Thịt là căn cơ, cốt là thừa trọng lương, cả hai kết hợp hoàn mỹ dưới, lầu cao vạn trượng mới có thể đất bằng lên. Như vậy, lịch luyện tháp tầng thứ hai chủ đề chính là lấy tôi cốt làm chủ. Cái này tôi cốt không phải dùng trọng lực đè ép, là lấy đặc thù hỏa diễm rèn luyện xương cốt cùng gân mạch. Tô Tiểu Mạt ba người đi vào tầng thứ hai quanh thân lập tức bị quỷ dị hỏa diễm bao phủ, mấy trăm khối xương cùng từng đầu gân mạch lập tức tiếp nhận điên cuồng rèn luyện. nhục thân rèn luyện chỉ là bị trọng lực đè ép, loại này bị quỷ dị hỏa diễm đốt cháy xương cốt cùng gân mạch mang đến thống khổ, thế nhưng là thực sự đau nhức chia tận xương. trạng thái vốn là không tốt tô tiểu mặt ba người, vội vàng không kịp chuẩn bị bị như thế lịch luyện, chỉ kháng vài phút linh hồn thể liền trực tiếp vỡ nát. tầng thứ hai mang tới trừng phạt, xa cao tầng thứ nhất lấy bọn hắn run rẩy tình huống đến xem không có hai ngày sợ là rất khó khôi phục đứng tại ba người trước mặt quân thường tiếu lắc đầu nói tầng thứ nhất cũng không hoàn toàn thích ứng liền vội vã thượng tầng hai các ngươi lá gan không nhỏ nha cái này hoàn toàn thích ứng rất có giảng cứu không nói làm được bước đi như bay chỉ ít tại ngạnh kháng sau một tiếng có thể mặt không đổi sắc xem ra đến bây giờ còn không có đệ tử có thể đạt tới yêu cầu cho nên muốn tiến về tầng thứ hai là một kiện gánh nặng đường xa sự tình có ba tên sư huynh làm tấm gương, thiết cốt phái các đệ tử thành thành thật thật tại tầng thứ nhất rèn luyện thân thể. Theo dần dần thích ứng gấp 10 trọng lực, tu luyện nửa canh giờ ra tới, cũng không thấy lấy qua thống khổ, có thể như thường lệ đi tu luyện công pháp. Kỳ thật mỗi ngày rèn luyện một giờ, liền đã rất có hiệu quả, trừ phi đi cực đoan hóa, hoàn toàn không cần thiết cùng chết. Lý Thanh Dương ý thức được, không tại truy cầu cực hạn. Mỗi ngày ở bên trong rèn luyện một canh giờ, hoặc là tu luyện dịch cân kinh, hoặc là giúp trưởng môn xử lý môn phái sự vụ. Tô Tiểu Mạt cùng Lý Phi bọn người cũng là như thế. Theo bọn hắn nghĩ, nhục thân rèn luyện chỉ là trong tu luyện một bộ phận, linh lực uẩn dục đồng dạng không thể rơi xuống. Trước tiền cảm xúc tăng vọt, đến dần dần bình ổn, cái này thuộc về bình thường hóa phát triển. Nhưng là, tiêu tội kỳ cùng giả tinh thần còn tại đi cực đoan, mỗi lần rèn luyện ba canh giờ mới coi như thôi. Chỗ tốt như vậy là, nhục thân có thể cường độ cao tăng lên, khuyết điểm là lịch luyện kết thúc hội suy yếu cả ngày. Quân thường tiếu sẽ không đi ngăn cản hai người rất ngắn rèn luyện thân thể, dù sao, đệ tử có quyền lợi lựa chọn mình muốn đi võ đạo chi lộ. Có thể làm, chính là trên đường vì đó hộ giá hộ tống, không bị người khác khi nhục. Võ hoàng võ hoàng không được, võ đế cũng không được. Trong lúc đó, quân thường tiếu đem khai sơn trưởng cùng kết ấn cháo cấp cho xuống dưới, các đệ tử có càng nhiều công pháp có thể học tập. Khai sơn trưởng thuộc về bá đạo trưởng Pháp, linh năng hội tụ nơi tay trưởng, bộc phát ra mở núi phá đá chi lực. Kết ấn cháo thuộc về phòng ngự hình công pháp, lấy linh năng khu động, trước người hình thành lồng phòng ngự. Lưỡng trùng công pháp cấp bậc không cao, về mặt tu luyện cũng tương đối đơn giản, nhưng nghĩ phát huy đến cực hạn, nhất định phải có cảnh giới cao cùng cao lĩnh ngộ đến ủng hộ. Trong thư phòng, quân thường thiếu đem 10 bình thượng phẩm tư chất cải tạo dịch bày ra đến, nói tử vong cốc một nhóm, các người biểu hiện không tệ, thuốc này dịch cầm đi phục dụng đi. Trương Vĩ 10 danh trung phẩm tư chất đệ tử tiến lên, một người cầm một bình tư chất cải tạo dịch. Sau khi phục dụng, linh căn từ đó phẩm tăng lên tới thượng phẩm. Tử vong cốc lịch luyện, Lòng Tử Dương cùng Lý Ngọc Hoa biểu hiện cũng không tệ, nhưng bởi vì nhập môn muộn, quân thường thiếu lựa chọn trước cho lão tư cách đệ tử. Đệ tử không ít, tài nguyên có hạn, cũng chỉ có thể theo nhập môn tuần tự đến cấp cho. Đây rốt cuộc là cái gì dược dịch, uống hết sau cảnh giới cùng tu vi vậy mà lại tăng lên. Thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ trưởng môn cho chúng ta dược dịch là tiên lộ quỳnh tương. Mười tên đệ tử khiếp sợ không thôi, linh căn đề thăng làm thượng phẩm sau bọn hắn, nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, tương lai trở thành nội môn đệ tử khẳng định không chút huyền niệm. Tu vi không thế nào cao, dựa vào tố tạo phòng cùng linh lực trận tiến hành tăng lên, thực lực không tệ tiến vào lịch luyện tháp lịch luyện. Các đệ tử tu luyện hừng hực khí thế, thiết cốt phái hiển nhiên cũng càng ngày càng chính quy hóa, chuyên nghiệp hóa. Đệ tử lịch luyện đạt được giải quyết, bày ở quân thường thiếu trước mặt chỉ có một vấn đề, đó chính là võ đạo tài nguyên. Võ đạo tài nguyên có đan dược, vũ khí cùng linh thạch. Đan dược và vũ khí có thể dựa vào luyện đan các, chú tạo các đến luyện chế, linh thạch liền tương đối khó. Trên thị trường, nhất khỏa linh thạch tương đương một vạn lượng, quân trưởng môn đem toàn bộ thân gia cầm đi hối đoái, cũng nhiều nhất chỉ có thể đổi hơn một ngàn khỏa. Mình dùng để hấp thu có thể, nhưng cung cấp mấy trăm tên đệ tử khẳng định không được. Vẫn là nghèo nha, quân thường thiếu ngồi tại thư phòng, rụi rụi huyệt thái dương. Không có cái này thao đàn hệ thống khóa lại, tự mình một người tại dị giới chậm rãi phát triển tốt bao nhiêu phàn nàn là không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, cho nên quân trưởng môn còn phải nhất định phải nghĩ biện pháp đến kiếm lấy võ đạo tài nguyên. Kỳ thật có lịch luyện tháp, kiên trì bền bỉ tu luyện, các đệ tử khẳng định hội cường đại, kéo theo môn phái cường đại, nhưng hắn nghĩ chính là muốn nhanh. Nhiệm vụ chính tuyến thời hạn chỉ có 100 năm, có thể mau sớm đạt tới, tự nhiên không thể phật hệ. Có thể cho thêm ngải ra một điểm liệu thương đan, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch càng nhiều tài chính. Quân thường thiếu nỉ non nói, hắn không cân nhắc cho thêm tố thể đan, cái đồ chơi này so liệu thương đan nghịch thiên nhiều, nếu như đại lượng bán ra, khẳng định sẽ khiến người khác ghé mắt. Lại nói, đan dược bán nhiều, vạn nhất gặp được dùng qua địch nhân, không phải tương đương với mình cho mình chế tạo cường đại đối thủ A. Trưởng môn, nhưng vào lúc này, Lý Thanh Dương đi tới, nói, ngài gia chủ cầu kiến. Tại sao lại tới, quân thường tiếu nói, mời đến đại điện. Đúng, ngài gia chủ thượng lần tới thời điểm, quân trưởng môn mang đệ tử đi tử vong cốc lịch luyện, cho nên lần này lại đến bái phòng chủ yếu xác nhận một chút có đi hay không tham gia đấu giá hội cái này biết được ý đồ đến về sau quân trưởng môn trầm ngâm sơ qua nói ngài gia chủ bản tọa môn phái sự vụ quá nhiều liền không đi tham gia ngày mai đấu giá hội hắn đối loại này đấu giá thật không hứng thú quân trưởng môn ngài gia chủ đạo lần hội đấu giá này các quận tới cường giả cùng thế lực lớn không ít đi có thể mở mang tầm mắt mà lại hắn ngừng một chút nói tứ lưu diệu hoa cung cung chủ cũng tới Quân thường tiếu kinh ngạc nói, người lần hội đấu giá này đều kinh động tứ lưu tông môn. Ngài gia chủ cười nói, quân trưởng môn, có nghe nói qua rượu hoa cung cung chủ sự tích. Chưa nghe nói qua, quân thường tiếu nói, ngài gia chủ đạo, cái này rượu hoa cung cung chủ cùng quân trưởng môn, tuổi còn trẻ liền thống lĩnh nhất cái tông môn, được vinh dự tinh vực đại lục kỳ nữ. Ồ, quân thường tiếu nói, rượu hoa cung cung chủ là nữ nhân. Không sai, ngài gia chủ đạo, rượu hoa cung từ trước đến nay chỉ lấy nữ đệ tử, là tinh vẫn đại lục số lượng không nhiều nữ lưu tông môn. Có bao nhiêu tuổi trẻ, quân thường tiếu nói, ngài gia chủ đạo, diệu hoa cung cung chủ vừa mới đầy 20 tuổi, tướng mạo xuất chúng, chính là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Ê, quân thường tiếu chân thành nói, ngài gia chủ nhiều lần mời, bản tọa nếu như từ chối, liền có chút bất cận nhân tình. Hắn quyết định đi, không phải là vì nhìn cái gì ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, liền vì mở mang tầm mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 216, đem nguy hiểm sớm bóp chết. Quân thường tiếu đi tham gia đấu giá hội, chủ yếu là vì mở mang tầm mắt, dù sao nhiều cùng tông môn đại lão giao lưu trao đổi, tốt hơn mình ở nhà đóng cửa làm xe. Về phần rượu hoa cung cung chủ, ân, cũng thật muốn nhìn xem đến cùng như thế nào ngàn dặm mới tìm được một, như thế nào đại mỹ nhân. Nam nhân mà, thích xem mỹ nữ rất bình thường. Quân thường tiếu nếu như hiên ngang lẫm liệt nói mình không thích nhìn mỹ nữ, hoặc là cực kỳ dối trá, hoặc là lấy hướng bên trên có vấn đề. Quân trưởng môn ngải gia chủ trước khi đi đưa tới mấy cái không gian giới chỉ nói đây là ngải mẫu gần nhất siêu tập dược liệu đa tạ. Quân thường tiếu nhận lấy về sau ôm quyền đưa tiến nói ngày mai quân mẫu chắc chắn sẽ tham gia đấu giá hội. Ân dược liệu có không gian giới chỉ cũng có cho nên nói loại vật này hoàn toàn không cần đi cố ý mua liếm liếm bao người khác đưa liền đầy đủ dùng ngải gia chủ đưa dược liệu tương đối nhiều quân thường tiếu kéo ra luyện dược các loại luyện chế không ít. Liền trước mắt mà nói, liệu thương đan, tố tạo đan siêu cấp sung túc, khai mạch đan cùng khí toàn đan cũng không ít. Trọng yếu nhất tụ khí đan mặc dù luyện chế hơn 1.000 khỏa, nhưng muốn cung cấp hơn 500 tên đệ tử, có thể nói hạt cát trong sa mạc. Ai, quân thường tiếu thở dài, tài nguyên A, à, tài nguyên, ta quá cần các ngươi. Vào lúc ban đêm, hắn liền thủ đem môn phái sự vụ an bài cho Lý Thanh Dương, sau đó tiến vào lịch luyện tháp lịch luyện hai canh giờ, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm liền lên đường đi đến hồ Dương Thành. Nhưng mà, vừa đi xuống núi, giống như băng khiết tuyết liên lục thiên thiên đứng dưới tảng cây. Quân thường tiếu khó hiểu nói, người tại sao lại ở chỗ này? Lục thiên thiên nói, nghe nhị sư đệ nói, trưởng môn muốn đi tham gia đấu giá hội, ta muốn đi xem náo nhiệt. Cả ngày tại môn phái tu luyện, cũng nên ra ngoài giải sầu một chút mới đúng. Quân thường tiếu nói, đi thôi, tùy bản tọa tiến về Hồ Dương Thành. Kết quả là, hai người rời đi thiết cốt sơn môn phái từ khi chính quy hóa về sau quân trưởng môn liền đem cái này vô danh đỉnh núi cải thành thiết cốt sơn dù sao rất nhiều môn phái hoặc là lấy tên núi xây tông lập phái hoặc là trực tiếp đổi thành cùng môn phái tương quan danh tự đây là một loại trào lưu nhập ra tùy tục được tùy đại lưu sáng sớm yên lặng như tờ phía đông bình tuyến nổi lên yếu ớt ánh sáng cẩn thận từng ly từng tí thấm vào màu lam nhạt màn trời một ngày mới cứ như vậy dần dần rời qua tới sơn giã hơi ẩm nặng thường thường hội tràn ngập làn khói loãng Quân Thường Tiếu cùng Lục Thiên Thiên một trước một sau từ xương sớm chung đi ra, rất có thần tiên quyến lữ hạ phàm trần cảm giác. Đây là hai người lần thứ hai đơn độc kết bạn mà đi, lần đầu tiên là đi Thanh Dương Thành tham gia Bách Tông chiêu mộ. Khi đó, Quân Thường Tiếu vừa xuyên qua tới, 10 phần tiểu manh tân, Lục Thiên Thiên khí chất như tiên, hai người đi cùng một chỗ rất có không hài hòa cảm giác. Bây giờ bước vào ngũ phẩm võ sư, quanh thân hội tụ trưởng môn chi uy, cùng nữ nhân này đơn độc mà đi, khí thế thượng đã thành công che lại. Kỳ thật, mấy tháng này Lục Thiên Thiên đối trưởng môn thái độ có biến hóa rất lớn, rất ít khi dùng lời nói đi nghẹn hắn. Thiên Thiên, quân thường tiếu nói chuyện phiếm nói, lần trước đi Thanh Dương Thành tham gia Bách Tông chiêu mộ, môn phái chỉ có hai người chúng ta, bây giờ phát triển đến hơn 500, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục Thiên Thiên nói, nhất cái có quy mô môn phái, ít nhất phải có mấy ngàn tên đệ tử, trưởng môn đường phải đi còn rất dài. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng không thể không thừa nhận. Thiết cốt phái trong khoảng thời gian này tại hắn quản lý dưới, thật càng ngày càng mạnh. Nàng từng nói qua, tự mình làm trưởng môn, có thể để môn phái xưng bá thanh dương quật, hiện tại đến xem, hắn không chỉ có thể làm được, mà lại chỉ sợ thời gian sử dụng hội ngắn hơn. Về phần xưng bá tinh vẫn đại lục, lục thiên thiên vẫn là chỉ có thể dùng, nằm mơ, đi hình dung. Mệt mỏi sao, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, không mệt, đói bụng sao, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật, không đói bụng, quen thuộc nữ nhân này lạnh như băng tính cách, quân thường tiếu cũng không có để ở trong lòng, mà chỉ nói, nghe nói qua rượu hoa cung sao. Lục Thiên Thiên nói, nhất cái mới quật khởi tứ lưu tông môn, cung chủ tên là Hề Tịnh Tuyền, được vinh dự thế gian kỳ nữ. Quân thường tiếu kinh ngạc nói, ngay cả người ta cung chủ danh tự đều biết, người đối tông môn lý giải vẫn rất nhiều a. À. Lục Thiên Thiên nói, những thế lực này, trưởng môn cũng nhất định phải đi tìm hiểu, tỉ như cái gì tông môn không thể trêu vào, cái gì tông môn hậu trường cứng rắn. Bản tọa lại không gây chuyện thị phi, đi tìm hiểu tông môn làm gì, lại nói. Quân thường tiếu dừng một chút, nói, vì cái gì không phải bọn hắn tới giải ta thiết cốt phái. Một môn phái, để tông môn đi tìm hiểu, lời này nếu như bị ngoại nhân nghe được, khẳng định hội khịt mũi coi thường. Không gây chuyện thị phi, Lục Thiên Thiên nói, đoạn thời gian trước diệt đi hắc ưng đường phó đường chủ cùng đệ tử, trưởng môn chẳng khác nào chọc sự tình, nếu như cha ra là ta thiết cốt phái làm, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhân tại Hoang Sơn giã lĩnh giết, thi thể cũng đốt đi, làm sao lại bị phát hiện. Quân thường thiếu tự tin nói, con hàng này khó trách hội lấy linh lung hỏa thiêu hủy, nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ làm được không lưu vết tích. Lục Thiên Thiên nói, không nên xem thường nhất cái thất lưu môn phái, càng không thể đi xem thường nhất cái tạp phái, bởi vì bọn hắn không có ai biết thủ đoạn, có lẽ liền có thể điều tra ra được. Huống chi, hắc ưng đường nhân đến chặn đường chúng ta, khẳng định từ cốc khẩu tán tu nơi đó biết được. Chỉ cần hỏi tham gia đến, lấy tà phái quen có tàn nhẫn phong cách hành sự, mặc kệ đúng sai, khẳng định hội trước tiên tìm tới cửa. Nữ nhân này thoại có hơi nhiều, cũng là tại cho trưởng môn nhắc nhở. Có đạo lý, quân thường tiếu nâng cầm lên, nói cái này hắc ưng đường, nhất định phải chú ý một chút, miễn cho bị bọn hắn âm. Lục thiên thiên nói, đệ tử cho rằng, phòng ngừa đến tiếp sau phiền phức, trưởng môn có thể mang theo chúng ta, trước một bước đi diệt kia tà phái tổ chức. Quân thường tiếu khẽ giật mình nói, có chút tàn bạo đi. Lục thiên thiên mục quang lãnh lệ nói, mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng, cùng bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích, đem bất luận cái gì xuất hiện nguy hiểm sớm bóp chết quân thường tiếu nói việc này chờ đấu giá hội kết thúc lại nói hắn rất đồng ý lục thiên thiên đề nghị dù sao hắc ưng đường là nhất cái tà phái tác phong làm việc cùng tế vũ lâu không có gì khác biệt một khi chủ động mình liền biết rất bị động quân thường tiếu không sợ quang minh chính đại tìm đến phiền phức liền sợ ở sau lưng thủ đoạn chơi linh tuyền tông chính là ví dụ rất tốt nếu như không phải quả quyết xuất kích đem nó nhất cử diệt đi không chừng về sau sẽ có cái gì yêu thiêu thân đâu nhất cái tà phái mà thôi tiến về hồ dương thành trên đường quân thường thiếu thầm nghĩ, diệt đi cũng không phải vấn đề gì. Hắn tiếp thu lục thiên thiên đề nghị, quyết định đem bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm, sớm bóp chết trong trứng nước. Cái này cách làm rất đúng, bởi vì thân ở Hoa Anh quận Hắc ưng đường, chậm chạp không thấy phó đường chủ cùng đệ tử trở về, đã bắt đầu bắt đầu điều tra việc này. Chỉ cần tra được đệ tử đi chặn đường thiết cốt phái, sau đó mất liên lạc, khẳng định sẽ đến Thanh Dương quận tìm phiền toái. Tà phái mới sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, đi kể cho ngươi chứng cứ, phàm là có khả nghi tính, nhất định phải thà giết lầm một ngàn, cũng không buông tha nhất cái. Đương nhiên, điều tra cũng phải cần cái thời gian, quân thường tiếu đã quyết định muốn diệt hắc ưng đường, hẳn là có thể đuổi tại trước mặt bọn họ động thủ trước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 217, một đám hoàng kim cặn bã. Hồ Dương Thành, quân thường tiếu mang theo lục thiên thiên đi đến, bởi vì hôm nay là đấu giá hội tổ chức ngày, trên đường phố chính khắp nơi có thể thấy được võ giả, từ xuyên phong cách nhìn, chỉ ít có một nửa không phải thanh dương quận nhân. Ngài ra bán đấu giá liệu thương đan cùng tố thể đan, đã sớm tại các quận xôn sao truyền ra. Cho dù rất nhiều võ giả mua không dậy nổi, nhưng biết được sẽ có rất nhiều tông môn đến đây, tự nhiên có nghĩ mở mang tầm mắt dự định. Hồ Dương Thành càng náo nhiệt, quân thường thiếu liền càng vui vẻ, bởi vì dạng này liền sẽ có đầu to xuất hiện, từ đó kiếm càng nhiều tiền trinh tiền. Ai nha, đây không phải quân trưởng môn sao, đang chuẩn bị tiến về đấu giá hội, Hồ Dương Thành một tên gia chủ chào đón chắp tay cười nói. Còn có người cùng mình chào hỏi, nhưng là, không biết hắn, làm như thế nào đáp lễ. Quân thường thiếu đầu nhi nhất chuyển, chắp tay nói quốc khánh khoái hoạt. Theo thời gian suy tính, tổ quốc của mình lập tức sẽ vượt qua năm 69 sinh nhật, cho nên liền lấy loại phương thức này đáp lễ đi. Quốc khánh, khoái hoạt, tên kia gia chủ bị bốn chữ này, chỉnh mộng ngay tại chỗ. Quốc khánh là ai, một người, vẫn là chỉ ta, không đúng rồi, ta gọi giản quân, không gọi quốc khánh A. Quân trưởng môn, quốc khánh khoái hoạt, quân trưởng môn, quốc khánh khoái hoạt, quân trưởng môn cùng nhau đi tới, chỉ cần có kẻ không quen biết tiến lên chào hỏi, lập tức có phong độ đáp lễ. Kết quả là, đi một con đường, đem chào hỏi nhân toàn cả mộng. Bọn hắn nhao nhao ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, âm thầm suy đoán quốc khánh đến cùng là ai, tại sao muốn khoái hoạt. Lại nói, Hồ Dương thành nhân vật có mặt mũi, tại sao lại đối quân thường tiếu nhiệt tình như vậy? Phải biết, bởi vì đắc tội hạo khí môn cùng bách tông liên minh ngoại trừ thanh dương thành ngoại tiến vào những thành trì khác đại gia hỏa tránh đều tránh không kịp đâu đây là bởi vì ngải ra hạo khí môn bên trong vì thiết cốt phái chống đỡ trận lại nguyện ý cấp cho 10 triệu lượng quan hệ khẳng định thiết a ngải ra để ý như vậy mình nhất định phải giữ gìn mối quan hệ về phần hạo khí môn cùng bách tông liên minh thật có lỗi chúng ta là hồ dương thành gia tộc khẳng định phải đứng tại ngải ra một đầu ngải ra sàn bán đấu giá Quân thường tiếu mang theo lục thiên thiên một đường mà đến, dừng ở lối vào. Quân trưởng môn, phụ trách đón khách ngài thượng khắc, vội vàng cười nói, có thể tham gia tại yêu gia đấu giá hội, quả thật vinh hạnh đã đến. Đến từ cái khác quận các thế lực lớn nhao nhau quay đầu. Tiểu gia hỏa này, chính là lúc trước chiến thắng hạo khí môn thiết cốt phái trưởng môn. Chật chật, nhìn qua rất trẻ trung nha, thế đạo thay đổi, nhất cái bát lưu môn phái đều có thể chiến thắng lục lưu môn phái. Đương thời lão phu nghe được tin tức, một lần tưởng rằng tin đồn, đi vào Thanh Dương quận mới biết được, lại là thật. Theo ta thấy, Thanh Dương quận địa phương quá nhỏ, lục lưu môn phái hạo khí môn, sợ là không bằng chúng ta nơi đó thất lưu môn phái. Thế lực khắp nơi cao tầng thấp giọng nghị luận, nhất cái bát lưu môn phái chiến thắng lục lưu môn phái, nếu không phải nhiều lần chứng thực, bọn hắn thật rất khó đi tin tưởng. Nghe nói sau đó không lâu, thiết cốt phái còn muốn đi khiêu chiến Thánh Tuyền Tông đâu. Thánh Tuyền Tông là lão tư cách ngũ lưu tông môn, chỗ quận cũng là địa linh nhân kiệt, dám đi khiêu chiến, không thể nghi ngờ cung cấp tìm đường chết. Tuổi còn trẻ tiếp nhận chức trưởng môn, có nghe con mới đẻ không sợ cọp tinh thần, điểm ấy đáng giá khen ngợi. Quân thường tiếu đến, trở thành thế lực khắp nơi nhiệt nghị chủ đề. Bất quá, càng nhiều mang theo một tia chiêu tức, quân trưởng môn, ngài thượng khắc thấp giọng nói, thế lực ở giữa liền thích nói đông nói tây, người cũng đừng để vào trong lòng. Quân thường tiếu nói, sẽ không, nhiều chuyện trên người người khác, muốn nói cái gì là cái gì. Mình nếu là để vào trong lòng, bách tông chiêu mộ lúc ấy liền bị tức chết rồi mời ngài thượng khắc chắp tay nói quân thường tiếu mang theo lục thiên thiên liền muốn tiến vào hội trường nhưng vừa cất bước liền có người nói ngài trưởng lão quân trưởng môn ngay cả thẻ đều không có trình ra tới liền đi vào không phù hợp quy củ a à. nói chuyện chính là nhất cái ngoại quận thế lực cao tầng đúng thế có nhân hô theo chúng ta đều tại xếp hàng bày ra thẻ thiết cốt phái trưởng môn tay không đi vào có phải hay không khác nhau đối đãi với chúng ta ngoại quận võ giả cái này ngài thượng khắc có chút lúng túng bởi vì cùng quân thường tiếu quan hệ không phải bình thường, căn bản liền không có để hắn lộ ra thẻ khách quý suy nghĩ. Ngoại quận võ giả không đồng ý, mình ở chỗ này xếp hàng theo thứ tự tiến vào, nhất cái bát lưu môn phái trưởng môn, sao có thể nghênh ngang chen ngang đi vào. Ngài trưởng lão, người được cho cái thuyết pháp, mặc dù chúng ta không phải thanh dương quận người địa phương, tốt xấu đều là xử lý thẻ tiêu phí người sử dụng, bây giờ quy củ tại xếp hàng, có nhân không đi quy củ, này làm sao nói còn nghe được. Chẳng lẽ nói, chúng ta những này lục thất lưu môn phái, ở trong mắt ngải ra, còn không bằng quý quận nhất cái bát lưu môn phái. Ngoại quận thế lực đâm đâm bức người, nói nhỏ chuyện đi, là đang cố ý nhằm vào quân thường tiếu hoặc ngải ra. Nói lớn chuyện ra, là tại nhằm vào toàn bộ thanh dương quận. Các quận ở giữa mặc dù không có gì chiến tranh, nhưng dù sao phân thuộc khác biệt trận doanh, đi vào người khác địa bàn, khẳng định cũng muốn biểu hiện cường thế một điểm. Huống chi, thanh dương quận thực lực tổng hợp hơi thấp, tại giàu có quận trước mặt không đáng giá nhắc tới, rất nhiều đến từ quận lớn thế lực thậm chí võ giả tự mang hơn người một bậc cảm giác yêu Việt. Địa vực ở giữa công kích, tại tinh vẫn đại lục nghiêm trọng hơn. Thậm chí, bởi vì một chút tiểu ân oán, cuối cùng diễn biến thành quận cùng quận chiến tranh đều rất bình thường. Ngài thượng khắc sắc mặt càng thêm khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới, những này ngoại quận nhân vậy mà như thế đúng lý không tha người. Ai, quân thường tiếu thở dài một hơi, mang Lục Thiên Thiên rút về đến, nói, ngài trưởng lão, tiến vào đấu giá hội quy củ là. Tiểu tử một người nói, liền ngươi đi con đường này, nhất định phải xuất ra bạch kim thẻ mới có tư cách thông qua, nếu không, liền ngoan ngoãn đứng tại chúng ta đằng sau xếp hàng. Hàn huynh, chúng ta con đường này, được có hoàng kim thẻ mới có thể tiến nhập, người cảm thấy nhất cái bát lưu môn phái có thể cầm ra được sao? Hoàng kim thẻ ít nhất phải tại ngải ra tiêu phí 500 vạn trở lên mới có thể thu được, đừng nói bát lưu, coi như thanh dương quận thất lưu môn phái đều chưa hẳn có đi. Ha ha, cái này thật đúng là nghèo nha, ngoại quận thế lực khắp nơi nhao nhao nở nụ cười nhất sang bên thanh đồng nghiệp, xếp hàng chờ đãi tiến vào thanh dương quận thế lực khắp nơi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mới vừa rồi còn tính tại nhầm vào thiết cốt phái, hiện tại chính là trần trụi tại châm chọc thanh dương quận, phàm là có chút máu tay người địa phương, khẳng định chịu không được nha. Quân thường thiếu vốn định điệu thấp, yên lặng móc thẻ đi vào, nhìn thấy đám người này ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, lập tức tới tính tình. Ngài trưởng lão Hắn chỉ vào ngoại quận đứng đấy con đường kia, nói đây là hoàng kim thẻ mới có tư cách tiến vào ừm, ngài thượng khắc nói, quân thường thiếu nhún nhún vai, nói, bản tọa mới vừa rồi còn đang nghĩ, tại sao có thể có nhiều như vậy rác rưởi tại xếp hàng, nguyên lai là một đám bạch kim đều không có hoàng kim cặn bã. Cặn bã cái chữ này, rõ ràng là tại nhục nhã. Ngoại quận thế lực lập tức tới hỏa khí, nhưng vừa muốn mở miệng tiến hành miệng pháo công kích, thần sắc đột nhiên ngưng kết, bởi vì quân thường tiếu đem bạch kim thẻ triệu ra tới. Mặt trời chiết xạ dưới, thẻ bài lấp lóe bạch mang, từ bọn hắn trước mặt từng cái đảo qua, gai vội vàng nhắm mắt lại hắn, tại sao có thể có bạch kim thẻ, ngải ra bạch kim thẻ, bình thường chỉ có lục lưu môn phái trở lên đại lão mới có tư cách thu hoạch được, lục lưu phía dưới coi như hoa lại nhiều tiền cũng làm không được. Một đám hoàng kim cặn bã, chậm rãi xếp hàng đi. Quân thường tiếu lung lay bạch kim thẻ, ngạo nghễ nói, bản tỏa trước hết tiến vào. a à, đúng rồi, đi hai bước dừng lại, quay đầu cười nói, ta cái này bắt lưu môn phái, vẫn thật là so với các ngươi lục thất lưu mạnh hơn. Ngoại quận thế lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi vào, Mặc dù ánh mắt nổi lên lửa giận, nhưng cũng không có năng lực vì, dù sao người ta là bạch kim, mình là hoàng kim. Lại nói, hoàng kim thẻ đều là cặn bã, cầm hoàng đồng thẻ khẳng định hội càng tự ti. Nhưng xếp tại nhất sang bên thanh dương quận thế lực, nhìn thấy ngoại quận võ giả sắc mặt tựa như ăn phải con ruồi, trong lòng lập tức mừng thầm không thôi. Không hả hê đi, không trang bước đi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 218, bảo vệ nam nhân tôn nghiêm, ánh mắt đối mặt. Có đôi khi, người không đi trang bức, người khác liền biết cảm thấy ngươi là ngu xuẩn. Cho nên quân thường tiếu chỉ có thể móc ra bài kim thẻ, tại một đám hoàng kim cặn bã trước mặt nghênh ngang tiến vào. Nói thật, nếu không phải bọn này ngoại quận thế lực quá phách lối, quân trưởng môn khẳng định không muốn như thế rêu rao. Ai, trang bước đều trang như thế không tình nguyện, cũng là không có người nào. Thanh dương quận thế lực khắp nơi, hiện tại rất dễ chịu, bọn hắn đã sớm không quen nhìn bọn này tự cho là hơn người một bậc ngoại quận thế lực. Quân thường cứu có thể tại trước mặt mọi người xuất ra bạch kim thẻ, tại trên mặt bọn họ hung hăng gõ, cái này không thể nghi ngờ phi thường hả giận. Bất quá, nhất cái bát lưu môn phái, có thể có phòng đấu giá tối cao quy cách thẻ, để thanh dương quận thế lực khắc sâu ý thức được, thiết cốt phái cùng ngải ra quan hệ siêu thiết. Trời à, quân trưởng môn lại có bạch kim thẻ, đây chính là có tiền cũng mua không được thân phận biểu tượng A. Trung quanh xem náo nhiệt thanh dương quận võ giả, trong lòng dâng lên mãnh liệt rung động, ánh mắt cũng dâng lên kính sợ. Bên trong phòng đấu giá bộ, là nhất cái hơi dài thông đạo, hai bên treo không ít danh họa đồ cổ, xem xét liền phi thường xa hoa. Quân thường tiếu mang lục thiên thiên một đường mà đi, dừng ở lớn như vậy đấu giá chủ hội trường. Trong hội trường là bàn đấu giá, bốn phía có từng dãy chỗ ngồi, là thanh đồng thẻ người sử dụng vị trí. Hoàng kim thẻ người sử dụng tại lầu 2, có đơn độc xương phòng, ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt khoáng đạt. Bạch kim thẻ người sử dụng thì tại lầu 3, không chỉ có xương phòng, bên trong sức cũng xa hoa, quả thật thân phận cùng tôn quý biểu tượng. Quân trưởng môn, quân thường tiếu vừa dừng lại, ngài gia chủ liền vội vàng chào đón, có chút xin lỗi nói, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Thanh đồng trên chỗ ngồi đã lần lượt có võ giả ngồi xuống, nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Ngài gia gần nhất lưỡng trùng đan dược ra mắt, tại thế lực khắp nơi trong lòng địa vị nước lên thì thuyền lên, không nghĩ tới sẽ đối với nhất cái bát lưu trưởng môn khách khí như vậy. Lầu hai xương phòng thượng, các phương lục thất lưu môn phái cao tầng cũng đang nhìn đứng tại lối vào quân thường tiếu. Hoặc suy nghĩ sâu xa, hoặc khinh thường, hoặc mỉm cười. Hắn chính là quân thường tiếu A. Lầu ba xa hoa phòng đơn bên trong, một tên tuổi xuân sắc nữ tử đứng ở trước cửa sổ, khóa chặt trên người quân thường tiếu, nhẹ giọng nỉ non nhất thanh. Nữ nhân này tuổi chừng chừng 20, mái tóc đen dài di nhiên rủ xuống hai vai, như thác nước tóc mái che khuất mỹ lệ khuôn mặt nửa trái bộ phận, da thịt như chân châu trắng nõn bóng loáng hiền lộ mắt phải như thanh tịnh suối nước, quanh thân hội tụ để nhân kính nhi viễn chi khí chất cao quý. Đối với cùng giới nhìn chăm chú, quân thường tiếu không phát hiện được, nhưng đến từ khác phái nhìn chăm chú lại bắt được, cho nên bản năng ngẩng đầu cùng đối phương ánh mắt đối mặt. Nữ nhân này, ân, rất xinh đẹp, hắn chỉ nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, chắp tay cười nói, ngài gia chủ còn muốn chủ trì đấu giá, lại tự mình đến nghênh đón, bản tọa thực sự không có ý tứ. Quân trưởng môn là ta ngài ra khách quý, coi như bận rộn nữa, cũng muốn tự mình ra nghinh tiếp mới là. Ngài gia chủ thanh âm rất lớn, rõ ràng cố ý nói cho hội trường võ giả nghe. Như thế đến nay, thế lực khắp nơi thì càng hiếu kỳ, thiết cốt phái trưởng môn đến cùng cỡ nào là gì có thể, sẽ để cho ngài gia coi trọng như thế. Quân trưởng môn, thỉnh thượng lầu ba, ngài thượng nghĩa làm nhất cái thỉnh thế, mang theo quân thường tiếu đi hướng cầu thăng miệng. Đi lầu ba, thiết cốt phái trưởng môn chẳng lẽ có bạch kim thẻ, thế lực khắp nơi biến sắc, trong lòng càng thêm chấn kinh. Quân trưởng môn đi đến lâu thời điểm, ngài thượng nghĩa đè ép thanh âm nói, ngươi vừa rồi nhìn thấy vị kia, chính là Diệu Hoa Cung Cung chủ Hề Tịnh Viên. Quân Thường Tiếu nói, đoán được. Mặc dù chỉ là vội vàng nhìn một chút, hắn liền cảm nhận được một cỗ trải qua thượng vị giả khí tức, cho nên lập tức đánh giá ra, cái này hẳn là Diệu Hoa Cung Cung chủ, có thể cùng siêu cấp vô địch đẹp trai mình đối mặt, làm được mặt không đổi sắc. Cái này kỳ nữ ba chữ đủ để xứng đáng. Hệ thống thực sự nhìn không được nói ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Thế nào, ngài thượng nghế cười nói, có phải hay không đẹp như tiên nữ? Ây, quân thường tiếu nói, vẫn được, ngài thượng nghế khóe miệng giật một cái, nhưng nhìn một chút đằng sau đi theo lục thiên thiên, không khỏi thầm nghĩ, bé con này tướng mạo không kém chút nào rượu hoa cung cung chủ, khó trách quân trưởng môn hội lấy, vẫn được, hai chữ đánh giá. Lầu ba, nhã gian, quân thường tiếu cùng lục thiên thiên đi tới, bên trong không gian rất lớn, trang trí cũng cực kỳ xa hoa liền ngay cả trưng bày ghế sofa cái ghế, xem xét chính là dùng cao đẳng vật liệu gỗ cùng cao đẳng da lông làm ra. Hai chữ, xa xỉ, quân thường tiếu mặc dù có chút ít chấn kinh, nhưng từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Dù sao cũng là đứng đầu một phái, coi như tiến vào nội viện Hoàng Cung, cũng không thể biểu hiện ra chưa thấy qua việc đời dáng vẻ đến đâu. Quân trưởng môn, ngài gia chủ cười nói, ngài mỗ còn muốn đi đón khách, trước hết không quấy giày, nếu có dặn dò gì, có thể thông chi bên ngoài hạ nhân. Ừm, Quân thường thiếu quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó trở về trước cửa sổ, lại phát hiện chính đối diện đúng là Diệu Hoa cung cung chủ chỗ xương phòng. Ha ha, đây là đủ cấp cửa đối diện nha. Trùng hợp, hệ tịnh viên cũng tại đứng ở cửa sổ, ánh mắt trụi trên người quân thường thiếu. Hai người mới vừa rồi là trên dưới đối mặt, hiện tại là tả hữu đối mặt, bất quá đồng dạng cách một khoảng cách. Hội trường nhiều người nhìn như vậy, trực câu câu nhìn nhất cái mỹ nữ có chút không ổn, mà bây giờ quân trưởng môn đứng tại trong xương phòng, vậy liền không hề cố kỵ. Ngươi nhìn ta, ta liền nhìn ngươi, cùng lắm thì lẫn nhau tổn thương. Nữ nhân này da thịt trắng nõn, mặc dù tóc mái che giấu nửa bên mặt, nhưng không thể không nói là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Quả nhiên, linh lực dồi dào thế giới, có thể nhất uẩn dục loại này thiên nhiên đại mỹ nữ. Nam nữ đối nhìn, cái này thật rất không thích hợp. Nhưng ra mặt dày quân thường tiếu cũng sẽ không nhượng bộ, ngươi nhìn ta, ta cũng vẫn xem ngươi. Lúc này, thường thường sẽ là nữ hài trước thua trận, dù sao hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy một chút thẹn thùng nhưng là đối diện hề tịnh viền không phổ thông nàng còn tại xem chúng ta quân trưởng môn ánh mắt không có chút nào lắc lư cùng trốn tránh một nữ nhân da mặt dày như vậy dám cùng siêu cấp vô địch đẹp trai ta tiến hành ánh mắt đối mặt rất tốt rất tốt bản tọa hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là trung cực sóng điện nhãn quân thường tiếu xoay người cho một khía cảnh sát tao khí gầy gầy sợi tóc khóe miệng hiện ra mỉm cười tt tê tê, một nháy mắt dòng điện bay đi nhưng là Diệu Hoa Cung Cung Chủ không có phản ứng chút nào, nhìn về phía quân thường tiếu trong ánh mắt vẫn là không có cái gì tâm tình chập chờn. Ta đậu phộng, ta mị lực kém như vậy. Đối tướng Mạo có tự tin vô cùng quân trưởng môn, điện lực toàn bộ triển khai dưới, không thể dung chuyển nhất cái mỹ nữ, đây tuyệt đối là siêu cấp tổn thương tự tôn. Ta hoàn cũng không tin, quân thường tiếu chính qua thân thể, hai tay vác tại đằng sau. Khi thì mày kiếm nhíu chặt, khi thì u buồn, khi thì trầm tư, khi thì gió xuân mỉm cười. Loại này vẩy muội thiết yếu kỹ thuật, hắn vậy mà biết ai hắn meo lại nói quân trưởng môn bằng thực lực độc thân ta liền cùng hắn tức giận hai người đối mặt hồi lâu bởi vì thời gian hơi dài quân trưởng môn con mắt đều khô khốc không thể thua nhất định phải đem nàng nhìn thẹn thùng ngay tại quân thường tiếu quyết định đến bảo vệ nam nhân tôn nghiêm lúc lục thiên thiên đi tới nhìn thoáng qua hề tịnh thuyền có chút tiếc hận nói cái này rượu hoa cung cung chủ mặc dù có năng lực chỉ tiếc trời sinh mắt có tật giát quân trưởng môn trong nháy mắt hóa đá tại chỗ bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 219, Diệu Hoa Cung Cung Chủ, nhân vật hung ác. Quân thường tiếu đem mình nhất nam nhân, đẹp trai nhất một mặt biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là, hề tịnh tuyển ánh mắt một điểm ba động đều không, cái này khiến hắn không phục, để hắn có tính tình. Đến, tới, bản tòa hôm nay cùng người đại chiến 300 hiệp, xem ai trước tiên đem con mắt dịch chuyển khỏi đừng nhìn ngày thường quản lý môn phái cùng làm việc thượng rất quả quyết nhưng mặc cho tính lên quân trưởng môn càng giống nhất cái không có lớn lên hài tử cứ như vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi con mắt đều nhìn khô khốc quân thường tiếu sửng sốt không có chớp mắt hắn nhất định phải bảo vệ một cái nam nhân tôn nghiêm để nữ nhân này minh bạch cái gì gọi là thẹn thùng cái gì gọi là ngại ngùng nhưng mà lục thiên thiên đi tới nói câu nói kia để hắn trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ sau một hồi lâu quân thường tiếu biểu lộ đặc sắc mà nói cái này nữ nhân con mắt mù sao? Ừm, Lục Thiên Thiên nói, vừa ra đời liền mù, còn bị phụ mẫu vứt bỏ tại Hoang Sơn Giã Lĩnh, tiền nhiệm rượu hoa cung cung chủ đi ngang qua, đem nó ôm trở về cũng nuôi lớn trưởng thành. Thảm như vậy, nhìn về phía hề tịnh viên, quân thường thiếu dần dần ý thức được, con mắt của nàng mặc dù thanh tịnh như nước, nhưng cũng trống rỗng vô thần. Quả nhiên, mắt có tật, không nhìn thấy quang minh, có thể trở thành nhất cái tứ lưu tông môn cung chủ, khó trách sẽ bị xưng là kỳ nữ. Lục Thiên Thiên nói, nàng tới tham gia đấu giá hội, hẳn là hy vọng liệu thương đan có thể trị hết mắt của mình tật. Quân thường tiếu lắc đầu nói, liệu thương đan tác dụng chỉ là chữa thương, há có thể chữa bệnh. Ai, mình cùng nhất cái mắt có tật nữ hài đối mặt, đây coi là chuyện gì xảy ra. Quân thường tiếu thu hồi ánh mắt, đồng thời đối với mình vừa rồi ngây thơ hành vi, biểu thị mãnh liệt khiển trách. Quân trưởng môn, đối diện trước cửa sổ hề tịnh tuyền cười nói, người mới vừa rồi là đang nhìn ta sao. Cười đến mức vô cùng sán lạn, cho người ta một loại gió xuân hưu hưu nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nữ hài, chưa hề chưa thấy qua quang minh, chưa thấy qua giữa thiên địa tốt đẹp non sông. Quân thường tiếu nói, quân mỗ thường nghe người ta nói, hề cung chủ là tinh vẫn đại lục kỳ nữ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hề tịnh tuyền cười nói, quân trưởng môn thống lĩnh thiết cốt phái, có thể đánh bại hạo khí môn, mới khiến cho ta khâm phục đâu. Đây là sự thực khâm phục, không phải bên ngoài những cái kia ngoại quận thế lực châm chọc khiêu khích. Quân thường tiếu vừa muốn nói điểm lời khách khí, một nữ tử đi tới hề tịnh tuyền trước mặt nguyết hắn một cái nói cung chủ tới thời điểm thái trưởng lão nói qua không nên cùng người xa lạ nói chuyện nhất là loại này không đứng đắn nam nhân không đứng đắn nam nhân có ý tứ gì bản tọa không đứng đắn rồi quân thường tiếu liền muốn mở miệng cùng nữ nhân kia lý luận nhưng người ta đã vịn hề tịnh tuyền rời đi cửa sổ thiên thiên quân thường tiếu thở phì phò nói bản tọa không đứng đắn lục thiên thiên nói từ trưởng môn vừa rồi nháy mắt ra hiệu hành vi đến xem hoàn toàn chính xác không đứng đắn Quân thường tiếu bất lực ngồi phịch ở trên ghế, trong lòng ngao gào to, ta chỉ là đem nam nhân đẹp trai nhất một mặt bày ra a. Trưởng môn, lục thiên thiên nói, người cảm thấy cái này rượu hoa cung cung chủ thế nào? Quân thường tiếu chi tiết nói, thanh âm êm tai, cười lên dáng vẻ cũng rất đẹp. Lời này có một loại khác hàm nghĩa, chính là nói cho đại đệ tử, người lúc nào có thể nói chuyện êm tai điểm, lúc nào có thể cười lên. Lục thiên thiên tự nhiên nghe không hiểu, vẫn là lạnh như băng nói, người nhìn chỉ là mặt ngoài, theo ta được biết, cái này hề tịnh tuyền là nhất cái nhân vật hung ác. Ồ, quân thường tiếu nói, làm sao hung ác, có nghe đồn nói, nàng tại tiếp nhận cung chủ về sau, mệnh lệnh đệ tử tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Lục thiên thiên nói, đây là nhân chi thường tình, quân thường tiếu nói, lục thiên thiên nói, về sau, hề tịnh tuyền tìm được phụ mẫu, sau đó tự tay giết chết bọn hắn. Cái gì, quân thường tiếu trợn tròn trong mắt, đem mình hài tử vứt bỏ cố nhiên đáng hận đáng ghét. Nhưng thân là con của người, làm ra giết cha thí mẫu sự tình đến, cái này tâm lý tuyệt đối có vấn đề a. À. Quân trưởng môn rất khó đi tưởng tượng, như thế nhất cái xinh đẹp ôn nhu nữ nhân, sẽ làm ra như thế cực đoan sự tình tới. Mấy năm trước, có nhất cái lục lưu môn phái đắc tội rượu hoa cung. Lục thiên thiên nói, ba ngày sau, môn phái trên dưới 5.000 miệng toàn bộ phơi thây diễn vũ tràng, ngay cả gia súc đều không thể may mắn thoát khỏi. Ta đi, quân thường tiếu cả kinh nói, thật là quá tàn nhẫn a. À. Diệt người ta môn phái sự tình, quân trưởng môn cũng đã làm, nhưng oan có đầu nợ có chủ, chỉ giết linh tuyền tông tông chủ và trưởng lão, phân phát còn thừa đệ tử. Loại này huyết tinh tàn khốc toàn diệt, đơn giản làm cho người giận sôi. Diệu Hoa Cung là tà phái, chính phái, kia lục lưu môn phái là tà phái, chính phái, đã đều là chính phái, diệt nhất cái lục lưu môn phái, không ai lên án. Có, lục thiên thiên nói, lục lưu môn phái hậu trường, tứ lưu tông môn tông chủ từng đi Diệu Hoa Cung hưng sư vấn tội, kết quả bị hề tịnh tuyền đánh thành trọng thương. Quân thường thiếu khóe miệng co giật, nữ nhân kia nhìn như người vật vô hại, nguyên lai như thế xấu bụng tàn bạo. Đột nhiên, quân thường tiếu trước mắt bày biện ra một bức tranh. Đen nhánh trong phòng, hề tịnh tuyền đưa lưng về phía mình, sau đó chậm rãi xoay người, giơ lên nhúm máu đao, hướng về phía sắc mặt mình giữ tợn cười quái dị. Nghĩ đến tận đây, quân trưởng môn lập tức lớn một cái giật mình, thầm nghĩ quả nhiên là nhân vật hung ác. Diệu hoa cung chỗ trong xương phòng, hề tịnh tuyền vừa mới ngồi trên ghế, liền cười nói, lệ nhi, thiết cốt phái thanh âm của trưởng môn nghe thật trẻ tuổi lộ ra bên ngoài ánh mắt mặc dù thanh tịnh, đáng tiếc trống rỗng vô thần. Cung chủ, gọi lệ nhi diệu hoa cung đệ tử nói, tên kia, nhìn qua giống như có 18 tuổi đi. Hề tịnh tuyền nỉ non nói, có thể lấy bát lưu môn phái đánh bại lục lưu môn phái, nhất định là một không tầm thường nam nhân, chỉ tiếc. Nói đến đây, nàng cúi đầu xuống, có chút huệ oải nói, không thể tận mắt xem xét hắn dáng dấp ra sao. Lệ nhi sắc mặt xôn xao biến đổi, vội vàng nói, cung chủ, nơi này là đấu giá hội, rất nhiều thế lực đều tại, người có thể ngàn vạn không thể nghĩ lung tung mấy tên diệu hoa cung đệ tử cũng là hoảng sợ không thôi tiến lên tranh nhau an ủi cung chủ sơ qua hề tịnh tuyền ngẩng đầu trên mặt uể oải bị tiếu dung bao trùm nói ta biết a à, ta biết nha hô nhìn thấy cung chủ vẻ mặt tươi cười chúng đệ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm tăng cứng tâm cảnh cũng dần dần trầm tĩnh lại quân thường tiếu hề tịnh tuyền nỉ non nói nếu như ta nhãn tật có một ngày chữa khỏi khẳng định phải nhìn một chút ngươi là dạng gì nam nhân Lệ Nhi nói: Cung chủ nhất cái bát lưu môn phái cũng đừng nhớ thương, không chừng ngày nào bị người khác diệt. Một tên nữ đệ tử nói: Ta nghe nói thiết cốt phái cùng thánh tuyền tông định ra một năm ước hẹn, cái này phải thua, về sau khẳng định khó mà trên giang hồ đặt chân. A, à, hề tịnh tuyền kinh ngạc nói: Quân trưởng môn còn muốn đi khiêu chiến ngũ lưu tông môn nha? Lệ Nhi nói: Thực lực của mình mình không rõ ràng a, à, nhất định phải đi khiêu chiến thánh tuyền tông, đây chính là điển hình tìm đường chết, cho nên tông chủ không cần để ý. Đấu giá hội kết thúc đi hỏi thăm một chút, thiết cốt phái đi khiêu chiến thánh tuyển tông thời gian cụ thể, nếu như có rảnh rỗi ta đi xem. Đi nghe một chút, hề tịnh tuyển có chút mong đợi nói, chúng đệ tử im lặng, cung chủ làm sao lại nhớ thương yên lặng vô danh thiết cốt phái trưởng môn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.